Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, thượng quan Khinh Yên nhẹ khẽ cắn môi son, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng một cái, dậm chân phải vào, không được, đã ta đi vào bên trong đều nguy hiểm như vậy, cái kia tiểu tam tử chẳng phải là nguy hiểm hơn. Mặc kệ nó, là chính hắn muốn chết, ai, hoặc là nói Hùng hài tử phiền phức đây. Bất đắc dĩ lắc đầu, thượng quan Ngọc Lâm oán hận lên tiếng, nhưng nhìn thượng quan Khinh Yên ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không khỏi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Yên Nhi, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì cứu cứu cân nhắc đi. Đây là Phi Vân Vương Phủ, cứu cứu đánh bất ngờ sau tuyệt sẽ không lưu một lát, liền muốn cấp tốc lui lại. Những cái kia quy nguyên cao thủ muốn chạy, không có người có thể ngăn cản, dung hồn tu giả cũng dễ nói. Nhưng ngươi một cái hóa hư tu giả, đi vào chỉ có thể kéo chân sau. Đến lúc đó lầm cứu cứu đại sư, há không mệt đến lão nhân ra ông ta đi chỗ hiểm. Làm con gái, ngươi nỡ lòng nào? Thân thể hơi chậm lại, thượng quan Khinh Yên cuối cùng là có chút chần chờ lên, nhưng rất nhanh lại ánh mắt nhất định, kiên nghị nói, ta biết, ta sẽ không để cho phụ thân phát hiện ta liền đi tìm tiểu tam tử mà thôi, tìm tới lập tức mang đi. Nếu là thật sự bởi vậy mất mạng, ta cũng nhận. Ai bảo, ta là hắn cô cô đâu? Mí mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, thượng quan Khinh Yên hơi vung tay, bỗng dưng tránh ra thượng quan Ngọc Lâm dây dưa, bỗng nhiên xông vào vương phủ. Nhìn lấy đây hết thảy, thượng quan Ngọc Lâm bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ đành đuổi theo. Thế nhưng là liền tại bọn hắn tiến vào trong tích tắc, một đạo hồng mang cũng là theo sát về sau, chui vào, chỉ có cái kia vô tận dòng máu, vẫn tại mặt đất chảy xuống, biểu hiện ra tính mịch chi khí, không người hỏi thăm. Thật nhanh a, đã đột phá đạo thứ hai phòng tuyến a. Một gian vắng vẻ bên trong căn phòng nhỏ, một đạo thân ảnh già nua khẽ vuốt chòm râu, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe lấy bên ngoài động tĩnh, lại là thở dài một tiếng, sâu xa nói. Khom người cúi đầu, một tên quy nguyên cường giả hướng lão giả kia cung kính thi lễ, bẩm báo nói, khởi bẩm Trảm Long Kiếm Vương đại nhân, đám tặc tử kia đã cấp tốc chạy tới nơi đây, đoán chừng không ra một khắc công phu, liền có thể đến chúng ta vòng tròn bên trong. Ai, thượng quan gia? Rear map nhẹ nhàng rung động, chiếu đến ánh trăng cái kia băng lãnh quang ảnh, Đan Thanh Sinh bất giác lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ, lão phu cùng bọn hắn không cừu không oán, nghĩ không ra lần này lại muốn quyết đấu, cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ a. Khẽ gật đầu, tên hộ vệ kia không nói gì, chỉ là cúi đầu nghe lấy. Chậm rãi khoát khoát tay, để hắn lui ra, Đan Thanh Sinh tiếp tục nhắm mắt trầm tư, lẩm bẩm nói, đi xuống đi, đã còn có một phút công phu. Vậy liền để lão phu lại hưởng thụ một phen cái này dây lát thanh nhàn đi. Đúng, Kiếm Vương đại nhân. Hơi khom người một cái, tên hộ vệ kia chậm rãi lui về phía sau, dẫn vào đen đặc trong bóng đêm. Mà gian phòng này chung quanh, cùng Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó đồng dạng mai phục mấy trăm cao thủ, theo môn mà nằm, sắc mặt nghiêm túc, chờ đợi tùy thời xuất kích chuẩn bị. Cùng một thời gian, thượng quan Phi Vân tại vương phủ một bên khác bố trí xuống trọng binh mai phục. Nghe lấy xa xa truyền đến động tĩnh, lỗ tai khinh động, nhắm mắt lắng nghe, lại là từ chối cho ý kiến bật cười, ha ha ha. Nghe cái này vang động, nhất định là ba cái kia lão già kia tam tài hướng Vân Kình, xem ra vương phủ kết giới căn bản không chặn được bọn họ a. Khủng bố không ra giây lát, ba cái kia lão già hỏa liền muốn tới lấy bản vương đầu. Bất quá, hừ hừ, có dễ dàng sao như vậy? Khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo đường cong. Thượng quan Phi Vân mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, thẳng hất lên ống tay áo, lần nữa ngồi tại vị trí trước, trên mặt tràn đầy kiệt ngao thần quang, vậy bản vương ở chỗ này chờ lấy, đều là người nhà họ thượng quan, xem ai trùng thiên kiếm kình càng mạnh một phần. Hừ, danh xưng Đông Châu mạnh nhất ngút trời ba vân kiếm, cùng bản vương cái này Đông Châu đệ nhất cao thủ, đến tột cùng người nào mới thật sự là người đứng đầu, liền để tối nay làm ra quyết đoán đi. Ánh mắt không khỏi hơi hơi mị mị. Thượng quan Phi Vân khóe miệng xẹt qua từng trận cười lạnh, trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý. Thế nhưng là, hắn lại làm sao biết, đây bất quá là thượng quan Ngọc Lâm vì triệt để thoát khỏi Trác Phàm cái này lão ma đầu, mà giả truyền tin tức, mượn hắn chi thủ, bố trí xuống một cái sát cục mà thôi. Cái kia thượng quan ra ba vị trí cường cung phụng căn bản sẽ không đến, thậm chí liền Trác Phàm cũng không trở lại. Dù sao, đây cũng là Trác Phàm mượn thượng quan Ngọc Lâm chi thủ. Bố trí xuống một cái mê hồn cục, đem hai đại kiếm vương chiến lực tách ra, vì hắn hành động tranh thủ càng nhiều cơ hội. Nếu không hai vị kiếm vương liên thủ, cho dù có Đông Châu mạnh nhất ba đại cung phụng tỏa chấn,
chỉ sợ thượng quan gia cũng rất khó ngăn cản, trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ, triệt để bị tiêu diệt nơi này. Vậy hắn Trác Phàm còn lại chơi cái giám a, các ngươi hai nhà đánh xong, không liền đến đánh ta sao? Cho nên, cái này bình chân như vại kế sách, coi trọng nhất chính là thời gian, mà Trác Phàm chính là muốn đem trong khoảng thời gian này tận khả năng kéo dài. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại làm đến. Ầm ầm. Ngoài cửa tiếng vang chấn động đến toàn bộ vương phủ đều tại thiên diêu địa động, Trác Phàm gian phòng cũng giống vậy, trong nhà cái bàn tủ gỗ đều ào ào ngã xuống, đồ sứ càng là nện đến đinh linh cây báng, một chỗ mảnh vụn. Thế nhưng là yên tĩnh ngồi xếp bằng trước giường, an tâm tính tọa Trác Phàm, lại là đột nhiên lộ ra một đạo quỷ dị đường cong, hai mắt vừa mở, tinh mang lóe lên, thì thào lên tiếng, xem ra, cái kia ta hành động a, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ. Trác Phàm chậm rãi xuống giường, thẳng đi tới cửa trước, nhà tướng nhẹ nhàng đẩy. Qua dựa vào, nghe đến a, động tĩnh này, phía trước đến tột cùng đang làm gì a? Chẳng lẽ lại có người địch tập? Ta muốn hẳn là a, hai tháng trước, có vẻ như cũng là lần này động tĩnh, thiên diêu địa động, bất quá lần này, chấn động đến kịch liệt hơn. Cái kia Phi Vân Kiếm Vương làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không nhanh đi bảo hộ đại nhân? Đừng quên! Lần trước những huynh đệ kia là làm sao đầu người rơi xuống đất, cũng là phản ứng chậm nửa nhịp, không có kịp thời xuất động a. Này, người đây thì không cần quan tâm, Kiếm Vương đại nhân sớm có sở liệu, không có việc gì. A, làm sao người biết? Đần độn, Kiếm Vương đại nhân sáng nay không phải vừa đối với chúng ta răn dạy a, bất luận phát sinh chuyện gì, đều để cho ta nhóm một mực thủ ở chỗ này, chỗ nào cũng không thể động. Nghe giọng điệu này, Kiếm Vương đại nhân há có thể không có dự cảm. Mà lại, vương phủ rất nhiều tinh anh đều bị bí mật điều, tuyệt đối là có nhiệm vụ đặc thù. Cái kia Kiếm Vương đại nhân há không từ lâu biết rõ tối nay sự tình, vì sao không nhắc nhở tiền viện hộ vệ, tăng cường đề phòng. Này, đần đột, dẫn quân vào cuộc biết hay không? Cái gì, trước đó viện huynh đệ chẳng phải là... Chết oan thôi, còn có thể sao? Ngoài cửa phòng... Trông coi cửa phòng hai tên hộ vệ nghe lấy nơi xa động tĩnh, cảm thụ lấy đại địa chấn chiến, không khỏi một trận thổn thức, âm thầm thở dài, lẫn nhau nói chính mình những người này bất đắc dĩ. Ai, giống chúng ta những tiểu nhân vật này, ra ngoài là Phi Vân Vương phủ hộ vệ, vênh váo tự đắc, trở về chỉ là chủ tử trong tay một con cờ thôi, chuyện gì có thể tùy vào chúng ta. Đừng nói Kiếm Vương đại nhân không có thông báo, coi như thật phát mệnh, cho ngươi đi chịu chết, ngươi không dám đi. Hừ hừ, người vì Kiếm Vương đại nhân chịu chết, sau khi chết phong cảnh đại táng, gia quyến được đến chiếu cố, con cháu phúc ấm, vĩnh thụ bảo hộ. Nhưng nếu người dám tham sống sợ chết, hừ, hai tháng trước xử trí những huynh đệ kia, người cũng nhìn đến, cái kia không phải cửa nát nhà tan, há có thể ngươi một người chịu chết, liền có thể sự tình đến. Người nói, đồng dạng là chết, loại nào so sánh có lời. Thân thể nhỏ khẽ run run, một tên hộ vệ khác ra mặt co lại. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xa xa nhìn về phía nơi xa, lại là lộ ra một tia vẻ may mắn, xem ra chúng ta hôm nay tiếp chuyện xui xẻo này, chỉ là trông giữ một cái thần chiếu cảnh luyện đan sư, còn là rất không tệ nha, chí ít không có sinh mệnh chi lo a, ha ha ha. Thật sâu liếc hắn một cái, tên hộ vệ kia nghe đến lời này, cũng là rực rỡ cười gật gật đầu, chỉ bất quá nụ cười này, lại là rất nhiều đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lần này bọn họ nhặt được chuyện tốt. Ôm cái công việc nhẹ, nhưng là lần tiếp theo đây. Khụ khụ khục, tốt, chủ tử chuyện ít quản, cũng ít nói huyên thuyên tử, nghe đến sao. Lúc này, theo một tiếng ho nhẹ truyền ra, người thứ ba hộ vệ chậm rãi đi đến hai người bọn họ bên người, hung ác chừng bọn họ liếc một chút, khiển trách, nhớ kỹ, bệnh tòng khẩu nhập, họa là từ ở miệng mà ra, suy nghĩ nhiều sống mấy năm, thì vững vàng nhắm lại các ngươi miệng. Thân thể nhịn không được lắc một cái. Hai người liếc nhìn nhau, vội vã gật gật đầu, cũng không dám nữa lên tiếng. Thấy tình cảnh này, người kia mới khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Kẹt kẹt. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, cửa phòng dần dần mở ra, Trác Phàm đạp nhẹ cước bộ, từ bên trong đi tới, khóe miệng hiển lộ ra nụ cười quỷ dị. Không khỏi khẽ giật mình, ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là không rõ ràng cho lắm, cái này cổ đại sư một ngày không có lộ mặt. Tại lúc này đi ra đến tột cùng muốn làm gì? Kết quả là, một gã hộ vệ đuổi bước lên phía trước cản lại, che ở trước người hắn, cung kính nói, cổ đại sư, không biết ngài muốn được ra khỏi cửa phòng,
vì chuyện gì? Ha ha ha, không có gì, chỉ là nghe phía bên ngoài động tĩnh lớn, muốn đi xem. Cổ đại sư, bên ngoài nguy hiểm, còn mời lưu tại trong phòng, chúng ta nhất định sẽ cam đoan cổ đại sư an toàn. Vội vã lắc đầu, tên hộ vệ kia một mặt kiên định, cự tuyệt nói. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta dị nói, nếu như nói, ta không phải muốn đi ra ngoài đâu. Nghi đầu lắc một cái, ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu tử này lời ấy, rõ ràng là muốn gây chuyện a, thế nhưng là... Hắn lấy cái gì chọn? Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất quá thần chiếu ngũ trọng mà thôi, nếu không phải có Bách Lý Kinh Vĩ đợi hắn khách quý, tại trong vương phủ có thể la lối om sòm lời nói, ở bên ngoài, bọn họ sao lại đối với hắn nhìn nhiều? Kết quả là, ba người đối Trác Phàm cái này không hiểu trang bức, cũng là có chút từ chối cho ý kiến, ào ào không thể phát hiện lộ ra một vẻ trào phúng. Cổ đại sư, xin ngài không để cho chúng ta khó xử. Chúng ta chức trách là bảo vệ ngài an toàn, tất yếu tình huống dưới, có thể cấm chế ngài hành động, đây đều là vì ngài tự thân an toàn cân nhắc. Bên ngoài bây giờ chính loạn, quá nguy hiểm, còn mời ngài nhanh đi về, không nên ép chúng ta đối với ngài dùng sức mạnh. Khom người một cái thật sâu thân thể, tên hộ vệ kia vẫn như cũ không dám quá đắc tội Trác Phàm, vẫn lễ kính có thêm, nhưng trong lời nói lại là so lúc trước cứng rắn rất nhiều. Nhìn chằm chằm ba người, Trác Phàm bỗng dưng cười rộ lên. Mà lại trong tươi cười không nói ra tà ác cùng quỷ dị, điều này không khỏi làm ba người một trận rất là kỳ lạ, đồng thời tâm lý chíp bông. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn cười cái gì sức lực? Vừa mới các ngươi nói, tại trong vương phủ chết có hai loại A, hy vọng nhất là... Là vương phủ chiến tử. Không khỏi sững sờ, ba người bỗng cảm giác rất là kỳ lạ, hắn lời này là có ý gì? Tốt, vậy liền như các ngươi mong muốn A. Hy vọng các ngươi người nhà thật có thể bởi vì các ngươi cái chết, phúc phận con cái đời sau. Cười nhẹ lắc lắc đầu, Trác Phàm không tiếp tục để ý ba người cái kia mê mang ánh mắt, đã là chậm rãi nhắm hai mắt, thở dài, bất quá ta cảm thấy, chết như vậy, vẫn như cũ rất uất ức a, cái nào là nghịch thiên tu giả cái kia tuyển đường. Bạch, bỗng dưng, một đạo hắc ảnh từ Trác Phàm dưới chân cấp tốc luồn lên, sau đó tại ba người cái kia một mặt kinh dị ánh mắt bên trong. Trong nháy mắt thì đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Trong chốc lát, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều không nhìn thấy. Thần hồn lĩnh vực, trong mắt hung hăng co rụt lại, ba người kia đã là hoàn toàn hiểu được, bên trong một người càng là không khỏi hét to lớn tiếng, cổ đại sư, không cần thiết đùa kiểu này, tranh thủ thời gian thu hồi lĩnh vực, nếu không chúng ta thì không khách khí. Nếu là làm bị thương ngài. Chúng ta cũng không tiện hướng vương ra bàn giao. Bàn giao, ha ha ha, các ngươi lo ngại, từ nay về sau, các ngươi cũng không cần lại đi hướng hắn bàn giao. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đã triệt để nằm tại chỗ này. Hư không ở giữa truyền đến Trác Phàm từng trận giễu cợt âm thanh, ba người nghe đến, bất giác tất cả đều sắc mặt giận dữ, trong lòng nhất thời phát lên một cỗ ám hỏa, chú mắng lên. Tiểu tử thúi, cho thể diện mà không cần. Chúng ta là không muốn thương tổn ngươi, ngươi đến thở lên, trang cái gì bức. Đã như vậy lời nói, hừ hừ. Trong mắt tinh mang lóe lên, một gã hộ vệ hét lớn lên tiếng, cổ đại sư, đây chính là ngươi tự tìm, thương tổn chớ trách tại hạ. Nói, người kia đã là vung lên một cái to bằng bát giấm quyền đầu, chuẩn bị hung hăng hướng cái này đen nhánh hư không nện xuống. Thế nhưng là còn không đợi hắn động thủ, lại là chợt thân thể trì trệ, đã là bỗng dưng không thể động. Còn lại hai người, cũng là như thế. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, ba người nhất thời một trận kinh hãi, cùng nhau kêu to cái này. Đây là có chuyện gì, ta không thể động. Ha ha ha, xin lỗi, ta lĩnh vực chính là song sinh lĩnh vực, cùng khắc hóa hư tu giả lĩnh vực khác biệt, hai loại lĩnh vực tương giao, muốn cường hãn được nhiều, cho dù các ngươi là dung hồn cao thủ, muốn từ nơi này chạy ra, cũng là muôn vàn khó khăn. Một tiếng cười khẽ. Hư không ở giữa Trác Phàm thanh âm vang lên lần nữa, có điều, muốn giải thoát lời nói, lại dễ dàng bất quá. Nói, từng trận màu đen kịt cấp tốc leo đến trên người bọn họ, một cỗ mực đậm giống như năng lượng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, ăn mòn nhập trong cơ thể của bọn họ, từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn năng lượng. Chỉ một thoáng, tại ba người từng tiếng kinh khủng kêu gào bên trong, ba người đã là toàn bộ hóa thành từng đạo đen nhánh bóng người, vĩnh viễn không thể lại động đậy mảy may. Tấm màn đen tán đi,
trăng sáng chiếu rọi, Trác Phàm lại hiện ra thân hình, lại cũng không thấy nữa ba cái kia hộ vệ. Ngửa đầu nhìn lên trời nhìn xem canh giờ, lại nghe lấy cái kia đinh tai nhức óc tiếng vang không ngừng truyền đến, Trác Phàm nhếch miệng lên, đi về phía Lang Huyên Thủy các chỗ đó chạy đi. Hiện tại, cái kia ta hành động. Hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng giữa trời, tại ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, mấy trăm đạo áo đen bóng người, một đến rơi xuống một mảnh trống trải quảng trường ở giữa. Dương mắt nhìn về phía trước, chỉ có từng dãy đen nhánh gian phòng, cũng không có phát hiện bọn họ muốn tìm được chỗ kia động thiên phúc địa, Lang Huyên Thủy Các. Gia chủ, nơi này có vấn đề a, cùng trên bản đồ hoàn toàn không giống. Một tên người áo đen hướng bốn phía nhìn xem, trong mắt mê mang càng thêm thâm trầm, tiếp lấy vội vàng quay người lại, đi vào thượng quan Phi Hùng bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đồng dạng nhìn không được mi đầu hung hăng run run, thượng quan Phi Hùng trên mặt cũng là không tự giác lộ ra kỳ quặc chi sắc, hai con ngươi hai bên chuyển, trong lòng nhất thời phát lên một cỗ thật sâu bất an tới. Ào ào ào. Thế mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái này cỗ bất an nơi phát ra, nhưng người từng đạo tiếng vang trầm trầm lên. Nguyên bản vẫn là đen kịt một màu cái kia từng dãy gian phòng, lại là nhất thời sáng lên sáng loáng ánh nến, một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên, thượng quan gia chủ, nhiều năm không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Phi Hùng nghe đến cái này có chút thanh âm quen thuộc, sắc mặt cấp tốc liền ngưng trọng lên, dưới chân cũng không nhịn được hướng, về, sau liền lùi lại hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn người người gặp này, lại là không khỏi giật mình. Bọn họ thế nhưng là rất ít nhìn đến luôn luôn bình tĩnh ổn trọng gia chủ, lộ ra như vậy kinh hoàng tới. Cái này trong phòng người, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kẹt kẹt. Không chờ bọn họ tiếp tục phòng đi xuống, theo một tiếng cánh cửa nhẹ vang lên, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi cất bước, theo cái kia sáng ngời gian phòng bên trong đi tới. Đồng thời cùng hắn đi ra đến, còn có mấy trăm quy nguyên dung hồn cao thủ, từng cái đều là một thân thể cường hãn khí tức. Ngăn không được phát ra, sắc mặt lạnh lùng, đầy dẫy sát khí. Ban đầu Tây Châu đệ nhất nhân, nay Trung Châu Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh. Ngươi, thế mà còn chưa đi. Mí mắt ngăn không được địa cuồng nhảy vài cái, thượng quan Phi Hùng không khỏi trong lòng trầm xuống, hung hăng khẽ cắn môi, cuối cùng xác minh hắn vừa mới phỏng, nhưng một trái tim cũng theo đó trong nháy mắt rét lạnh xuống tới. Bẫy dập. Một chỗ. Thượng quan Phi Hùng trong lòng đã là có đáp án. Ba ngày trước, bọn họ thám tử rõ ràng nhìn lấy Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ cùng rời đi, nhưng bây giờ, vị này tuyệt thế cao thủ nhưng lại xuất hiện ở đây. Không cần phải nói, hết thảy đều là một cái bẫy, Bách Lý Kinh Vĩ bố cải bẫy. Đầu tiên là giả ý rời đi, sau đó trở về, giết bọn hắn một cái hồi mã thương, tất cả mọi thứ đều là giả tượng, vì dụ bọn họ mắc câu mà thôi. Giờ này khắc này, đã Đan Thanh Sinh xuất hiện ở đây, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ cũng nhất định tỏa chấn bên trong, chỉ huy đại cục. Cái này nhất thời, bọn họ nhất thời rơi vào nguy hiểm nhất tình cảnh bên trong, chẳng những muốn đối mặt hai đại kiếm vương giáp công, hơn nữa còn thân hãm Bách Lý Kinh Vĩ tính kế bên trong, thật sự là bết bát nhất tình huống. Trong lúc nhất thời, thượng quan Phi Hùng ít có địa toàn thân thể thấm đầy mồ hôi lạnh, song đồng hung ác run run, đã là cảm thấy từng trận tuyệt vọng khí tức đập vào mặt. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Đan Thanh Sinh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, thượng quan gia chủ, người ta vốn không cừu không oán, chỉ là hiện tại lập trường không gặp nhau, không thể nói được thì phải đắc tội. Rút lui. Không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, thượng quan Phi Hùng đã là hét lớn một tiếng, nộ hống lên tiếng, song đồng đã trở nên đỏ như máu. Hắn hiện tại thật sự là hối hận ruột đều xanh, bởi vì hắn phán đoán sai lầm. Đem toàn cả gia tộc tinh anh đưa vào như thế hiểm địa. Nếu là bọn họ thật toàn quân bị diệt lời nói, cái kia thượng quan gia tộc nguy rồi, Đông Châu nguy rồi, hắn chính là Đông Châu thiên cổ tội nhân. Chỉ một thoáng, thượng quan Phi Hùng hối hận sâu nặng, thậm chí trong đôi mắt đều xuất hiện ý chết. Nếu là có thể cầm hắn một người chi mệnh, thay đổi hôm nay kết quả thế lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Mà bọn người người nghe đến gia chủ mệnh lệnh, đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn đến thượng quan Phi Hùng cái kia leng keng sắc mặt, lại là trong nháy mắt minh bạch hết thảy, bọn họ đã thân hãm lớn nhất cảnh hiểm nguy, nếu không gia chủ không có khả năng lộ ra ngưng trọng như thế sắc mặt, còn chưa giao chiến thì làm ra rút lui quyết ý. Kết quả là,
tất cả mọi người tin tưởng gia chủ phán đoán, không nói thêm gì, hung hăng gật đầu một cái, y theo mệnh lệnh, đạp chân xuống, bỗng nhiên lui về phía sau, đúng là đường cũ rút về. Chậm rãi lắc lắc đầu, Đan Thanh Sinh nhìn lấy những thứ này Đông Châu hào kiệt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xin lỗi, lão phu tại vị, mưu chính, lần này vô luận như thế nào, không thể thả đi các ngươi. Nói, Đan Thanh Sinh hai ngón khép lại, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi tay giơ lên, trực chỉ hướng lên trời. Chỉ một thoáng, nhưng ngửi từng tiếng long ngâm chợt vang, thiên địa phong vân biến sắc, cuồn cuộn cường hãn ngập trời tuyệt cường kiếm khí, hóa thành từng đạo thần long phi thiên, giống như vạn long về tổ giống như, tề tụ hai ngón phía trên, ngưng tụ thành một đạo dài mấy trăm trượng trảm thiên long kiếm. Nương theo lấy âm thanh tiếng long ngâm gào rú không ngừng, cự kiếm kia bên trên kiếm uy, cũng là tản mát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Dường như cái này một kiếm phía dưới, thiên địa đều muốn bị chém thành hai khúc giống như. T. Nhìn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Như thế cường hãn lực lượng kinh khủng, bọn họ trước đó còn chưa bao giờ theo bất kỳ người nào trên thân cảm nhận được đây. Có lẽ ba vị cung phụng liên thủ có thể đạt đến dạng này khí thế, nhưng là chỉ từ trên người một người phát ra, lại là quá biến thái. Cái này, cũng là Trung Châu cửu kiếm vương lực lượng sao? Bỗng dưng, tất cả mọi người tâm cùng nhau trầm xuống phía dưới, nhìn lấy cái này bầu trời cự kiếm, đã là một mặt cho tàn. Thượng quan Phi Hùng quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, gặp bọn họ từng cái ngốc trệ, tất cả đều dọa đến lại khó động mảy may thân hình, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi. Trong lòng vội vàng, giống to lên tiếng, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau bỏ đi a. Ách, vâng vâng vâng. Thân thể không khỏi một cái giật mình, mọi người cái này mới phản ứng được, lần nữa mặt ngậm hoảng sợ nhìn một chút Đan Thanh Sinh chỗ đó phương hướng về sau, cắn răng một cái, vội vàng hướng về sau triệt hồi, nhưng trên sống lưng lại là đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ai, lão phu không muốn nhiều thương tổn tánh mạng, một kiếm này nhìn cá nhân tạo hóa đi. Nhìn chằm chằm bọn họ kinh hoàng chạy trốn bóng người, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, kiếm trong tay mang cuối cùng phạch một cái, hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Hô! Giống như siêu sao vẫn lạc, thiên địa hạo kiếp, một kiếm này tùy ý một bổ, còn chưa nện xuống, thế nhưng khủng bố uy áp đã là hung hăng áp hướng trên mặt đất tất cả cao thủ, làm cho một đám quần hùng cùng nhau khí tức trì trệ. Toàn bộ mặt đất cũng trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn, thậm chí phản tự nhiên trôi hướng không trung. Mà những cái kia đã ý thức được nguy hiểm, muốn phải nhanh một chút ấn ra chủ chỗ nói, thoát đi nơi đây Đông Châu quần hùng nhóm, lại là tại cái này uy áp phía dưới, nhất thời thân thể trầm xuống, cảm thấy ngàn cân cự lực nện tại trên thân, dưới chân cũng trong nháy mắt hãm xuống mặt đất, đúng là lại khó di động mảy may. Song đồng không khỏi hung hăng co rụt lại, mọi người trong lòng đại sợ. Cảm thụ lấy phần kia cường hãn áp lực càng phát ra tới gần, lại là chân chính cảm nhận được tử vong tới gần. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này một kiếm phía dưới, bọn họ sẽ có hơn phân nửa cao thủ chết. Toàn quân bị diệt, cũng bất quá là người ta hai chiêu phía dưới mà thôi. Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh thực lực, khủng bố đến thế. Bỗng dưng, tất cả mọi người trên mặt kinh khủng càng sâu, đã là tất cả đều lộ ra chết hết chi sắc. Hung hăng khẽ cắn môi, Thượng quan Phi Hùng sắc mặt khẩn trương, rất là không cam lòng, mắt thấy một kiếm kia thiên uy nện xuống, không khỏi hận mắng một tiếng, hai ngón khép lại, chu thiên khoanh tròn, một cỗ cũng là cực kỳ cường hãn đỏ thấm kiếm mang, liền tại bốn phía không gian một phát lên, xa xa nhất chỉ, hung hăng hướng Đan Thanh Sinh chỗ đó đánh tới. Đan Thanh Sinh, thiếu xem thường người, lão phu mặc dù không phải Đông Châu đệ nhất nhân, nhưng ở trùng thiên kiếm phía dưới lĩnh hội nhiều năm. Tự thân trùng thiên kiếm kình, cũng không phải chỉ là hư danh. Há, vậy thì tốt quá, đồng dạng là thần binh đại đạo lĩnh hội người, lão phu cũng muốn cùng đồng dạng tu giả, thật tốt luận bàn một chút, ha ha ha. Rear mép hơi động một chút, Đan Thanh Sinh không khỏi cười khẽ một tiếng, lại là từ chối cho ý kiến. Đụng, hai đạo kiếm kình hung hăng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt uy áp, nóng rực kiếm mang, sáng loáng phát tán bốn phía. Đâm thẳng đến bọn người người một trận nhãn ra buông xuống, không mở mắt được. Chỉ có Đan Thanh Sinh vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, một mặt tùy tiện đưa ngón tay, nhìn lấy cái kia hai ánh kiếm giằng co với nhau tình hình, còn có cái kia Thượng quan Phi Hùng cắn chặt hàm răng, thất khổng phún huyết cảnh tượng thê thảm, vẫn tại hết sức kiên trì.
bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, Đan Thanh Sinh đạm mạc mở miệng, thượng quan Phi Hùng, ngươi tuy là thượng quan gia chủ, nhưng đối trùng thiên kiếm lĩnh hội, lại thượng không kịp lệnh đệ ba phần. Một kiếm này nếu là lệnh đệ sử xuất, là có thể cùng lão phu chiến cái ngang tay. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đạt đến loại trình độ này, hoặc là trung thân đều khó có khả năng đạt đến. Ngộ tính vật này, thật là phi nhân đủ khả năng a. Than dài lấy lắc đầu, Đan Thanh Sinh một mặt tiếc hận, mà hậu chiêu chỉ lắc một cái. Đụng. Nhưng ngửi một tiếng vang thật lớn phát ra, thượng quan Phi Hùng cái kia đạo ngút trời kiếm mang đã là nhất thời phá vỡ đi ra, Đan Thanh Sinh cái kia tuyệt cường trảm long kiếm kình, tiếp tục không có không chỉ trệ hướng kích xuống dưới phía dưới. Phốc. Một tiếng vang trầm, thượng quan Phi Hùng nhìn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, sắc mặt cấp tốc trắng bệch đi xuống, nhưng là trong mắt lại là có nồng đậm vẻ không cam lòng. Trong lòng của hắn minh bạch, luận thiên phú, thượng quan Phi Vân xác thực ở trên hắn, nếu không phải là trong tộc trưởng bối chi mệnh, hắn thực không nên ngồi lên vị trí này. Hiện tại, đối mặt tộc người lập tức muốn bị đối phương cao thủ giết hại, chính mình lại là bất lực. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, để hắn một trận hổ thẹn, từ cảm giác không xứng chiếm cái này gia chủ chi vị. Có lẽ, năm đó Phi Vân nói đúng, chỉ có cường giả mới xứng đáng vương đi. Nếu như nói năm đó chính mình chịu nhường ra vị trí này, Phi Vân sẽ không phản bội, bây giờ thượng quan gia cũng sẽ không rơi vào như thế tuyệt cảnh, cái này. Đều là lão phu sai lầm a. Trong lòng liên tục ai thán, thượng quan Phi Hùng bất đắc dĩ nhắm hai mắt, chờ lấy tử kỳ gần, một trận thổn thức. Gia chủ, bọn người người, nhìn lấy thượng quan Phi Hùng đột nhiên ngã xuống dáng người, không khỏi cùng nhau khóe mắt, giống to lên tiếng, muốn đi trợ trận. Lại là bởi vì kiếm kia áp tới người, khó có thể nhúc nhích chút nào. Cứ như vậy, tại Đan Thanh Sinh cái kia chí cường một kiếm sắp rơi sau một khắc, thượng quan gia tất cả mọi người lại tất cả đều là một mặt dữ tợn gào thét, nhìn lấy cái kia đã là lòng tràn đầy tuyệt vọng ngã xuống thượng quan Phi Hùng, không ngừng hô hoán tên hắn. Hưu. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo hào quang óng ánh lại là đột nhiên phát lên, từ xa mà đến gần, giống như sao chổi đồng dạng xẹt qua bầu trời. Oanh một tiếng, thẳng tắp vào tới cái kia một thần kiếm thiên uy. Đụng. Lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang phát ra, nhưng lần này kết quả lại không còn là châu chấu đá xe, mà là chân chính ngăn lại cái kia cửu kiếm vương khủng bố cùng cực kiếm mang. Hô hô hô. Hai đạo sáng chói kiếm mang chạm vào nhau, rằng con nửa khắc không đến, liền lập tức lẫn nhau triệt tiêu sạch sẽ, toàn bộ tiêu tán ở hư không bên trong. Thế nhưng hai cỗ uy áp, lại là nhất thời hóa thành một cỗ vòi rồng. Đánh úp về phía bốn phía hết thảy, ép thẳng tới đến người nhóm khí tức gấp trệ, hít không mở mắt được. Cho dù là dung hồn quy nguyên cao thủ, cũng có loại muốn bị cái này cuồng phong thổi tan khung xu thế. Đến mức bốn phía giường cột chạm trổ, đình đài lâu các, tức thì bị cái này cường hãn thổi thành phế tích, thẳng trên 9 tầng trời, không có bóng dáng. Trong vòng phương viên trăm dặm, nhất thời một mảnh cát vàng, nhìn một cái không sót gì. Chờ bụi mù tán đi, cuồng phong lắng lại. Mọi người lại nhấc mắt nhìn đi, lại chỉ thấy cách đó không xa thượng quan Phi Hùng bên người, chính đứng bình tĩnh lấy ba đạo thương lão nhân ảnh, lại chính là thượng quan ra ba vị trí cường cung phụng. Giờ này khắc này, bọn họ chính nhẹ nhàng vịn hắn thân thể, âm thầm dùng nguyên lực cho hắn điều dưỡng khí tức, trợ hắn liệu thương, nhưng từng đôi lãnh mâu, lại là nhìn chăm chú vào Đan Thanh Sinh nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giới. Thật sâu nhìn cái này ba cái lão giả liếc một chút. Đan Thanh Sinh không khỏi khẽ cười một tiếng, ôm quyền nói, chắc hẳn ba vị cũng là Đông Châu mạnh nhất người bảo vệ, thượng quan gia trí cường cung phụng, Đông Châu ba vân kiếm A, kính đã lâu kính đã lâu. Ngày xưa nghe hai vị gia sư đề cập qua ba vị tiền bối danh hào, là cùng gia sư nổi danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, Tây Châu song long chí tôn, thật sự là điều giáo đến hảo đồ đệ A. Thế mà... Ba cái kia lão gia hỏa nhìn về phía Đan Thanh Sinh, lại là cười lạnh, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, dù nói thế nào, cái kia hai cái lão gia hỏa, cũng là Tây Châu người chủ trì. Bốn châu liên minh, cùng chống chọi với Trung Châu trụ cột vững vàng. Không nghĩ tới đồ đệ thế mà bên trong châu kiếm tinh đế quốc chó săn, ha ha, thật sự là buồn cười a. Ba cái kia lão gia hỏa một trận trào phúng, thượng quan gia mọi người tuy nhiên kiêng kỵ Đan Thanh Sinh thực lực. Nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng đầy là giọng mỉa mai chi sắc, nhưng là Đan Thanh Sinh lại là không chút phật lòng, cười nhạt gật đầu nói, ba vị tiền bối nói rất đúng, tại hạ thật là có nhục sư môn,
làm bất bại kiếm tôn chó săn. Bất quá, lùm cây lớn cái gì chim đều có, nhà ai không có một hai cái kẻ chẳng ra gì đâu. Tại hạ tốt xấu chỉ là Song Long viện đệ tử mà thôi, nhưng quý phủ nhị lão gia thế nhưng là đường đường chính chính thượng quan gia người thừa kế, không phải cũng đi theo phía dưới thông đồng làm bậy, tới nơi này làm chó săn à, ha ha ha. Ngươi, da mặt nhịn không được hung hăng co lại, cái kia ba vị cung phụng lúc này bị sặc đến nói không ra lời, chỉ là mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trợn mắt nhìn, hận đến thẳng cắn răng. Đúng vậy a, Đan Thanh Sinh là phản đồ, nhưng hắn cùng Song Long Chí Tôn bất quá quan hệ thầy trò, cũng không phải là con ruột, nhà ai tông môn không có mấy cái có nhục sư môn bại hoại đâu. Thế nhưng là bọn họ không giống nhau, thượng quan Phi Vân thế nhưng là thượng quan gia đường đường trực hệ tông tộc nhị lão gia, thể nội giữ lấy Đông Châu cao quý nhất thượng quan gia tộc huyết thống, địa vị tôn sùng. Liền nhà ngươi cao như vậy tầng đều làm phản tới, ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác sao? Bỗng dưng, ba cái kia lão già giống như nuốt sống một con ruồi giống như, trong lòng một trận phiền muộn. Sớm biết như thế, chưa kể tới lời này gốc dạ, chính mình cái mông đều không sạch sẽ, còn quản cái mông người ta lên dính không có dính cứt sao? Ai, bây giờ bị người ta chế giễu lại, còn về không miệng, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Còn lại thượng quan gia tộc người nghe đến Đan Thanh Sinh nói, cũng là một trì trệ, sau đó lập lòe cúi thấp đầu, không còn xách cái này gốc dạ. Phốc, lần nữa phun ra một miệng đỏ sậm tụ huyết, thượng quan Phi Hùng thở sâu, rốt cục cảm thấy tốt nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt không ít. Thế nhưng là hắn vừa mới khôi phục một số, lại là không đợi thật tốt tu dưỡng, vội vàng vội vã lôi kéo ba vị cung phụng tay nói, không tốt, chúng ta mắc lừa, đến tranh thủ thời gian rút lui, bằng không hậu quả nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng a. Lão Phu biết, Phi Hùng, người đừng lo lắng, có Lão Phu ba người đâu. Bình tĩnh gật gật đầu, một tên cung phụng lúc này quay người nhìn về phía còn lại tộc nhân, quát nói, người tới, hộ tống gia chủ thoát đi nơi đây, Lão Phu ba người vì ngươi nhóm đoạn hậu. Vâng, vội vã gật đầu một cái, lập tức liền có mấy cái người nhà họ thượng quan tới, nâng lên thượng quan Phi Hùng cánh tay, vội vã hướng về sau rút lui. Thấy tình cảnh này, Đan Thanh Sinh sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi phất phất tay nói, truy. Vừa dứt lời, người sau lưng cũng lập tức tròng mắt ngưng tụ, nhất thời mặt mũi tràn đầy sát khí xông đi lên, đúng, kiếm vương đại nhân. Hừ, muốn thương tổn gia chủ của chúng ta, không dễ dàng như vậy. Cười lạnh, cái kia ba tên cung phụng lại là nhất thời bổ nhào về phía trước, uy áp mạnh mẽ nhất thời phát ra, trực áp những cái kia truy kích người hô hấp siết chặt, nhất thời dừng bước lại. Tròng mắt tinh mang lóe lên, Đan Thanh Sinh nhẹ giơ lên cước bộ, cũng là xông đi lên, cuồn cuộn uy áp trong nháy mắt thả ra, hướng ba người áp đi, bỗng nhiên triệt tiêu bọn họ cưỡng chế, ba vị tiền bối, muốn đánh lời nói, Lão Phu phụng bồi. Tốt, vậy Lão Phu ba người hôm nay, thì thay hai vị trí tôn, thanh lý môn hộ, hừ. Lạnh hừ một tiếng, ba người kia cũng không già mồm, nhất thời xông đi lên, ba người liên thủ, cuồn cuộn kiếm khí ngăn không được địa phi dù cho mà đi. Lạnh lẽo sát ý, thẳng đến Đan Thanh Sinh thủ cấp. Mà Đan Thanh Sinh cũng không phải người lương thiện, trong mắt tinh mang lóe lên, từng đạo long ngâm khiếu trời, chí cường kiếm mang cũng theo đó phát ra, quét ngang chân trời. Chỉ một thoáng, bốn người ngươi tới ta đi, chiến thành một đoàn. Tuyệt sát kiếm cương, dường như từng đạo chí mạng lưỡi hái tử thần, không ngừng tại hư không xẹt qua, liền toàn bộ không gian đều tại run không ngừng, tựa hồ phải tùy thời vỡ vụn đồng dạng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đầy mặt kinh hãi, không dám tới gần bốn người trước người một bước, miễn cho cuốn vào cái này kịch liệt tử đấu bên trong. Đan Thanh Sinh sau lưng những cái kia quy nguyên dung hồn cao thủ, càng là cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bốn người giao chiến dư âm phạm vi về sau, mới bỗng nhiên hướng thượng quan ra truy kích, muốn đem bọn hắn trừ chi cho thống khoái. Địch nhân đuổi theo, lưu 100 quy nguyên cao thủ đoạn hậu, còn lại người hộ tống gia chủ rút lui. Nhìn lấy đằng sau truy binh càng lúc càng gần, một vị gia tộc cao tầng nhất thời hét lớn một tiếng, mọi người liền cùng nhau gật đầu một cái, vọt tới sau lưng đem truy binh ngăn lại, để trọng thương thượng quan Phi Hùng kịp thời rời đi. Mà những truy binh này cũng là người tu bình thường, cũng không phải là cửu kiếm vương biến thái như vậy, tuy nói thượng quan gia đoạn hậu nhân số lên lại thiếu, nhưng thắng ở đều là tinh anh cường giả, trong lúc nhất thời ngược lại là có thể cản trở giây lát. Thế nhưng là lúc đang bọn người xuôi theo đường cũ rút lui lúc, ông một tiếng ngâm khẽ,
một đạo vô hình ba động lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, nguyên bản bị bọn họ phá hư vương phủ kết giới, đúng là xuất hiện lần nữa. Mà lại lần này, cũng không phải là đối ngoại phòng ngự, kết giới phòng ngự trận đúng là chính đối bên trong, giống như bao như sủi cảo, đem bọn hắn vững vàng bao ở bên trong. Không tốt, chúng ta bị khốn trụ, nhanh đi phá vỡ kết giới này, lao ra. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, thượng quan Phi Hùng không khỏi quá sợ hãi, vội vã quát. Nghe được lời này, lập tức liền có mấy trăm cao thủ, cùng nhau tiến lên, cường đại nguyên lực trùng kích tất cả đều đụng vào kết giới kia phía trên. Thế nhưng là, nhưng nghe phanh phanh thanh âm bất giác bên tai, nhưng kết giới kia lại không chút nào một tia vết nứt xuất hiện, thậm chí liên chiến động đều không có phát sinh. Điều này không khỏi làm chúng người quá sợ hãi, kết giới này cường độ, cùng vừa mới, quả thực không thể so sánh nổi. Nơi xa một mực cùng Đan Thanh Sinh giao chiến ba vị cung phụng, tựa hồ cũng chú ý tới nơi này thần thái, không khỏi giật mình, vội vàng dành thời gian nhảy ra vòng chiến, ba người liên thủ lần nữa thi triển ra một lần tuyệt cường kiếm mang, hung hăng hướng kết giới kia phát ra. Oanh! Lần này, kiếm mang đánh vào kết giới kia lên, phát ra to lớn vang động, kết giới kia cũng là đang không ngừng run rẩy. Nhưng là, cũng chẳng qua là run rẩy vài cái, liền lại bình phục lại, không có chút nào muốn phá vỡ dấu hiệu. Trong mắt nhìn không được co rụt lại. Lần này cho dù là cái kia ba đại cung phụng, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, kết giới này sao hội mạnh như thế? Hưu! Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo sáng chói kiếm mang lại là nhất thời xẹt qua hư không, phốc một tiếng đánh vào một vị cung phụng đầu vai, nhất thời để hắn nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Chậm rãi đem hai ngón để xuống, Đan Thanh Sinh nhẹ nhàng liếc bọn họ liếc một chút. Thản nhiên nói, thế nào, cùng lão phu giao thủ, các ngươi còn có rảnh rỗi quản hắn sao? Mi đầu hung hăng lắc một cái, ba vị cung phụng khẽ cắn môi, trong lòng một trận phát hận. Cái này Đan Thanh Sinh, thực sự quá mạnh, tuyệt không kém thượng quan Phi Vân. Vừa mới bọn họ vì giúp thượng quan gia tộc người phá vỡ kết giới, chạy thoát, chỉ bất quá thất thần một tia, liền bị hắn bắt lấy sơ hở, thương tổn bọn họ một viên. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở trong chốc lát. Riêng là giống Đan Thanh Sinh dạng này tuyệt thế cao thủ, càng là như vậy. Bọn họ khẳng định, nếu là bọn họ còn như vậy nhìn trái phải mà nói hắn lời nói, lần tiếp theo, đoán chừng liền muốn hoàn toàn bị cái này Tây Châu đệ nhất nhân cho tuyệt sát. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, nhìn về phía Đan Thanh Sinh ánh mắt cũng không dám có mảy may buông lỏng. Xin lỗi Phi Hùng, ba người chúng ta lão gia hỏa hiện tại có cái này Trảm Long Kiếm Vương dây dưa. Cũng phân thân pháp thuật a, giúp không các ngươi tự cầu phúc đi. Nghĩ như vậy, ba người cắn răng một cái, đã là bất kể hắn, bỗng nhiên hướng Đan Thanh Sinh tiến lên, toàn thân tâm vùi đầu vào cùng vị này cửu kiếm vương đối chiến bên trong. Bất giác khẽ cười một tiếng, Đan Thanh Sinh cũng là dưới chân nhỏ đạp, chạy tới. Một phương diện khác, thượng quan Phi Hùng bọn người tiếp tục đang không ngừng oanh kích kết giới, lại là khó lường quả. Kết giới kia vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có rung động một cái, lại không có vừa mới ba vị cung phụng xuất thủ lúc tình cảnh phát sinh. Điều này nói rõ, lấy bọn họ lực lượng, kết giới này căn bản khó lay mảy may. Thế nhưng là, lúc này, đằng sau ngăn cản truy binh người đã là dần dần chống đỡ hết nổi, nếu là lại không thể mở ra một đầu con đường sau này, bọn họ coi như thật muốn bị đối phương hoàn toàn làm sủi cảo. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan Phi Hùng liền vội đầu đầy mồ hôi. Hai mắt sung huyết, khóe mắt. Ha ha ha, không cần lại phí sức, các ngươi không trốn thoát được. Đột nhiên, ngay tại cái này vạn phần nguy nan cơ hội, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên phát ra. Ngay sau đó, theo từng đạo cường hãn khí tức xuất hiện, đủ có mấy trăm chi chúng, một đạo công tử trẻ tuổi bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, cản tại bọn họ đường lui lên, lại chính là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ không thể nghi ngờ. Thật sâu nhìn thượng quan Phi Hùng liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo nói, thượng quan gia chủ, các ngươi không cần làm tiếp phí công dẫy dụa, kết giới này là bản tướng mang đế đô 10 tên tốt nhất 11 phẩm trận sư, hoa gần nửa tháng thời gian, bố trí xuống 11 phẩm trận thức, tỏa thiên trận, dùng đều là thánh linh khoáng, có thể so với 12 phẩm đại trận, có thể tiếp nhận cửu kiếm vương cấp bậc cao thủ chí ít lần 10 toàn lực nhất kích. Nói cách khác, các ngươi thượng quan gia tộc, chỉ có 3 cái kia chí cường cung phụng. Lần 10 liên kích,
mới có thể đem thì phá vỡ trận này. Bất quá đáng tiếc, bọn họ hiện tại chính cùng Trảm Long Kiếm Vương giao chiến, có cơ hội này sao? Chỉ sợ không ra ba lần, ba người bọn hắn liền nên chết a, ha ha ha. Cho nên, các ngươi căn vốn không có sinh cơ chút nào có thể nói. Bách Lý Kinh Vĩ lời nói, giống như tử thần tuyên án, nhất thời để thượng quan ra tất cả mọi người tâm, cùng nhau chìm vào đáy cốc, lại không có mảy may hy vọng phát lên. Bách Lý Kinh Vĩ, mí mắt bỗng nhiên hung hăng nhảy, thượng quan phi hùng tiếng nói ở giữa quát lớn nửa ngày, phát ra giống như trong núi như dã thú gào thét, trong đôi mắt tràn đầy trần trụi hận ý. Quay đầu nhìn một chút nơi xa đang cùng Đan Thanh Sinh rằng có cùng một chỗ ba vị cung phụng, nhìn nhìn lại sau lưng cái kia ngăn cản truy binh các tộc nhân, thượng quan phi hùng sắc mặt trầm xuống, cuối cùng lại để mắt tới trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, còn có phía sau hắn cái kia mấy trăm cao thủ hộ vệ, trong mắt hơi híp, âm thầm suy nghĩ lên. Giờ này khắc này, nếu là vẫn như cũ cùng đối phương rằng co không xong, nhóm người mình nhân số không chiếm ưu thế, sớm muộn vẫn diệt. Kế sách hiện nay, duy nhất phần thắng, cũng chỉ có. Bỗng dưng, thượng quan phi hùng trong mắt tinh mang lóe lên, hét lớn một tiếng, liền hung hăng vung tay lên, mang theo nặng nề thương thế, dẫn đầu xông về phía trước, mục tiêu trực chỉ Bách Lý Kinh Vĩ, bắt giặc phải bắt vua trước, cầm xuống Bách Lý Kinh Vĩ, chúng ta mới có đường sống, lên. Giống. Từng tiếng giống to vang lên, bọn người người cũng là đầy mặt phấn khởi, theo gia chủ anh dũng dáng người, trùng phong hướng về phía trước. Bá bá bá. Từng đạo mạnh mẽ bóng người lóe qua, nhìn lấy thượng quan gia cỗ này sóng lớn giống như mãnh liệt chi thế đánh tới, Bách Lý Kinh Vĩ trước người đã là trong nháy mắt đeo lên một nhóm khí thế cường hãn quy nguyên cao thủ, đem vững vàng hộ vệ bên trong, sắc mặt bình tĩnh, không lo không sợ, thậm chí không chút nào đem đối diện vùng vẫy dẫy chết thượng quan gia cao tay để vào mắt. Ha ha ha, bắt giặc phải bắt vua trước, quyết định này là không tệ. Bất quá đáng tiếc, các ngươi hiện tại có thực lực kia sao? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, không sợ chút nào nhìn lấy đối diện cái kia mảnh hung thần ác sát vào tới, dương dương tự đắc, dường như hết thảy đều đã không sai nắm giữ trong tay, nhẹ nhàng lung lay cánh tay, quỷ cười ra tiếng, lên. Vâng, hét lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ bên này cao thủ cũng cùng nhau xông đi lên, chỉ lưu 20-30 người hộ vệ ở bên. Chỉ một thoáng. Hai phe nhân mã rốt cục thật sự đường đi nhập chiến tranh toàn diện, tiếng la giết, tiếng kêu gào, tê tâm liệt phế âm thanh lúc này bên tai không dứt. Tại cái này phong bế kết giới dưới, chiến trường cũng chia là ba chỗ, Đông Châu Ba Vân Kiếm cùng Đan Thanh Sinh trí cường đối chiến, thượng quan gia trăm vị cao thủ cùng sau lưng truy binh ngăn chặn chiến, còn có chủ nhà họ thượng quan phi hùng tự mình chỉ huy, hướng Bách Lý Kinh Vĩ phóng đi đột kích chiến. Bỗng dưng, trong chiến trường một mảnh xôn xao. Đã là giống như tu la địa ngục giống như, giết thành một mảnh. Chỉ bất quá, ba chỗ chiến trường, thượng quan gia cả đám trở lại bị chia làm ba cỗ lực lượng, khó có thể bảo trì phối hợp, lại bị Bách Lý Kinh Vĩ tính kế, hai bên giáp công, lại là tại binh pháp lên nguy hiểm nhất tình cảnh. Có thể nói, thượng quan gia duy nhất phần thắng ngay tại ở thượng quan phi hùng một đoàn người đột kích thành công, cầm xuống Bách Lý Kinh Vĩ, liền có thể bằng trong tay con tin thu hoạch được sinh cơ. Chỉ tiếc. Con đường này cũng là một mảnh tuyệt vọng. Đừng nói là cái kia viễn siêu nhóm người mình cùng thực lực thừa tướng hộ vệ đội ngăn cản bọn họ, vẻn vẹn là cho dù bất chợt tới qua đi, còn có 20 vị cao thủ thân bảo hộ ở trước người hắn, muốn bắt lại hắn, cũng là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Ván này, vô luận như thế nào, đều nhất định là một con đường chết, chỉ bất quá tại cái này tình thế chắc chắn phải chết dưới, người bản năng cầu sinh, hay là hy vọng mở ra một con đường sống, nguyên bản không tồn tại sinh lộ. Đây đại khái là thượng quan gia một hàng cao thủ, sau cùng chấp niệm. 3. Một tiếng vang nhỏ, hai tên hộ vệ không biết từ nơi nào chuyển đến một cái điêu hoa lê mộc ghế dựa thái sư cùng bàn vuông, chỉnh chỉnh bày ở Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, một bình trà thơm nhẹ nhàng mà trình lên tới. Bách Lý Kinh Vĩ vung lên ống tay áo, yên tĩnh ngồi xuống, sau đó tùy tiện giạt rào địa phẩm lên trà thơm, nhìn lên trước mặt máu chảy thành sông, trong tai nghe lấy kêu gào thảm uống. Trên mặt lại là một mảnh khoan thai vẻ tự đắc. Cứ như vậy, thượng quan gia cao thủ hủy diệt hơn phân nửa, tổn thương thảm trọng, lại khó chống lên Đông Châu cục thế. Tiêu diệt Đông Châu ngày, đều có thể vậy, chỉ bất quá. Bỗng dưng, Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía cái này một mảnh huyên náo chiến trường,
lại là trong lòng một phát lên một cỗ không hiểu bất an đến, chỉ là cái này cỗ bất an đến tột cùng đến từ nơi đâu, lại là để hắn tâm lý cảm thấy rất ngờ vực không hiểu. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, nhưng là vì sao ta cảm thấy, nơi nào có gì không đúng đây? Mi đầu nhẹ rung, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là có chút do dự, lo sợ bất an lên. Mà lại, hắn còn không biết cái này lo sợ vì sao mà lên. Cái này tại hắn cả đời mưu đồ kiếp sống bên trong, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Một phương diện khác, Lang Huyên Thủy các phụ cận, bố trí 10 tên dung hồn cảnh cao thủ hộ vệ, tới lui tuần tra. Nghe lấy xa xa truyền đến cái kia mảnh tiếng hò hét, trong lòng bọn họ cũng là một trận may mắn, có thể có được như thế cái nhàn nhã đẹp không kém, không có bất kỳ cái gì lo lắng tính mạng. Bất quá đáng tiếc, bọn họ khóe miệng nụ cười còn không có nhếch lên, nguy hiểm đã gõ đến cửa. Hiu! Một đạo tiếng xé gió lên, một bộ hắc ảnh bỗng nhiên rơi tại trước mặt bọn hắn. Không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau nhìn về phía trước, quát to một tiếng, người nào? Là ta! Từng ngụm thở hổn hển, nhờ ánh trăng chiếu rọi, Trác Phàm lộ ra tấm kia vội vàng hấp tấp hai gò má. Không khỏi giật mình, mọi người đều là sững sờ, cổ đại sư. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có cách, nhân thủ không đủ dùng, ta đến thay Kiếm Vương đại nhân truyền lệnh. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm một mặt chưa tỉnh hồn, chỉ nơi xa cái kia chiến loạn chỗ, hình như có kiêng kỵ nói, nghe đến phía trước động tĩnh à, tặc tử so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Kiếm Vương đại nhân có lệnh, để cho các ngươi tất cả đều đi hỗ trợ, mà lại. Nói, Trác Phàm thần thần bí bí nhìn trái phải một cái, hướng bọn họ vội vã vẫy tay. Không khỏi sững sờ, 10 người kia đều là không rõ ràng cho lắm, nghi nói, trong vương phủ còn nhiều, rất nhiều quy nguyên cường giả, chúng ta chỉ là dung hồn cảnh, muốn chúng ta đi làm gì. Cho nên ta mới để cho các ngươi tới, phụng trộm nói cho các ngươi, vương gia mật lệnh. Hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, Trác Phàm trong mắt càng hiện háo sắc, hung hăng ngoắc tay, địch nhân thế lớn, Kiếm Vương muốn giảm bớt tổn thất, dùng trí địch tướng, cũng không phải là để cho các ngươi làm liều chết mất mạng việc. Sợ cái gì? Trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nghi ngờ, trong lòng mọi người oán thầm, cái này trong vương phủ người cũng không phải là chết hết, làm sao lại để một cái mới vừa vào vương phủ luyện đan sư truyền tin đâu. Bất quá, nhìn lấy Trác Phàm cái kia vội vàng sắc mặt, nhìn nhìn lại cái kia bất quá thần chiếu cảnh tu vi, mọi người liền cũng thoải mái, bỏ xuống trong lòng cảnh giới. Dạng này tu giả, có thể ra cái gì yêu thiêu thân, vạn nhất hắn thật sự là truyền tin đâu. Lầm Kiếm Vương đại sự, chẳng phải đầu người khó giữ được. Dù sao, chờ hắn nói tin tức nội dung về sau, mình lại phân biệt thật giả không muộn. Nghĩ như vậy, 10 người liếc nhìn nhau, đều là không tự chủ được hướng Trác Phàm chỗ đó vây lại. Đúng đúng đúng, mau tới đây, đây là vương gia mật lệnh, chớ để cho người khác nghe lén đi. Trác Phàm vẫn tại hung hăng ngoắc tay, thúc giục lên tiếng, nhưng là khóe miệng lại là như có như không nhếch lên một cái tà ác đường cong. Chờ 10 tên hộ vệ tất cả đều lấy hắn làm tâm điểm, xúm lại cùng một chỗ, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, chờ đợi hắn truyền lệnh lúc, hắn lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, thăm thẳm lên tiếng, Kiếm Vương mệnh lệnh, các ngươi, đều đi chết đi. Bạch, hắc mang chợt hiện, Trác Phàm một chân độc lập, trong nháy mắt đi một vòng, những cái kia vương phủ hộ vệ liền cùng nhau thân thể lắc một cái, hai mắt giật mình lo lắng, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, tiếp lấy thân thể nghiêng một cái. Cùng nhau hướng, về, sau ngã xuống. Chỉ bất quá, ngã xuống chỉ là bọn hắn nửa người trên, nửa người dưới còn như lúc trước đồng dạng, yên tĩnh đứng lặng tại lạnh trong gió. Trác Phàm trong tay, kiếm khí màu đen, lóe lên một cái, đã là thu hồi, sau đó cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm trực tiếp đi ra cái vòng này. Chỉ để lại cái kia từng dãy tề thân cắt đứt hai chân, vẫn tại trong gió thổi lất phất, dần dần cứng ngắc. Cứ như vậy, liền có thể thần không biết quỷ không hay phong ấn chỗ này, thiên địa phong huyệt. Thật sâu nhìn một chút cái này kỳ dị thủy các, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, thẳng đi thẳng về phía trước, ánh mắt lộ ra thắng lợi ánh dạng đông. Đinh! Thế mà, đúng lúc này, một tiếng ngâm khẽ vang lên, vẫn là cái kia đạo đỏ thấm kiếm mang, vẫn là cái kia cỗ lạnh lẽo sát khí, đúng là lần nữa theo cái kia thủy các bên trong phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng Trác Phàm bên này tới gần. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi hoảng hốt, trong lòng kinh dị. Bà nội ngươi, biết rõ thượng quan gia là đến đoạt trùng thiên kiếm,
cái này thượng quan phi vân cũng không thanh kiếm cất kỹ, còn thả ở đây chờ người cầm, hắn là muốn ồn ào loại nào. Vẫn là nói, hắn cứ như vậy tin Bách Lý Kinh Vĩ mưu tính, cho rằng để ở nơi này vẫn như cũ không có sơ hở nào. Trong lòng bất đắc dĩ ai thán, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc lắc đầu, sau đó phải đồng tử bên trong, thất đạo vầng sáng màu vàng óng đột nhiên sáng lên, phát ra trận trận quỷ dị ba động. Mà cái kia thanh bay thẳng hướng Trác Phàm, sát phạt lăng lệ một kiếm, đột nhiên cảm giác cái này một không gian ba động xẹt qua, lại là ngăn không được địa kiếm thân thể lắc một cái, bỗng dưng dừng lại. Dường như đang sợ cái gì giống như, không khỏi run rẩy lên. Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, Trác Phàm nhất thời lộ ra chế nhạo nụ cười, tuy nói lão tử hôm nay mục đích cũng không ở đây ngươi, nhưng là ngươi ở một bên quấy nhiễu, thật sự là quá phiền phức, vẫn là trước phí một chút thời gian, đem ngươi trừ đi, lục phẩm thánh binh, trùng thiên kiếm. Ông, Trác Phàm lời nói bên trong tràn đầy tà tiếu lạnh lẽo, mà theo hắn lời nói xong. Không gian xung quanh cũng là kịch liệt chấn động, thậm chí toàn bộ bốn phía hư không, đều tại ngăn không được lệch vị trí, hướng trùng thiên kiếm phương hướng đè xuống. Uy áp mạnh mẽ, làm cho cái kia luôn luôn vinh váo tự đắc thánh binh, nhẹ nhàng run rẩy lên, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại, thẳng thay đổi phương hướng, hướng cái kia thủy các chỗ sâu bỏ chạy. Em gái ngươi, tiểu tử này là người nào, làm sao lại chiêu này? Hắn không phải những cái kia xúc sinh người a, như thế nào? Trùng thiên kiếm lúc này nội tâm là sụp đổ, thậm chí liền thân lên hồng mang đều đang không ngừng tán loạn ra, lại không lúc trước sắc bén cường thế, rõ ràng là hoảng sợ. Bất quá dù vậy, Trác Phàm hiển nhiên cũng không muốn thả nó một con đường sống, ai ngờ một hồi nó có thể hay không lại chạy ra đến quấy rối. Không minh thần đồng đệ thất trọng, hư không ấn. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm trong mắt thất đạo vầng sáng màu vàng óng càng thêm lớn thịnh. Ngay sau đó, bốn phía không gian liền bỗng nhiên cùng nhau hồi áp xuống tới. Theo bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến áp đến cái kia trùng thiên kiếm trên thân. Một đến, cái kia trùng thiên kiếm nhất thời trì trệ, lại là cũng đã không thể động đậy mảy may, chỉ là một trận run rẩy trôi nổi tại hư không chi đỉnh. Sợ hãi rụt rè, thậm chí còn phát ra từng tiếng gào thét, tựa hồ là cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không để ý đến, Trác Phàm vẫn như cũ không dừng tay. Cuối cùng nhưng ngửi một tiếng phốc nhẹ vang lên, bốn phía không gian chi lực đã là thẳng toàn bộ ép vào cái kia trùng thiên kiếm bên trong. Kít! Thân kiếm trì trệ, kiếm kia rốt cục dừng lại run rẩy, không động đậy được nữa, sau đó lạch cạch một tiếng, rơi xuống mặt đất, đã là không có chút nào linh khí có thể nói. Này một kiếm, lục phẩm thánh binh, Đông Châu thần kiếm, đã bị triệt để phong ấn, lại không có thần kiếm chi uy. Chậm rãi đi vào cái kia thần kiếm bên cạnh. Nhẹ nhàng đưa nó nhặt lên, Trác Phàm vuốt ve nó cái kia đỏ thấm thân kiếm, không khỏi khẽ cười một tiếng, ngón tay búng một cái, ánh sáng lóe lên, liền đem nó thu nhập trong giới chỉ. Giờ này khắc này, thanh thần kiếm này không có linh tính, đã không còn có thánh binh chi uy. Chỉ vì Trác Phàm vừa mới cái kia một nhãn thuật, không minh thần đồng đệ thất trọng, hư không ấn, đem kiếm này kiếm linh, triệt để phong ấn ở trong hư không, khó mà đi ra. Mà chiêu này cũng coi là thiên đế không minh thần đồng thập nhị trọng bên trong, ít có phong ấn chi thuật, không gian chi lực, đem phong ấn vật phong ấn tại hư không ở giữa, vĩnh thế ngăn cách. Trác Phàm phỏng đoán, ngũ đại thánh thú đại khái cũng là chúng cái này thuật, mới bị phong ấn ở cái này phàm giai chịu tội. Bất quá, Trác Phàm hiện tại không minh thần đồng đệ thất trọng mới vừa vặn mở mắt, thượng không đạt được dạng này uy lực, đừng nói là phong ấn thánh thú, coi như phong ấn linh thú đều có chút khó khăn. Cũng liền phong ấn một chút cái này đuôi mù kiếm linh mà thôi. Cũng chỉ có đạt đến thiên đế như thế tu vi, mới có này thông thiên triệt địa uy năng đi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm trong lòng cũng bất giác có chút kỳ vọng, càng là lĩnh hội thiên đế không minh thần đồng, hắn liền càng phát giác thiên đế thâm bất khả chắc. Dạng này tuyệt thế cường giả, phỏng chừng khoảng ngàn vạn năm công lực, hắn một cái hậu bối tùy tùng, đến lúc đó có thể cùng là địch sao? Hoặc là nói, xứng làm đối thủ của hắn sao? Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm vừa nghĩ đến đây, không khỏi có chút thổn thức, trong lòng cũng là ngăn không được ai thán. Nếu là hắn một ngày chưa giải trừ dạng này tai họa ngầm, hắn chung thân đều muốn lẻ loi một mình. Trước kia hắn có thể không quan tâm, nhưng bây giờ. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Trác Phàm hung hăng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, ngẩng đầu lên, đã là nhặt lại lòng tin, đi về phía cái kia thủy các đi đến. Bá bá bá.
đi vào cái kia thủy các trước, nghe lấy róc rách dòng nước, tuôn trào không ngừng thanh âm, từng đạo thác nước, ầm ầm tiếng vang, Trác Phàm lại là cũng không có quá nhiều để ý, mà chính là ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn lấy cái kia trăng sáng sao thưa chi sắc, tìm lấy trong lòng phương vị. Bắt đầu thất tinh, ở chỗ này, trong mắt tinh mang nhấp nháy, Trác Phàm nhìn lấy trong bầu trời đêm cái kia bảy viên theo tự sắp xếp, lóa mắt tinh thần, đạp nhẹ thiên cương bộ phạt, tìm lấy nơi này đối ứng vị trí, mà hậu chiêu bên trong hai tay huy động liên tục, từng viên óng ánh thánh linh thạch liền từng cái bay ra, ẩn xuống dưới đất, không thấy tăm hơi. Đại khái một phút sau, Trác Phàm thở dài một hơi, rốt cục dừng lại trong tay động tác, hơi hơi gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt vui vẻ, như thế tới nói, con đường sau này an bài tốt. Chờ một lát bọn họ cho dù phát hiện, truy chạy tới, ta cũng có biện pháp thoát thân. Hừ hừ hừ, tinh thần đại trận, tại phàm giai tựa hồ cũng không có bao nhiêu người thông hiểu a, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm lần nữa xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia thủy các, đã là lộ ra ánh mắt kiên định. Tiếp đó, liền muốn bắt đầu chính thức phong ấn nơi này. Siêu, đạp chân xuống, Trác Phàm nhất thời lăng không bay lên, chiếu đến ánh trăng trong ngần. Hai tay huy động liên tục, từng khối thánh linh thạch liền ào ào như mưa bay vào thủy các, biến mất không xuất hiện. Kết quả là, đến tiếp xuống trong vòng một canh giờ, ba cái địa phương, mỗi người đều mang hình dáng. Trên chiến trường bi thiết gào uống, huyết ảnh đầy trời, chỉ có vô tận bi thảm, quanh quẩn trong lòng. Tất cả mọi người giết điên giống như, sắc mặt điên cuồng, trong mắt sát ý giạt rào, một mảnh đỏ bừng. Lang huyên thủy các nơi này, bốn bề vắng lặng. Tất cả hộ vệ đều bị điều đi đối phó thượng quan gia, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 10 tên hộ vệ, lại bị Trác Phàm vô thanh vô tức xóa sạch, không người phát hiện, lại chính là vắng vẻ cực kỳ, vừa vặn thi hành hắn kế hoạch, tùy ý đến ném ra thánh linh thạch bố trận, không có một người quấy rầy. Mà một phương diện khác, một cái u ám bên trong căn phòng nhỏ, thượng quan Phi Vân nghe lấy nơi xa động tĩnh, lại là một mực mai phục tại nơi này, không dám nhúc nhích. Giống cái kẻ ngu một dạng đứng im lặng hồi lâu đứng bất động, yên tĩnh chờ đợi quyển kia không tồn tại sát thủ đến đây đánh bất ngờ, có chút nhàm chán, càng có chút bất đắc dĩ, trong lòng không ngừng oán thầm. Bên kia đều đánh hơn nửa canh giờ, làm sao bên này còn chưa tới người a? Nếu là lại không đến, lão tử qua bên kia trợ công đi a. Hắn nãi nãi, thượng quan Ngọc Lâm tiểu tử này tình báo, đến cùng có đúng hay không a? Tiểu tam tử, tiểu tam tử. Đột nhiên, thủy các nơi này, từng tiếng thanh lệ nữ tiếng vang lên, tựa hồ có chút vội vàng, lại tựa hồ tràn ngập khẩn trương, tận lực hạ giọng, tại vắng vẻ trong đêm tối, âm thầm hô hoán một cái quen thuộc tên. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm nghe ra cái thanh âm này chủ nhân, động liên tục hai tay hơi hơi trệ trệ, mi đầu cũng là nhíu một cái, trong lòng nhất động. Nhà đầu này làm sao theo tới, thượng quan gia không phải để bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận rút lui trước a? Có điều rất nhanh, Trác Phàm lại bắt đầu hai tay liền động, tiếp tục bố trận, sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Mặc kệ nó, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, biết rõ nơi này là thị phi chi địa, còn chạy vào, cái này không phải là tìm chết sao? Hừ, thật là một cái làm nữ. Tiểu tam tử, tiểu tam tử. Lúc này, cái kia đạo giọng nữ càng ngày càng gần. Rốt cục đi tới nơi này ầm ầm thác nước tiếng vang phía dưới, đồng thời một giọng nói nam cũng là theo chân vang lên, biểu muội, nói nhỏ chút, coi chừng bị vương phủ hộ vệ nghe đến, người ta đều đầu người khó đảm bảo. Biết, biểu ca. Khẽ gật đầu, thượng quan Khinh Yên mặt sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục một đường nhỏ giọng kêu gọi, tiểu tam tử, tiểu tam tử. Ách, chợt, thượng quan Khinh Yên không khỏi trì trệ, nhìn lấy thủy các trên không lơ lửng. Chính đang lăng không vung tay bay ra thánh linh thạch bố trận Trác Phàm, nhất thời ngây người. Thượng quan Ngọc Lâm thấy một lần, cũng là không khỏi thân thể khẽ giật mình, bỗng dưng sững sờ một chút. Trác Phàm trở về Phi Vân Vương phủ hắn biết, chỉ là hắn không biết, tiểu tử này hiện tại đến tột cùng đang làm gì. Liếc mắt nhẹ liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm không có để ý, vẫn tại chuyên chú chính mình sự tình. Cổ tiên sinh, không khỏi ngơ ngác. Thượng quan Khinh Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thì thào lên tiếng, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải theo Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ đi đế đô sao? Không nói gì, Trác Phàm vẫn tại hai tay liền vung lấy thánh linh thạch, sắc mặt chuyên chú. Uy, tiểu tử, biểu muội cha hỏi ngươi đây,
đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, thượng quan Ngọc Lâm bụng mừng rỡ, đây chính là đem lần này đại nạn oan uổng, nổi đen, toàn bộ đẩy đến trên người tiểu tử kia cơ hội tốt ha, sau đó thừa dịp thượng quan Khinh Yên làm chứng kiến, vội vàng quát hỏi lên tiếng. Tại hắn nghĩ đến, Trác Phàm bị vạch trần mật thám thân phận về sau, thế mà cũng không chết, khẳng định cùng chính mình một dạng làm phản. Nghĩ hắn đường đường Ngọc Thụ Lâm Phong thượng quan gia quý công tử đều có thể làm phản, cái này hương giã tiểu tử sao có thể không làm phản. Chẳng lẽ hắn so mình còn có mặt mũi, cái kia làm sao có thể, hừ hừ, lão tử thế nhưng là nhận qua cao đẳng giáo dục. Cho dù giờ này khắc này, thượng quan Ngọc Lâm vẫn như cũ không bỏ xuống được chính mình quý công tử dáng điệu, trong lòng một trận ý dâm. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng. Trêu đùa nói, đại biểu ca, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta làm sao có thể biết? Sắc mặt không khỏi nghiêm một chút, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời khẩn trương lên, chẳng lẽ tiểu tử này đã minh bạch hết thảy? Bách Lý Kinh Vĩ đều nói rõ với hắn. Ai, cái này Bách Lý Kinh Vĩ cũng thế, sao có thể đem lão tử trọng yếu như vậy thân phận bại lộ đâu? Liền xem như thám tử, lão tử cũng là át chủ bài thám tử, một đường liên hệ a. Hắn là làm sao lên làm thừa tướng, như thế qua loa. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng một trận oán thầm, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, thủ hạ cũng không dừng lại, cũng đã nhìn ra khác ý nghĩ, không khỏi suy cười rộ lên, ha ha ha. Đại biểu ca, người vô sỉ thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mà môn bại hoại bốn chữ này, thật đúng là thích hợp ngươi a. Cái gì, ngươi làm sao lại biết, không khỏi sợ hãi cả kinh. Thượng quan Ngọc Lâm cái này thật hoảng, sắc mặt đại chấn. Bởi vì bốn chữ này, là cái kia lão ma đầu. Chẳng lẽ nói, không có tiếp tục nói hết, Trác Phàm chẳng qua là nhìn không chỗ ở lắc đầu liền cười, sau đó nhìn về phía thượng quan Khinh Yên nói, nếu như muốn bảo mệnh, hiện tại liền đi. Nếu là muốn biết hết thảy, ngược lại là có thể lưu lại, bất quá mệnh liền không có. Đến tột cùng, chuyện gì xảy ra, các ngươi, đến tột cùng đang nói cái gì? Mí mắt khẽ run, thượng quan Khinh Yên nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia tà dị khuôn mặt, lại là tràn đầy mê hoặc. Hôm nay Trác Phàm, cùng ngày bình thường cái kia vui cười giận mắng phố phường tác phong hoàn toàn khác biệt, trong hai mắt thế mà lộ ra thâm thúy cùng thần bí, sâu không thấy đáy. Dạng này ánh mắt, nàng chưa từng thấy qua, bất quá trưởng bối trong nhà đã từng đã báo cho nàng, gặp phải dạng này người, nhất định muốn nhanh chóng rời xa. Bởi vì loại người này tựa như độc xà. Người vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấu hắn, nhưng hắn lại tùy thời tùy chỗ có thể cắn chết ngươi, là trên đời nguy hiểm nhất một loại người. Mà giờ này khắc này, Trác Phàm thì cho nàng dạng này cảm giác, dường như đưa trong sương mù, thân hình càng ngày càng mơ hồ, thấy không rõ. Nhưng tới đối đầu là, thượng quan Ngọc Lâm cái kia không hiểu khẩn trương, lại là khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra manh mối, biểu ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta làm sao lại biết? Đừng nghe hắn cố lộng huyền hư. Quay đầu nhìn thượng quan Khinh Yên liếc một chút, thượng quan Ngọc Lâm ánh mắt có chút trốn tránh, sau đó hung hăng chừng lấy trong hư không Trác Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này, đến tột cùng còn biết bao nhiêu bí mật. Không được, nhất định phải làm cho hắn triệt để im miệng, không thể lại để cho hắn nói tiếp, không phải vậy bổn công tử lẻn về Đông Châu kế hoạch thì thất bại trong gang tấc. Nghĩ như vậy. Thượng quan Ngọc Lâm đã là tròng mắt ngưng tụ, đạp chân xuống, liền hung hăng hướng Trác Phàm mãnh liệt tiến lên, cuồn cuộn sát ý ngăn không được hướng hắn đánh tới. Mà lại, cho dù là dạng này, hắn cũng không quên vội vàng cho Trác Phàm an cái tội danh, sư xuất hữu danh, giống to lên tiếng, cổ nhất Phàm, nhất định là ngươi bán thượng quan ra, mới lại hội vòng trở lại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Biểu ca, không muốn, sự tình còn không có biết rõ ràng. Không khỏi trong lòng cả kinh. Thượng quan Khinh Yên vội vã kêu lên. Thế nhưng là thượng quan Ngọc Lâm sát ý đã định, chỗ nào có thể nghe nàng khuyến cáo. Nhìn lấy cái kia dung hồn cảnh thượng quan Ngọc Lâm chớp mắt là tới Trác Phàm bên người, tràn ngập toàn thân thần hồn lực lượng, hủy diệt tính nhất quyền hung hăng hướng Trác Phàm đầu đập tới, thượng quan Khinh Yên lại là nhìn đến khẩn trương, song quyền gấp siết chặt, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Hiện tại nàng thật sự là thầm hận chính mình, ngày bình thường vì sao không nhiều tu luyện. Chỉ là hóa hư bát trọng tu vi, chỗ nào có thể ngăn cản đến dung hồn cường giả giết người. Liền tốc độ cũng không đuổi kịp. Nhìn đến Trác Phàm lập tức liền bỏ mạng ở tại chỗ, thượng quan Khinh Yên gấp đến độ sắp khóc,
lại là không có cách nào, chỉ có thể khàn giọng hô to, đừng a, biểu ca. Cổ tiên sinh, cẩn thận. Không để ý đến cái kia sát ý ngút trời đã úp mặt, Trác Phàm vẫn tại vung tay bố lấy chính mình trận thức, mà thượng quan Ngọc Lâm cái kia giữ tợn khuôn mặt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi thiết quyền hung hăng đánh về phía hắn hai gò má, thấp giọng tà tiếu, dùng chỉ có hai người có thể nghe đến thanh âm, cười khẩy nói tiểu tử, ta sớm liền muốn giết ngươi, lần này rốt cục bị ta chờ đến cơ hội, đi chết đi. Vẫn không có nói chuyện, Trác Phàm trong tay động tác không ngừng, thậm chí ánh mắt đều không nhìn hắn một chút, tràn ngập vô tận coi thường. Đợi tới trong tay sau cùng một khối thánh linh thạch bay ra ngoài về sau, Trác Phàm mới không khỏi thở dài một hơi, thăm thẳm lên tiếng, hô. Rốt cục bố hết. Không khỏi sững sờ, thượng quan Ngọc Lâm tựa hồ không có nghe rõ, nghi hoặc hỏi ra. Lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhìn lấy cái kia quyền đầu đã tới gần chính mình mặt, Trác Phàm mới hờ hững thản nhiên nói, ta nói, khác mẹ hắn tới quấy rầy lão tử. Đụng, oanh. Chỉ là trong nháy mắt, thượng quan Ngọc Lâm thân thể đột nhiên bị rơi xuống đất, một nhân tiện một tiếng ầm vang khuếch tán ra, xôn xao, tràn đầy khói lửa tràn ngập. Chờ gió nhẹ lướt qua, bụi mù tán đi về sau, thu vào thượng quan Khinh Yên tầm mắt lại là một cái bán kính hơn một dặm lớn lên động, thượng quan Ngọc Lâm bộ ngực lõm, trong miệng không ngừng phun dòng máu, hãm nhập trong lòng đất, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nhìn chằm chằm trong hư không bóng người kia, trên mặt cũng đã tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Mà Trác Phàm lại là chậm rãi thu hồi cánh tay phải, từ chối cho ý kiến vỗ vỗ tay, dường như vừa mới đập chết một con ruồi giống như, không quan trọng gì. Bất quá đây hết thảy, lại là đem một bên quan sát thượng quan Khinh Yên, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể tưởng tượng, một cái dung hồn cảnh cao thủ đối thượng thần chiếu cảnh tu giả, sau cùng lại là như vậy kết quả. Bị thần chiếu cảnh miểu sát. Cổ tiên sinh, ngươi, đến tột cùng là ai a? Mí mắt trong gió càng không ngừng run rẩy, thượng quan Khinh Yên ngơ ngác nhìn lấy cái kia thần bí bóng người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng cùng lúc cũng càng phát ra mê mang. Ngốc trệ tinh mỹ khuôn mặt, lại trong gió một trận lộn xộn. Chậm rãi đáp xuống, Trác Phàm không có lại nhìn cái kia đã hoàn toàn trắng bệch chi sắc, hấp hối thượng quan Ngọc Lâm, càng không đưa mắt nhìn sang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngốc trệ một mảnh thượng quan Khinh Yên phương hướng. Hắn chỉ là một đôi lãnh mâu, chăm chú nhìn chăm chú về phía cái kia thủy các phương vị, hai tay chậm rãi nâng lên, đã là chuẩn bị muốn khai trận. Thật sâu nhìn chằm chằm đạo này dị thường cao ngạo bóng lưng, thượng quan Khinh Yên không khỏi có chút giật mình lo lắng, cái này. Vẫn là trước kia cái kia cổ tiên sinh sao? Không, đã không phải là, đây là một cái để cho nàng cực kỳ người xa lạ, một cái thâm bất khả trắc người. Nhưng dù vậy, nàng lại là cảm thấy, hiện tại cổ nhất phàm tựa hồ càng có một cỗ ma lực, hấp dẫn lấy nàng thật lâu rời không ra nhìn chăm chú ánh mắt. Không chỉ là cái kia đột nhiên bão tố tăng thực lực, còn có cái kia một thân không biết cái gọi là khí thức thần bí. Cổ tiên sinh. Trác Phàm lập tức liền muốn kết động thủ ấn, thượng quan Khinh Yên đang run lên một lát sau, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, vội vã phát ra tiếng, tiểu tam tử người khác không thấy. Nghĩ đến có phải hay không đến vương phủ tìm ngươi đến, chúng ta là không phải tìm được trước hắn, dẫn hắn rời đi chỗ thị phi này trước. Kết động ấn quyết tay bất giác hơi chậm lại, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, trên mặt hơi có chút động dung, ngươi. Chính là vì này chạy đến nơi đây đến. Đúng vậy a, ngươi thì vì như thế điểm phá sự tình chạy đến chỗ thị phi này làm gì. Hố lớn bên trong thượng quan Ngọc Lâm toàn thân trọng thương, khó có thể động đậy. Nghe được lời này cũng là nhìn không được ra mặt run rẩy, một mặt ủy khuất. Hiện tại ngược lại tốt, lão tử theo ngươi chạy đến nơi này đến, vô duyên vô cớ, đột nhiên gặp tai vạ bất ngờ, cũng coi như. Thế nhưng là ngươi sao có thể tại lão tử như thế khổ cực phía dưới, còn nghĩ đến con vật nhỏ kia an nguy. Phải biết, hiện tại nguy hiểm nhất, thế nhưng là ta à. Mọi loại biệt khuất hóa thành từng đạo nước đắng, ngăn không được hướng trong bụng nuốt. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng một trận biệt khuất, sắp khóc đi ra. Không khỏi hiển nhiên, giờ này khắc này, Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên toàn không có để ý hắn tồn tại, thậm chí thì hoàn toàn làm hắn không khí đồng dạng, các nói các lời nói. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm cảm thấy, một quyền này của hắn, thật chịu đến oan đến hoảng. Đúng, tiểu tam tử hắn vẫn chỉ là đứa bé, đột nhiên chạy đến loại địa phương này thế nhưng là rất nguy hiểm. Bình tĩnh gật đầu. Thượng quan Khinh Yên một mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, cổ tiên sinh, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng bây giờ kẻ cầm đầu,
là tìm tới hài tử, cam đoan hắn an toàn. Quay đầu thật sâu nhìn một chút nàng cái kia kiên định ánh mắt, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại là lại quay đầu đi, không nhìn tới nàng, chỉ là hơi có vẻ lạnh như băng đạm mạc lên tiếng, không sao, tiểu tam tử sự tình không cần ngươi quan tâm, hắn cũng không ở nơi này. Là ta để hắn rời đi các ngươi, đến chúng ta điểm hội hợp chờ, một hồi ta liền đi qua tìm hắn. Không khỏi khẽ giật mình, Thượng quan Khinh Yên giật nảy cả mình, trong mắt đều là mê vẻ nghi hoặc. Thượng quan Ngọc Lâm thì là bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, trong lòng một trận cười khổ, oán thầm không ngừng. Biểu muội, nhìn đến a, ngươi còn lo lắng con vật nhỏ kia an toàn, nhưng là cái này hai cha con sớm đã cho mình nghĩ kỹ đường lui, chuồn mất. Ngươi cái này hảo tâm, toàn để người ta làm lòng lang dạ thú a, người ta căn bản không có thèm. Mi đầu càng không ngừng rung động, Thượng quan Khinh Yên thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, tràn đầy vẻ không thể tin được, nói như vậy. Phụ tử các ngươi hai người, một mực tại gạt ta. Lừa ngươi nhiều chuyện, cũng không tại cái này một hai kiện lên. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, một hồi ta muốn khai trận, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ cũng chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới nơi này. Ngươi như còn muốn bảo mệnh, mau rời khỏi. Nếu là lưu tại nơi này, chờ bọn hắn đến, chỉ có thể một con đường chết. Nhìn chằm chằm cái kia băng lãnh bóng lưng, Thượng quan Khinh Yên trên mặt nổi lên một cỗ quật cường đến, lời này của ngươi là muốn cho bản cô nương mau thoát đi nơi này. Cái kia ngươi lúc trước còn nói, muốn biết chân tướng thì lưu lại. Có phải hay không nói, ta lưu tại nơi này, thì có thể biết hết thảy. Bao quát các người hai cha con, giấu giếm ta những sự tình kia. Thân thể trì trệ, Trác Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút, cũng không có quay người, chỉ là đạm mạc gật gật đầu. Vậy thì tốt, bản cô nương thì không đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta. Tìm đường chết, bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ta đã cho ngươi cơ hội, xem như cô niệm tình ngươi đối tiểu tam tử một tấm chân tình, hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính ngươi không phải muốn tìm chết, thì trách không được ta. Nghĩ như vậy, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, đã không còn bất luận cái gì chần chờ, rốt cục bắt đầu kết động ấn quyết trong tay. Chỉ một thoáng, từng đạo phức tạp ấn quyết tại Trác Phàm trong tay kết động, hai tay 10 cái cao to đầu ngón tay, giống như ám dạ tinh linh, tại dạ nguyệt chiếu dọi xuống uyển chuyển nhảy múa, làm cho Thượng quan Khinh Yên nhìn đến một trận hoa mắt. Như thế thành thạo kết trận thủ ấn, biểu dương Trác Phàm là một vị cực kỳ thành thục bố trận sư. Điều này không khỏi làm cái kia một bên chú ý thiếu nữ càng thêm kinh dị, trong đôi mắt đẹp dị sắc gợn sóng. Nàng thực sự không nghĩ tới, Trác Phàm không chỉ có tại luyện đan lên là đại lục hiếm thấy cao thủ, liền bố trận phương diện đều là đại sư cấp nhân vật. Nam nhân này, đến tột cùng thần thánh phương nào a? Trong lúc nhất thời, Thượng quan Khinh Yên nhìn lấy đây hết thảy, lại có chút si. Thế nhưng là nàng si, Trác Phàm lại là dị thường thanh tỉnh, trong mắt lãnh mang. Thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện cái kia tuôn trào không ngừng thủy cát, giữa hai tay tản mát ra cuồn cuộn không gian ba động, từng trận truyền ra. Trăng lên giữa trời nước chảy xiết, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, rơi vào nguyệt cung hóa vân sương mù, nhất phiến băng tâm chiếu ta tâm, quát. Vừa dứt lời, Trác Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, cùng nhau chỉ về phía trước. Ông! Một đạo vô hình ba động đột nhiên phát ra, cái kia lang huyên thủy cát lao nhanh không ngừng thanh liêm. Liền ngăn không được địa bạo động, một trận rung động, bọt nước văng khắp nơi, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Ngay sau đó, bá một tiếng, trên trời trăng sáng, dường như bị thứ gì hấp dẫn giống như, đột nhiên một đạo ánh trăng lạnh lùng, giống như một đạo xích luyện theo trời mà xuống, oanh một tiếng liền nện ở nước này các phía trên. Một chỗ, lóa mắt vệt trắng chút xuống bốn phía, đâm vào mắt người đều không mở ra được tới. Băng lãnh khí tức. Uyển nếu có thể chui vào xương người tủy giống như, chỉ là đứng tại thủy các chung quanh, liền để người ngăn không được phát run run lên. Đồng thời, cái kia thủy các chảy xiết rung động càng thêm khoảng cách, giống như rời núi lấp biển sóng lớn, tại ầm ầm không ngừng tản ra nổ rung trời. Thượng quan Khinh Yên nhẹ che hơi khép hai mắt, nhìn về phía trước hết thảy, đầy mặt kinh hãi. Cái này, đến tột cùng là cái gì trận thức, động tĩnh lớn như vậy? Mà cổ tiên sinh, bày cái này trận. Lại là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Thượng quan Khinh Yên lại đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng Trác Phàm chỗ đó, đã thấy hắn cái kia vừa mới còn một trận băng lãnh khuôn mặt,
giờ này khắc này lại là rốt cục lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Soạt, ánh trăng lạnh lùng rốt cục tiêu tán, chói mắt lãnh mang cũng nhất thời không thấy tăm hơi. Thế nhưng là ngay tại quang mang kia tiêu tán một cái chớp mắt, Thượng quan Khinh Yên lần nữa ngẩng đầu nhìn qua, lại là ngăn không được lại là giật mình, nhưng là đồng thời, lại là bất giác có chút kỳ dị ngây người. Bởi vì lúc này giờ phút này, cái kia vừa mới còn một mực chảy xiết thủy cát, dĩ nhiên đã hoàn toàn đóng băng lại, hóa thành một đạo 100 trượng tượng băng, xông thẳng tới chân trời, nguy nga tráng lệ. Để Thượng quan Khinh Yên bé con này nhìn đến, bất giác lại là ngẩn ngơ, thật đẹp. 3. Một thanh âm vang lên chỉ đánh ra, Trác Phàm lãnh đạm nhìn lấy đây hết thảy, nhưng ngửi đụng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đá lạnh thác nước đã là bỗng nhiên băng vỡ đi ra, soạt một tiếng hóa thành từng đạo vụn băng bay múa bốn phía, hóa thành mảnh vụn rơi đầy một chỗ. Cái này nhất thời, đá lạnh thác nước không thấy, đồng thời cái kia lang huyên thủy các cũng theo hóa thành hư vô. Chỗ này thiên địa phong huyệt, Trác Phàm rốt cục thuận lợi phong ấn thành công, cái kia dẫn lưu trận tại cái này trong phong ấn, cũng sẽ không lọt vào phá hư, hắn nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Ngươi làm gì, thật tốt cảnh đẹp, bị ngươi một chút phá hư. Nhìn lấy cái kia làm cho người rung động đá lạnh thác nước thoáng qua biến mất, Thượng quan Khinh Yên không khỏi nhẹ hừ một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm, một trận oán giận nói. Bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thật sự là không sợ chết nhà đầu, vừa mới nơi này động tĩnh lớn như vậy, những người kia hẳn là sẽ bị dẫn tới. Ngươi không nghĩ chính mình một hồi vận mệnh như thế nào, vẫn còn nhìn lấy phong cảnh kỳ quan, cũng thật sự là đầy đủ lớn gan. Nói, Trác Phàm quay đầu xa xa nhìn lại, cái kia tiếng la giết dần dần dừng lại địa phương. Ai cần ngươi lo, cho dù chết. Còn không cho người ta sau cùng vui vẻ một chút cảnh đẹp sao? Hừ, hung hăng khoét hắn liếc một chút, Thượng quan Khinh Yên cũng là theo hắn ánh mắt nhìn, nhưng rất nhanh lại là bất đắc dĩ than nhẹ lên tiếng. Thực nhân sinh mỹ hảo, nàng như thế nào lại nghĩ như vậy không mở đâu. Chỉ là lúc này, cùng tính mạng mình so sánh, nàng càng muốn biết nam nhân này bí mật, liền tùy hứng một thanh, chỉ thế thôi. Phụng trộm nhìn một bên đạm mạc Trác Phàm liếc một chút, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một chút, lại là bật cười lắc lắc đầu, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Nghĩ không ra nàng Thượng quan Khinh Yên, đối với thiên hạ nam tử chẳng thèm ngó tới, cũng sẽ có làm như thế việc ngốc thời điểm. Mà giờ này khắc này, cái kia xa xa chiến trường phương hướng, đã là có đạo đạo tiếng xé gió hướng nơi này tới gần. Một phương diện khác, 2 phút đồng hồ trước trên chiến trường, Thượng quan gia cùng vương phủ hộ vệ đã là giết đến khó hòa giải. Máu chảy thành sông, đều là thương vong thảm trọng. Bất quá tương đối mà nói, vẫn là Bách Lý Kinh Vĩ một phương chiếm hữu ưu thế. Mà ba cái kia lão già, bởi vì lúc trước có một người thụ thương phía trước, ba người hợp lực cùng Đan Thanh Sinh đọ sức, đã là càng phát ra khó mà chống đỡ được đi xuống. Chiếu tình huống này nhìn, Bách Lý Kinh Vĩ có 7 tòa thiên trận, người nhà họ Thượng quan làm sao cũng chạy không, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Bao quát Thượng quan Phi Hùng cùng cái kia 3 vị trí cường cung phụng ở bên trong Thượng quan gia trụ cột vững vàng, một người sống đều lưu không xuống. Cứ như vậy, Đông Châu chiến lực nhất thời rơi vào nguy cơ, càng đáng sợ là quần long vô thủ cục diện, cái này không khỏi cho Bách Lý Kinh Vĩ một cái đột tiến Đông Châu cơ hội trời cho. Mà cùng lúc đó, 4 châu liên minh cũng sẽ xuất hiện một cái khá lớn lỗ thủng, Trung Châu đối 4 châu chinh phạt, sẽ xuất hiện một cái lớn nhất thời kỳ vàng son. Không thể nói được. Tại Bách Lý Kinh Vĩ lúc còn sống, liền có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Cho nên trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là liên quan đến toàn bộ Nam Châu nhất thống đại cục, không thể tầm thường so sánh, Bách Lý Kinh Vĩ đối với cái này cũng cực kỳ trọng thị. Chỉ bất quá, lòng hắn cho dù lúc này, thắng lợi ánh dạng đông đã trong tầm mắt thời điểm, vẫn là luôn cảm thấy có một chút bất an, ẩn ẩn ở trong lòng, vung đi không được. Trong này, đến tột cùng còn có cái gì vấn đề? Là ta không nghĩ tới đâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ do dự tràn đầy. Gia chủ, chúng ta cao thủ đã thương vong hơn phân nửa, rốt cuộc chịu không được. Gia chủ, không xông qua được a, địch nhân thực lực quá mạnh. Gia chủ, chúng ta muốn bị vây kín. Gia chủ, 3 vị cung phụng xem ra đã có chút chịu không được. Gia chủ, gia chủ, gia chủ. Từng tiếng tràn ngập lo lắng hô quát vang vọng trong chiến trường đầy người đẫm máu Thượng quan Phi Hùng bên tai, làm cho hắn một trận tâm huyết chập trùng, đầy mặt bi phẫn. Sai,
hoàn toàn sai, là hắn hoàn toàn sai. Hắn không nên tham công liều lĩnh, mang theo thượng quan ra một đám cao thủ, tại biết rõ Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh đều xuất hiện thời điểm, còn mạnh hơn xông vào vương phủ, chiếm lấy trùng thiên kiếm, mới có thể rơi vào thảm như vậy cảnh, tiến vào người khác cái bẫy. Nếu không phải hắn, thượng quan gia không có như vậy toàn quân bị diệt nguy hiểm, ba vị cung phụng có thể so với cửu kiếm vương thực lực, cũng sẽ không rơi vào như vậy trên không chạm trời, dưới không chạm đất hiểm cảnh. Hết thảy đều ở chỗ hắn cái này gia chủ không có làm tốt, không có xem xét thời thế, không có trước nghĩ kỹ sau lại làm. Hai mắt xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia đã càng phát ra kiệt lực ba vị cung phụng, quay đầu nhìn lấy từng cái tộc nhân vì ngăn cản truy binh, dục huyết phấn chiến, ngã trong vũng máu bóng người. Từng tiếng kêu gào, từng đạo kêu thảm vang vọng bên tai, thượng quan Phi Hùng rốt cục mắt hổ lắc một cái, thấm đầy dìu lấy máu lệ nóng, lăn lăn xuống. Các vị trong tộc huynh đệ, lần này là ta thượng quan Phi Hùng có lỗi với các ngươi. Gia chủ, tuyệt đối đừng nói như vậy, là cái kia Bách Lý Kinh Vĩ quá mức giảo hoạt, chúng ta mới có thể trúng hắn gian kế. Vội vã khoát khoát tay, một tên quy nguyên cao thủ vội vàng đi vào bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn đã đẫm máu đã lâu. Mệt mỏi không chịu nổi, lung lay sắp đổ thân hình, nhất chỉ phía trước Bách Lý Kinh Vĩ vị trí, hung tợn nói, chỉ cần chúng ta cầm xuống người kia chất, không tin thượng quan Phi Vân hắn dám không thả chúng ta ra ngoài. Nói, người kia đã là vung tay lên, dẫn đầu dẫn người lao ra, các huynh đệ, theo ta lên, cầm xuống Bách Lý Kinh Vĩ, trợ gia chủ xông ra vòng vây. Cầm xuống Bách Lý Kinh Vĩ, trợ gia chủ xông ra vòng vây. Từng tiếng giống to vang vọng trên mây. Thượng quan ra một đám cao thủ, giống như dòng nước lũ mãnh thú, hung hăng hướng Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó trùng phong lấy. Thế nhưng là, Bách Lý Kinh Vĩ phía trước, mấy trăm cao thủ vững vàng cản tại phía trước, giống như cao sơn trùng điệp, mặt đá đê đập, kín kẽ, nơi nào có mảy may cơ hội lưu cho bọn hắn bất chợt tới qua đi. Kết quả là, tại từng tiếng tiếng la giết bên trong, chi này chỉ dựa vào sau cùng kiên quyết tại trèo chống đội cảm tử. Lại là từng cái bị những cái kia vương phủ hộ vệ top 5 top 3 làm thành một vòng, đều oanh sát chết thảm. Nhìn lấy một con kia chỉ gãy tay gãy chân liên tiếp bay ra, trong đầu tạng hợp thành một màu, vừa mới tiến lên một đám tiểu đội, giống như một cái bọt nước giống như trong nháy mắt bao phủ, thượng quan Phi Hùng hai chân mềm nhún, đụng một tiếng ngã nhào trên đất, đã là trong nháy mắt tuyệt vọng. Cái kia vô thần hai mắt bên trong, chỉ có một mảnh huyết sắc đang lắc lư, mỗi lắc một chút. Lòng hắn theo nắm chặt một chút, từng trận đau đớn. Thừa tướng đại nhân, tặc tử đã mất đi kiên quyết, chỉ sợ rất nhanh liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Bách Lý Kinh Vĩ bên cạnh một cái cận vệ, xa xa nhìn một chút thượng quan Phi Hùng cái kia chán nản thân hình, không khỏi suy cười một tiếng, hướng chủ tử nịnh nọt nói, đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế a. Đạm mạc gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Lại là vẫn chưa lộ ra bao nhiêu ý mừng, mà chính là mi đầu vẫn tại hơi nhíu lấy, chỉ chốc lát sau, lại quay đầu nhìn một chút nơi xa im ắng vị trí, kỳ quái nói, nơi này đã chiến nhanh một canh giờ, làm sao Phi Vân kiếm vương chỗ đó còn không có động tĩnh, trong này. Không có cái gì kỳ quặc đi. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân lo ngại, bây giờ thượng quan gia tặc tử đã toàn bộ đều ở chỗ này, còn có thể có cái gì kỳ quặc đâu. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Cái kia cận vệ tiếp tục khom người nói, huống hồ, bây giờ chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho dù không có Phi Vân kiếm vương tham chiến, cũng không có quan hệ gì. Bọn này tặc tử, đã tai kiếp khó thoát, hắc hắc. Mí mắt nhẹ rủ xuống, Bách Lý Kinh Vĩ âm thầm suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu, thì thào lên tiếng, lời tuy như thế, bất quá nếu là có Phi Vân kiếm vương tham chiến lời nói, một trận chiến này, nhưng muốn bớt không ít thời gian a. Oanh! Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, một tiếng ngút trời tiếng vang đã là đột nhiên từ xa chỗ xa xa rõ ràng truyền đến, làm cho Bách Lý Kinh Vĩ ngăn không được giật mình, đuổi vội vàng xoay người nhìn qua, lại là nhất thời khẽ giật mình, đó là... Hưu! Một đạo ánh trăng lạnh lùng, giống như một đạo như trụ trời, thẳng tắp trượt xuống, nhất thời nện ở cái này phàm giai trên mặt đất, lập lòe ra chói mắt quang huy. Đang giao chiến mọi người, thấy một lần cảnh này... cũng là nhìn không được đột nhiên che mắt, khó có thể mở ra, ngập trời tiếng la giết, cũng theo đó dần dần bình ổn lại. Đại khái 2-3 phút về sau, cái kia đạo ánh trăng mới rốt cục tiêu tán không thấy, nhưng là nơi này tất cả mọi người nhìn lấy đạo này kỳ cảnh, lại là đều sửng sốt. Vừa mới,
đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy cái kia dị tượng phát sinh chi địa, hai con người hai bên loạn chuyển, lại là nhất thời giật mình, không tốt, nơi đó là Lang Huyên Thủy các chỗ. Trùng Thiên Kiếm. Đáng chết, chúng ta trúng kế. Sắc mặt bất giác lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi trong lòng hoảng hốt, quay đầu lại sâu sắc nhìn một chút, đã nhanh muốn bị bao vây chặn đánh, gần như tử cảnh thượng quan ra cả đám các loại, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ không cam lòng. Nhưng rất nhanh, hắn lại cắn răng một cái, hét lớn lên tiếng, mau mở ra kết giới, cùng bản tướng đi thủy các chỗ đó, bảo vệ hướng Thiên Thần Kiếm. Không khỏi giật mình, bên cạnh cái kia cận vệ vội vàng khẽ khom người, khuyên nhủ, thừa tướng đại nhân, tuyệt đối không thể a, mắt thấy đám này tặc tử lập tức liền không được, nếu là lúc này mở ra kết giới, chẳng phải để bọn hắn trở về từ cõi chết, thả hổ về rừng. 3. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã là vung tay hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt hắn, nổi giận nói cái kia nô tài chết bầm, đến tột cùng ngươi là thừa tướng, hay ta là thừa tướng. Hừ, lúc này, không có có đồ vật gì hoặc sự tình, lại so với Trùng Thiên Kiếm càng trọng yếu, đây chính là lão tổ tông muốn đồ, vật. Nếu là cứ như vậy ném, bản tướng chịu trách nhiệm không nổi, các ngươi cũng đừng hòng tốt sống. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh mở kết giới. Thân thể nhịn không được run lên. Người kia vội vàng vội vã gật gật đầu, liền cùng mọi người cùng nhau một kết ấn quyết, đối hướng kết giới kia chỗ. Ông! Trong chốc lát, một đạo không gian chấn động vang lên, cái kia đem song phương nhân mã vây ở cái này lệch ra góc chi địa kết giới, nhất thời chậm rãi tiêu tán tại trước mắt mọi người, bên ngoài tươi mát băng lãnh gió đêm, lần nữa quét ở chỗ này mỗi người trên mặt. Riêng là thượng quan ra một đám cao thủ, nhất thời cảm thấy như nhặt được tân sinh giống như... Mỗi một chiếc không khí đều hô hấp đến như thế thoải mái cùng chân quý. Không có trải qua sinh tử, bọn họ thật không có ý thức được, có thể còn sống sót, là tốt đẹp như thế một việc. Trảm Long Kiếm Vương, đừng đánh, cùng bản tướng đi thủy các bảo hộ Trùng Thiên Kiếm. Thế nhưng là, người nhà họ thượng quan trên thân nhất thời nhẹ nhõm, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ lại là nhất thời như trên lò lửa con kiến giống như, gấp lên. Riêng là Bách Lý Kinh Vĩ, thừa tướng Chi Tôn. Bày mưu tính kế, lần này vẫn là bình sinh lần đầu thất thố như vậy, vội vàng hét lớn âm thanh. Sau đó, liền không để ý mọi người, dẫn đầu hướng thủy các sông tới, còn lại người cũng là vội vàng hộ vệ ở bên, bảo hộ hắn an toàn. Chỉ một thoáng, tất cả vương phủ hộ vệ đồng loạt rời đi, hoàn toàn không đang cùng người nhà họ thượng quan dây dưa, tựa hồ căn bản không còn quan tâm bọn họ giống như. Đan Thanh Sinh cũng là dưới chân đạp nhẹ, nhất thời rời đi vòng chiến. Hướng ba người khoát tay một cái nói, ba vị tiền bối, không đánh, lão phu muốn tới đó thử xem, các ngươi tự tiện đi. Nói, liền cũng hướng thủy các phương hướng bay đi, đồng thời tâm lý âm thầm cười khẽ, tiểu tử kia. Đắc thủ sao, ha ha, thật không đơn giản a, tại hai thế lực lớn dưới mí mắt, ha ha ha. Đan Thanh Sinh tuy nhiên không biết Trác Phàm đến cùng muốn cái gì, nhưng đã nghĩ đến, hắn mục đích đạt đến. Đan Thanh Sinh, có gan đừng chạy. Lão phu ba người còn muốn theo ngươi đại chiến 3.000 hội hợp. Khụ khụ khụ, nhìn đến Đan Thanh Sinh đột nhiên rời đi, một tên chí cường cung phụng hét to lớn tiếng, mặt mũi tràn đầy không phục, thế nhưng là không đợi hắn nói xong, đã là lại nhịn không được ho khan, máu tươi ói không ngừng. Thấy tình cảnh này, mặt khác nhị lão không khỏi bất đắc dĩ thở dài, đuổi vội vàng khuyên nhủ, lão tam, khác giống, sự tình rõ ràng, trận chiến này chúng ta đã rơi vào hạ phong. Tái chiến tiếp cũng gây bất lợi cho chúng ta, không muốn tại xính miệng lưỡi chi biệt, đồ bị chuyện cười mà thôi. Thân thể bất giác trì trệ, người kia quay đầu nhìn về phía hai người khác, lại gặp bọn họ cũng từng cái bị thương, lại là bất đắc dĩ than nhẹ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cái này Tây Châu đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền, không phải dễ đối phó như vậy. Đón lấy, ba người liền vội vàng thân thể hạ xuống, đi vào thượng quan Phi Hùng bên người, khẩn cấp hỏi, Phi Hùng. Người thế nào? Gia chủ, ngài không có sao chứ? Còn lại thượng quan gia tộc người, giờ này khắc này cũng cùng đi đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy quan tâm chi sắc. Trong mắt vẫn còn có chút giật mình lo lắng, thượng quan Phi Hùng ngơ ngác nhìn bên người từng trương lo lắng gương mặt, lại là một mặt mờ mịt, sâu xa nói, chúng ta. Thoát hiểm sao? Có vẻ như có người thừa dịp chúng ta song phương quyết chiến, đi trộm Trùng Thiên Kiếm, bọn họ quýnh lên. Đều đi hộ vệ. Chúng ta vậy cũng là, chạy thoát đi.
chậm rãi sờ sờ chính mình chòm râu, một tên cung phụng không khỏi thở dài một tiếng, cũng là không biết đây cũng là gì phe thế lực, vậy mà nhìn cho phép chúng ta ngao cỏ đánh nhau, hắn đi ngư ông đắc lợi, thật sự là rất giảo hoạt cái nào. Phi Hùng, chúng ta muốn hay không cũng theo sau, trùng thiên kiếm nhưng là ở chỗ này. Nói không chừng, chúng ta có thể thừa cơ đoạt lại đâu. Mí mắt bất giác hung hăng run run, thượng quan Phi Hùng trầm ngâm nửa ngày, lại là kiên định lắc đầu, không, lần này chúng ta tham công liều lĩnh, đã tổn thất nặng nề, lại không có thể rơi vào trong tuyệt cảnh. Ta ý nghĩ lên, tất cả thượng quan gia tộc người, cùng một chỗ rút lui, rời đi chỗ thị phi này lại nói. Tóm lại, có Bách Lý Kinh Vĩ nơi ở, chúng ta thì không nên tùy tiện động thủ, miễn cho lại gặp tính kế. Thế nhưng là cái kia trùng thiên kiếm, gần trong gang tấc, thật muốn như thế từ bỏ. Không, ta cùng ba vị cung phụng là nơi này thực lực cao nhất người, muốn thoát thân cũng dễ dàng, chúng ta đi. Một vị cung phụng vẫn còn có chút không cam lòng, thượng quan Phi Hùng lập tức ánh mắt nhất định, nghiêm túc nói, về phần người khác, lập tức rút lui nơi đây, rời đi Phi Vân Thành, đến chúng ta ở ngoài thành chỗ tập hợp tụ hợp. Gia chủ, tốt, không cần phải nói, ý ta đã quyết. Mọi người cùng nhau kêu to, thượng quan Phi Hùng lại là hung hăng khoát khoát tay, bình tĩnh nói, lão phu đã sai một lần, không thể lại sai một lần. Trùng thiên kiếm tuy nặng muốn, nhưng lão phu không thể làm cái vật kiện, thì hủy cả quan gia mấy ngàn năm căn cơ. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, biết gia chủ đã quyết định, sẽ không sửa đổi, liền không lại kiên trì. Thấy tình cảnh này, ba vị cung phụng lẫn nhau nhìn xem, đều là tán thưởng gật đầu. Kết quả là, thượng quan gia số lớn nhân mã kéo trác phàm chi bức, thuận lợi chạy thoát, mà thượng quan Phi Hùng cùng ba vị cung phụng, thì là cùng nhau hướng chân chính thủy các chỗ đó bay đi. Chỉ bất quá, bọn họ đoán chừng làm sao cũng không muốn không đến, bọn họ song phương một mực tại tranh đoạt trùng thiên kiếm, lúc này đã sớm đã đổi chủ, vẫn là bọn hắn vốn là muốn làm vì sinh tử tử đến sử dụng cái kia con cờ. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió xẹt qua vân đoan, rất nhanh liền rơi xuống lang huyên thủy các nơi này, đầu tiên đến, tự nhiên là vừa phát hiện tình huống không đúng, liền dẫn đầu làm ra hành động Bách Lý Kinh Vĩ một đoàn người. Nhìn lấy cái kia một chỗ vụn băng tản mát một mảnh, dương mắt nhìn lên, hai đạo quen thuộc bóng người nhất thời đập vào mi mắt, chỉ bất quá Trác Phàm một mặt lạnh lùng nhìn về hắn, không nói một câu, thượng quan Khinh Yên lại tựa hồ như có chút sợ hãi giống như, nhẹ nhàng chuyển lấy cước bộ, lui về phía sau lui, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bách Lý Kinh Vĩ liền tam thi thần cuồng loạn, mi đầu một trận run rẩy, dường như minh bạch cái gì giống như, ngày bình thường bày mưu tính kế. Tự tin mà hiền lành khuôn mặt ít có âm trầm xuống, chăm chú nhìn trước mặt Trác Phàm không thả, giận quá mà cười nói, cổ đại sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hay không thay bản tướng giải thích một phen đâu. Không để ý đến hắn, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, lộ ra một đạo có chút thần bí nụ cười. Bá bá bá, bỗng dưng, lại là một chuỗi dài tiếng xé gió vang, đan thanh sinh. Thượng quan Phi Hùng cùng ba vị trí cường cung phụng theo thứ tự mà tới, nhìn lên trước mặt cảnh tượng như vậy, cũng là không khỏi sững sờ, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Riêng là nhìn đến chính mình nữ nhi, thượng quan Khinh Yên còn tại hiện trường, thượng quan Phi Hùng trong mắt thì càng là mê hoặc không hiểu. Cái này, đến tột cùng làm sao làm, vì sao hai tiểu gia hỏa này cũng hội ra hiện tại nơi thị phi này đâu. Bỗng nhiên, Bách Lý Kinh Vĩ chờ một đám kiếm tinh đế quốc cột trụ cao thủ. Cùng thượng quan gia bốn cái trí cường cao thủ đồng thời ở vào một chỗ, lại là hiếm thấy bình an vô sự, người nào cũng không có muốn động thủ ý tứ, sống chung hòa bình lên. Bởi vì bọn hắn tất cả đều tại nghi hoặc một việc, cũng là trước mặt cái này tất cả mọi thứ, đến tột cùng là làm sao làm. Trong lòng nghi hoặc, để bọn hắn tạm thời để xuống vừa mới còn giết hô chấn thiên cửu hận, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt hai người trẻ tuổi, muốn tìm tòi hư thực, bên trong ngọn nguồn. Yên Nhi, cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại chạy nơi này đến? Mí mắt không khỏi nhẹ nhàng nhảy nhót, thượng quan Phi Hùng nhìn chăm chú vào thượng quan Khinh Yên hai mắt, một mặt không hiểu hỏi. Trên mặt có chút ngượng nghịu, thượng quan Khinh Yên vụng trộm nhìn một chút một bên Trác Phàm, sau đó lại quay đầu nhìn mình phụ thân, nhưng cũng là rất là kỳ lạ nhún nhún vai, một mặt do dự nói, phụ thân, ta cũng không rõ lắm, ta chính là tìm đến tiểu tam tử. Nhưng ai biết? Nơi này vừa mới phát sinh cái gì a? À, ngươi cũng không biết, vậy ngươi ở chỗ này làm gì tới?
không khỏi sững sờ, thượng quan Phi Hùng nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, trong mắt nghi hoặc lại là càng sâu, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy đây hết thảy, lại là ngăn không được phát ra trận trận cười lạnh thanh âm, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, hừ hừ, thượng quan gia chủ, ngươi trang cái gì hồ đồ? Chẳng lẽ đây hết thảy, không đều là các ngươi thượng quan gia làm đi ra sao? Bách Lý Kinh Vĩ, ngươi cái này có ý tứ gì, chúng ta làm cái gì? Nghi đầu lắc một cái, thượng quan Phi Hùng hung hăng chừng lấy Bách Lý Kinh Vĩ cái kia lạnh lẽo nụ cười, trợn mắt nhìn, chúng ta thượng quan gia đi đến chính, ngồi đầu, dám làm dám chịu. Là chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ nhận, không phải chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện cho người ta mang tiếng oan. Bách Lý Kinh Vĩ, người tốt nhất nói cho rõ ràng một chút. Nói rõ. Lông mày nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo càng sâu, đây không phải đều rất rõ ràng à, hừ hừ, thượng quan gia chủ, lần này ta Bách Lý Kinh Vĩ không thể không cho ngươi viết cái chữ phục à, ngài thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, thế mà lại đi một bước như vậy cờ hiểm. Vì đoạt lại trùng thiên kiếm, vậy mà cầm toàn cả gia tộc cao thủ làm mồi, để cổ nhất phàm như thế cái trẻ tuổi hậu bối, làm từng binh sĩ đột kích, buông lỏng bản tướng đề phòng. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi chiêu này thật sự là đủ cao, bản tướng thua một bậc. Chỉ là bản tướng vạn vạn không nghĩ đến a, luôn luôn lấy đôn hậu nhân nghĩa tác phong bày ra thượng quan gia chủ, vậy mà cũng là như thế tính toán tường tận âm hiểm thế hệ. Khó trách Phi Vân Kiếm Vương thực lực cao hơn các hạ lên mấy bậc không ngừng, nhưng như cũ tại Đông Châu không có tranh giành đến gia chủ chi vị, thì ra là thế, hừ hừ, bội phục a. Lời vừa nói ra, thượng quan Phi Hùng không khỏi khẽ giật mình, trên mặt càng thêm không hiểu. Cái kia ba vị cung phụng thì thôi là đầy giấy vẻ giận dữ, mắng to lên tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ, thả ngươi nương cầu thí, nhà ta gia chủ luôn luôn nhân nghĩa vi hoài, từ trong nhà trưởng lão cung phụng cộng đồng thương nghị, mới được gia chủ chi vị, há lại như ngươi nói, loại kia bè lũ su nịnh, tiểu nhân vô sỉ tác phong. Thượng quan Phi Vân hắn không có lên làm gia chủ, là hắn kiệt ngao quá mức, không được ưa chuộng gây nên, cái nào có âm mưu gì dương mưu ở bên trong dìu lấy. Bách Lý Kinh Vĩ, muốn đánh thì đánh, ngươi chớ có bại hoại nhà ta gia chủ danh dự, nếu không lão phu ba người nhất định đối ngươi không khách khí, hừ. Thôi đi, Ngụy quân tử. Khinh thường bĩu môi. Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, nếu là lúc trước, ta còn thực sự tin Phi Hùng gia chủ là lỗi lạc quân tử, nhưng hôm nay nhìn Phi Hùng gia chủ bố cục, đã tàn nhẫn quả quyết, mà kỳ chiêu đột ngột ra, thà dùng thượng quan ra mấy trăm cao thủ biển máu, đến đổi về đoạt được trùng thiên kiếm cơ hội. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, gia chủ làm việc đều là hợp đế vương tâm thuật, người nhà là quân tử mới là lạ, hừ. Khinh bỉ bĩu môi, Bách Lý Kinh Vĩ giễu cợt liên tục. Cái kia ba vị cung phụng thì là tức giận đến toàn thân run rẩy, khóe mắt. Mà thượng quan Phi Hùng thì là mặt mũi tràn đầy mê mang, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Hắn, đến tột cùng làm gì? Làm sao lại thành đế vương tâm thuật, tiểu nhân vô sỉ? Ta nhưng là tu giả, tu tâm tu thân tu đức, có thể cùng thế tục những người kia đánh đồng sao? Chỉ có Đan Thanh Sinh ở một bên nhìn lấy, im lặng không nói, trong lòng rõ ràng hết thảy, lại là âm thầm cười trộm. Tiếp lấy quay đầu thật sâu nhìn cũng tại như xem kịch vui giống như nhìn lấy bọn hắn Trác Phàm liếc một chút, không khỏi lắc đầu bật cười một tiếng. Tên tiểu quỷ này, thật sự là đem nơi này tất cả đại nhân vật đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là khó lường a, ha ha ha. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, ngay tại lúc này, song phương lẫn nhau mỉa mai, chửi rủa không ngừng thời điểm, lại là mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, từng đạo hắc ảnh ào ào rơi xuống. Lại chính là một mực cùng ngu ngốc một dạng thủ một đêm, tại nghe đến đó động tĩnh sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vã chạy đến thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ. Vừa vào nơi này, hắn cũng không có đi nhìn hắn người liếc một chút, mà chính là cùng mọi người giống nhau, đều là thứ nhất mắt liền thấy cái kia đầy đất vụn băng, còn có vốn là đứng lặng ở chỗ này cái kia, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lang huyên thủy các chỗ, giờ này khắc này lại là giống tuếch một mảnh, lại là ngột mà kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, cùng hắn tất cả mọi người đồng dạng, không, thậm chí là so với người khác điên cuồng hơn địa nộ hô lên âm thanh cái này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bản vương động thiên phúc địa, lang huyên thủy các đây, đến tột cùng chạy đi đâu? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi sùi cười ra tiếng, mặt hiện sát khí, Phi Vân Kiếm Vương, hiện tại là chú ý ngươi cái kia thủy các thời điểm sao? Trọng điểm là trùng thiên kiếm, ở đâu?
Đúng à, trùng thiên kiếm, ta trùng thiên kiếm đâu? Thủy các không, trùng thiên kiếm lại ở đâu? Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Phi Vân lúc này mới nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ lại, một đôi hung dữ ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm tại chỗ tất cả mọi người hai gò má, dường như nơi này mỗi người đều thiếu nợ hắn 1 triệu giống như, nhưng cuối cùng cái kia hung ác ánh sáng vẫn là rơi xuống thượng quan Phi Hùng trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, lão già kia, thức thời thì vội vàng đem trùng thiên kiếm giao ra, nếu không mà nói, thì đừng trách lão tử không khách khí, đối ngươi không chú ý tình cảm anh em. Hừ. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, thượng quan Phi Hùng trong lòng không còn gì để nói, thực hắn rất muốn đối cái này phản nghịch bất tài tử tôn hét to lên tiếng, trùng thiên kiếm chính là Đông Châu chi vật, không phải cá nhân ngươi trong túi cái kia giấu đổ vật, lão phu cầm lại Đông Châu, chuyện đương nhiên. Nhưng là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn nhưng cũng không dám nói như vậy, nếu không, chẳng phải thật thừa nhận kiếm ở trong tay chính mình. Cái kia nếu là song phương bởi vậy một khi tái chiến lên, đều chẳng biết tại sao đánh, nhất thời liền trở thành bên cạnh trong mắt người chuyện cười. Riêng là vậy chân chính đến kiếm thế lực, bình chân như vậy, chẳng phải càng thêm phách lối chế giễu bọn họ sao? Cho nên đối mặt thượng quan Phi Vân hùng hổ dọa người, thượng quan Phi Hùng lại là không có để ý sớm đã tức giận đến rear map run rẩy 3 vị cung phục, vẫn nhìn xuống, mặt âm trầm nói, kiếm kia, không trong tay lão phu. Không trong tay ngươi, cái kia có thể trong tay người nào? Hừ hừ, thiếu mẹ hắn cho lão tử đến một bộ này, lão tử không ăn. Không khỏi giận hừ một tiếng, thượng quan Phi Vân hơi vung tay, giễu cợt liên tục. Thượng quan Phi Hùng gặp, sắc mặt càng thêm âm trầm, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, hí ngược nói, thượng quan gia chủ, ngươi đừng muốn cùng bản tướng chơi cái này chơi chữ, kiếm này mặc dù không trong tay ngươi, nhưng lại trong tay hắn. Chỉ là, hắn không phải là các ngươi người sao? Nói, Bách Lý Kinh Vĩ nhất chỉ Trác Phàm bên kia, gầm thét liên tục. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn qua, riêng là thượng quan Phi Hùng hai người, nhưng rất nhanh hai người lại là cùng nhau lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến bật cười, khắp khuôn mặt là vẻ không tin. Trăm dặm thừa tướng, người quá đề cao tiểu tử kia, cái này trùng thiên kiếm chỉ nhận ta thượng quan gia cao thủ, hắn là cái thá gì, làm cho kiếm cùng hắn đi. Khinh thường bĩu môi, thượng quan Phi Vân một trận cười lạnh. Thượng quan Phi Hùng nghe đến, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý. Trùng thiên kiếm chính là thần vật, rất có linh tính, chỉ có cùng nó nhiều năm ở chung, cùng chung chí hướng nhân tài sẽ cùng theo, sao lại tùy tiện thì tin phục tại một cái lần đầu gặp không có vài lần mao đầu tiểu tử trong tay. Cái này, căn bản không có khả năng. Thế nhưng là, Bách Lý Kinh Vĩ ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm hai con ngươi, lạnh lùng nói, Trung Châu cũng có bá thiên kiếm, những thứ này thần binh tính tình, bản tướng há có thể không biết. Chỉ là bản tướng cũng là có cảm giác này, cổ đại sư có dạng này năng lực, để thần kiếm theo hắn mà đi, mặc kệ hắn có phải hay không người nhà họ thượng quan. Ta nói đúng hay không a, cổ đại sư. Mi đầu bất giác nhếch lên, Trác Phàm thật sâu đều nhìn Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, lại là trèo lên thì lộ ra một tia sán cười. Lại là cũng không có đáp lời, mà chính là khoan thai tự đắc đều nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi vào hắn lúc trước bố trí xuống thất tinh đá đấu trận địa phương, ngừng chân xuống tới. Trăm dặm thừa tướng cũng là trăm dặm thừa tướng, quả nhiên tâm tư tinh mịn, ha ha ha. Nói như vậy, thần kiếm thật tại ngươi nơi đó. Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhất thời kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Thượng quan Phi Hùng bọn người. Cũng là không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt bỗng dưng khẽ giật mình. Cái này, làm sao có thể? Hắn cũng không phải là người nhà họ thượng quan. Nhìn chằm chằm Trác Phàm thân thể không thả, thượng quan Phi Hùng hai mắt trâu khẽ run, ánh mắt nhất hư, mặt hiện nghi ngờ, Nhất Phàm, cái này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì Hà Trùng Thiên Kiếm hội trong tay ngươi, hôm nay chúng ta lại hội chúng mai phục, người hôm nay nhất định phải cho lão phu giải thích rõ ràng. Cái gì, phụ thân trong các ngươi mai phục, không khỏi giật mình, thượng quan Khinh Yên lúc này mới rốt cuộc biết, nguyên lai vừa mới nơi xa cái kia chấn thiên tiếng la giết, không phải bọn họ người nhà họ thượng quan mới tại đột kích vương phủ, mà là tại bị người khác mai phục lên tàn sát, không khỏi trong mắt nhất thời lộ ra một trận lo lắng, như vậy phụ thân, chúng ta tộc nhân thế nào? Thương vong có lớn hay không? Thật dài phun ra một ngụm chọc khí,
Thượng quan Phi Hùng không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, ai thán nói, thương vong không nhỏ, nhưng may mắn sau cùng nơi này xuất hiện động tĩnh, Bách Lý Kinh Vĩ rút lui kết giới, ngược lại là cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chạy ra một đường sống trời. Nghe được lời này, Thượng quan Khinh Yên mới không khỏi thở dài một hơi, yên lòng, đồng thời cũng là một mặt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Cổ tiên sinh, đây đều là ngươi tạo thành à, vì cái gì? Thế nào, này cục thật không phải liên quan gia chủ chỗ bố trí sao? Thật sâu nhìn lấy cái này cha con hai người phản ứng, không giống làm bộ, Bách Lý Kinh Vĩ mi đầu cũng là không khỏi nhẹ nhàng lắc một cái, trong lòng hồ nghi, thì thào lên tiếng. Không khỏi cười lạnh, Thượng quan Phi Hùng giống như nhìn ngu ngốc giống như nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra trận trận vẻ khinh bỉ, hừ, người nói kiếm tinh đế quốc thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này. Ta Thượng quan Phi Hùng cho dù lại quý trọng hướng thiên thần kiếm, thế nhưng bất quá một kiện tử vật, còn cần người đến khống chế mới có thể hiển uy. Lão Phu lại có thể cầm Thượng quan ra một đám cao thủ cùng tính mạng mình đi đổi lấy được đến. Đến lúc đó, cho dù đoạt được thần kiếm, không người có thể dùng lại như thế nào. Huống chi, theo thừa tướng vừa mới nói, đây là một nước cờ hiểm, còn không nhất định thành công, nhưng là trả giá đắt cũng quá lớn đi. Thắng cũng không lợi, thua thì thất bại thảm hại, dạng này mua bán, thừa tướng đại nhân thông minh như vậy người sẽ làm sao? Hừ, a, thì ra là thế, chúng ta tất cả đều bị đùa nghịch. Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ nghe thấy lời ấy, ra mặt nhất thời lắc một cái. Mí mắt khẽ run, thì thào lên tiếng, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, nguyên lai tối nay hết thảy, còn thật có người thứ ba nắm tử người, tại hạ cái này bàn cờ a. Chúng ta vẫn cho là chính mình song phương đều trưởng quản lấy đại cục, hết thảy hướng chúng ta dự tính phương hướng tiến triển. Nhưng ai không biết, chúng ta đều là một người khác trong tay đồ chơi, bị người khác thao túng liều sống liều chết, nhưng lại để cho người khác sử dụng. Ai, chủ quan, bản tướng vậy mà không nghĩ tới. Trừ thượng quan ra bên ngoài, còn có khác địch nhân tồn tại. Lại làm hắn nhân mã trước tốt, hừ hừ, thật sự là nhân sinh nhất đại nét bút hỏng. Sắc mặt không khỏi cùng nhau động dung, lần này, song phương rốt cục hoàn toàn minh bạch hết thảy, sau đó tất cả mọi người ánh mắt, liền đồng loạt chuyển hướng Trác Phàm phương hướng, trong mắt đã kinh hãi vừa nghi. Bách Lý Kinh Vĩ càng là song đồng lãnh mâu lóe lên, thẳng đối hướng vị này hắn đã từng nhất trí tôn sùng cổ đại sư. Lạnh lùng lên tiếng, ngươi. Đến tột cùng là ai, lại thụ người nào ủy nhiệm? Cổ Nhất Phàm, một cái bình thường luyện đan sư mà thôi, một thân một mình, bốn biển là nhà, ha ha ha. Bất giác nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm hài hước nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đều là cười nhạo chi sắc. Điều này không khỏi làm mọi người lại là trong lòng giận dữ, sắc mặt ngăn không được âm trầm. Muốn bọn họ đều là thực lực cường hãn. Hùng bá một phương các châu lão đại, lúc này thế mà bị một cái thằng nhóc con trêu đùa đến tận đây, liều cái máu chảy thành sông. Truyền đi, chẳng phải đồ bị thế nhân trò cười. Bọn họ đều là sống ở vị trí cao cấp trên, muốn mặt mũi người, cái gì đều có thể không quan tâm, cái này lại sao có thể phải nhịn xuống. Kết quả là, mặc kệ là Bách Lý Kinh Vĩ một phương vẫn là thượng quan ra một bên, giờ này khắc này, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều lộ ra trần trụi hung ác ánh sáng. Tựa hồ hiện tại thì hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bỗng dưng, Trác Phàm trở thành nơi này tất cả mọi người địch nhân chung, thiên phu chỉ, vạn người hận, lại không có một người bạn có thể nói. Chỉ có Thượng quan Khinh Yên một người thấy tình cảnh này, trong lòng lo lắng một mảnh. Nàng không biết Trác Phàm sớm đã cho mình để đường rút lui, mới như thế không có sợ hãi, trong lòng lại là đã lòng nóng như lửa đốt. Bất quá Trác Phàm y nguyên sắc mặt như thường. Trong mắt chế giễu vẫn là không giảm, thậm chí còn hơn, điều này không khỏi làm nơi này tất cả mọi người, trong lòng nộ khí, càng sâu một bậc. Tiểu tử này, bị nhiều cao thủ như vậy vây nước chảy không lọt, sắp chết đến nơi, thế mà còn phách lối như vậy, thật sự là đáng hận nhưng là buồn bực, quá không đem bọn họ những đại nhân vật này đưa vào mắt. Riêng là Thượng quan Phi Hùng cái này làm cứu cứu, càng là nhịn không được nộ hống lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi, Cổ Nhất Phàm. Lúc trước Lão Phu vẫn cho rằng đây là Bách Lý Kinh Vĩ tính kế, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đúng là ngươi quỷ kế. Nói như vậy, tấm kia giả địa đồ, cũng là ngươi cố ý hãm hại chúng ta. Ha ha ha, xem như thế đi, bất quá cũng không tính tất cả đều là. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi, sâu xa nói,
thực cho các ngươi thật giả địa đồ cũng không đáng kể, bởi vì bất luận tờ nào, chúng ta trăm dặm thừa tướng sớm đã nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, bố hạ bẫy dập. Ta làm ra, chỉ là đem cái này vòng vây để ở nơi đâu vấn đề mà thôi. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng bất giác giật mình, nói như vậy, ngươi đã sớm biết hết thảy. Theo chừng nào thì bắt đầu. Đan Vương đại hội, nhếch miệng lên, lúc này đã đến sau cùng chuồn mất thời khắc, Trác Phàm cũng không giấu giếm, cười ta nói, ngươi tại Đan Vương đại hội phía trên thủ đoạn, ta thế nhưng là vừa nhìn thấy ngay nhìn ở trong mắt, cũng biết ngươi ý đồ. Bao quát sau cùng, ngươi xúi dục Thượng Quan Ngọc Lâm cho các ngươi làm việc, cũng tất cả đều tại ta trong dự liệu. Cái gì, Thượng Quan Ngọc Lâm vậy mà đã sớm làm phản. Thân thể nhịn không được cùng nhau lắc một cái, Thượng Quan Phi Hùng cùng Thượng Quan Khinh Yên cha con hai người sắc mặt một chợt biến, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, Thượng Quan Ngọc Lâm, bọn họ chí thân, vậy mà đã sớm làm phản gia tộc, tìm đến phía địch nhân ôm ấp. Trong lúc nhất thời, hai người đều một mặt kinh nghi nhìn về phía Trác Phàm, khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng rất nhanh Bách Lý Kinh Vĩ phản ứng, lại là nhất thời xác minh Trác Phàm thuyết pháp. Ánh mắt bất giác hơi hơi mị mị, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt đồng dạng hơi kinh ngạc, nhưng cũng là chớp mắt là qua, liền khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, như vậy hôm nay tất cả mọi thứ, cũng tất cả đều là ngươi tại song phương giật dây. Nghe được lời này, sớm đã trọng thương tại thân, nằm tại hố cát bên trong nôn mửa máu tươi Thượng Quan Ngọc Lâm, không khỏi khóe miệng nhất miết, nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng vô tận kêu gào. Trăm dặm thừa tướng A, con mẹ nó ngươi thực sẽ hố đồng đội, ngươi kiểu nói này, chẳng phải là hướng Thượng Quan Phi Hùng biến tướng thừa nhận lão tử phản đồ một chuyện sao? Vậy lão tử còn như thế nào lại trở về Đông Châu, làm các ngươi thám tử A? Có điều hắn lại làm sao biết, từ khi Trác Phàm nói thẳng ra việc này về sau, mặc kệ Thượng Quan Phi Hùng hắn tin hay không, hắn đã có hiểm nghi, không còn có làm thám tử giá trị. Cũng là bởi vậy, Bách Lý Kinh Vĩ mới không chút do dự đem hắn bỏ qua, không có chút nào một chút do dự. Ha ha ha, trăm dặm thừa tướng là người thông minh, tự nhiên một đoán một cái chuẩn. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm không khỏi cười nhẹ gật gật đầu. Song quyền hung hăng nắm lại, Bách Lý Kinh Vĩ nghe thấy lời ấy, lại là trong lòng một trận tức giận tại trong lồng ngực chập trùng, nhả không ra, hừ, cổ đại sư, người đây là tại tán ta, vẫn là tại nói móc bản tướng. Đến cũng vô dụng sự tình, bản tướng lần này còn là lần đầu tiên làm. Chỗ nào, vậy cũng so thẳng đến sau cùng, còn mơ hồ địa cường A, ha ha ha. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm nhất thời sùi cười ra tiếng. Ngô, thân thể hơi hơi lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên, thậm chí tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe đến hắn hàm răng ở giữa, phát ra rát băng vang lên thanh âm. Rất rõ ràng, hắn bị vừa mới Trác Phàm cái kia trần trụi trào phúng, tức giận đến kém chút biệt xuất nội thương. Nghĩ hắn Bách Lý Kinh Vĩ, tại toàn bộ kiếm tinh đế quốc, cũng không phải là thiên tư cao dù cho tu luyện kỳ tài. Duy nhất làm cho hắn thiếu ngạo quần hùng, đặt chân thế gian, cũng là cái kia chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế mới có thể. Nhưng là bây giờ, tại Trác Phàm trước mặt, cho dù là cái này một lệnh hắn an thân lập mệnh, để hắn kiêu ngạo cả đời tài hoa, cũng lọt vào trần trụi làm nhục, điều này không khỏi làm hắn nổi trận lôi đình, chợt cảm thấy bình sinh đệ nhất sỉ nhục. Dù sao, luôn luôn đều là hắn làm nắm tử người, đùa bỡn người khác tại trống trong bàn tay, lần này hắn ngược lại bị người khác đùa bỡn, thực sự để hắn có chút chịu không được. Thượng Quan Phi Vân gặp, cũng là hung tợn nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, giận không chỗ phát tiết, chất vấn lên tiếng, nói như vậy, để lão phu giống như ngu ngốc thủ một đêm, cũng là ngươi mưu đồ đi. Ha ha ha, Phi Vân kiếm vương, ngươi đây nhưng là tìm nhầm người. Không khỏi bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nhún nhún vai, phát ra trận trận cười nhạo thanh âm, nhất chỉ cái kia còn tại trong hố lớn vù vù thở gấp nặng khí, không ngừng nôn ra máu Thượng Quan Ngọc Lâm nói, oan có đầu, nợ có chủ, hắn cho các ngươi truyền đi tin tức, các ngươi nên tìm hắn mới đúng a. Phải biết, nếu không phải hắn có bản thân tư tâm, muốn mượn đao giết người lời nói, như thế nào lại tại nguyên bản bố cục lên nảy sinh một đoạn, đem Phi Vân kiếm vương điều đi đây. Nếu là hai đại kiếm vương liên thủ, Thượng Quan gia cao thủ đã sớm bị trong khoảnh khắc tiêu diệt, ta lại làm sao có thời giờ hành động đâu. Ha ha ha, thân thể không khỏi chấn động, Thượng Quan Phi Vân ngược lại nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Lâm chỗ đó, giận mắng lên tiếng, cái này cẩu vật,
thành sự không có bại sự có dư, cùng hắn cái kia uất ức lão nương một dạng, vì lợi ích một người xấu ta chuyện tốt, thật sự là chết chưa hết tội, hừ. Thình lình đánh cái dùng mình, thượng quan Ngọc Lâm bất giác trong lòng hoảng hốt, tuy nhiên không thể động đậy, vẫn như cũ dọa đến toàn thân run rẩy không chỉ. Cùng lúc ở sâu trong nội tâm, một trận oán thầm. Lão tử sự tình, cái này cổ nhất phàm làm sao biết hết đạo a? Chẳng lẽ lão tử làm chuyện xấu lúc, hắn thì ở một bên nhìn lấy. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi tà cười ra tiếng, hạ giọng sâu xa nói, đồ đệ ngoan, vi sư lần này được chuyện, cũng đều dựa vào ngươi a, ha ha ha. Lão ma đầu, nghe lấy đạo này lệnh hắn rất tin tưởng, lại cực kỳ kiêng kỵ cùng thanh âm hoảng sợ, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi nhất thời hít sâu một hơi, bỗng nhiên phun ra từng đạo đỏ tươi cột máu, hoảng hốt lên tiếng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại, tới vô ảnh, đi vô tung ma đạo cao thủ, lại chính là một mực ở tại hắn sát vách cách đó không xa Trác Phàm. Ta nói hắn làm sao tùy thời tùy chỗ đều có thể ẩn vào đến, tìm tới trên đầu ta đây, nguyên lai hắn thì ở bên cạnh ta a. Trong lúc nhất thời, thượng quan Ngọc Lâm chợt cảm thấy một trận biệt khuất, cảm giác còn nhỏ tâm linh tiếp nhận 10.000 điểm bạo kích thương tổn, biệt khuất sắp thổ huyết. Tuy nhiên hắn bây giờ đang ở càng không ngừng thổ huyết. Bị một cái chính mình mọi loại khinh bỉ thống hận người, trêu đùa lường gạt thời gian dài như vậy, thượng quan Ngọc Lâm cái kia quý công tử mặt mũi, trong nháy mắt liền bị lớn lao nhục nhã. Tuy nhiên hắn trọng thương tại thân, khó có thể động đậy, nhưng vẫn là không nhịn được quay cuồng một hồi, toàn thân run rẩy, hối hận nước mắt ngăn không được chảy xuống, trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại, các loại oán độc nguyên rủa ở trong lòng cuồng hống, tất cả đều là hướng cái kia giả mạo ma đạo cao thủ trêu đùa hắn Trác Phàm. Trên thực tế, lại hèn mọn cỏ rác, cũng có chính mình tự tôn, lại miểu con kiến hôi, cũng có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Nếu là một mực tại nô dịch hắn, thật sự là một vị tuyệt thế cường giả, ma đạo cao thủ, hắn cũng liền nhận mệnh, người nào để người ta mạnh hơn chính mình đây. Nhưng là đối với Trác Phàm, cái này người đồng lứa, hắn lại chưa từng có tán đồng qua thực lực đối phương. Mặc dù bây giờ đã lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là tràn ngập bài xích. Hắn nhưng là Đông Châu đệ nhất thị tộc, thượng quan gia thiếu gia có được hay không, danh môn chi hậu, làm sao có thể chịu nhục tại một cái người bình thường thảo dân đâu. Vẫn là như thế một cái, chẳng biết xấu hổ vô lại. Cho nên, nếu là hắn ngay từ đầu liền biết một mực tại nô dịch hắn ma đầu, cũng là Trác Phàm lời nói, khẳng định sẽ đánh chết không theo, thậm chí âm dương quái khiếu, trong bóng tối ra hại. Chính vì hắn không biết ma đầu kia là thần thánh phương nào, trong lòng liền có kính nể cảm giác, không dám tùy ý động tác. Đây cũng chính là vì sao, Trác Phàm ngay từ đầu chuẩn bị đem hắn làm thành quân cờ, lại cũng không lấy chân thân bày ra một trong những nguyên nhân. Giờ này khắc này, nhìn đến cái này khi biết chân tướng về sau, liền hối hận lăn lộn đầy đất, khóc ròng ròng thượng quan Ngọc Lâm, Trác Phàm liền càng thêm xác nhận, lúc đó chính mình quyết định biện pháp là cỡ nào chính xác. Hậu trường cao thủ thì nên có cái hậu trường cao thủ bộ dáng, tạo nên một loại thần bí cường đại không khí, không phải vậy, cái gì đều bị người giải, liền không có chấn nhiếp lực, người này cũng liền không để cho hắn sử dụng. Mà những cái kia nhìn đến thượng quan Ngọc Lâm quỷ dị như vậy động tác người, không khỏi đều hơi nghi hoặc một chút, một trận không hiểu. Cái này nha làm sao, chuyện gì thương tâm như vậy? Không phải liền là đều bị trước mặt tiểu tử này tính kế, ai không phải đâu. Thì ngươi nha khóc thành bộ này đức hạnh, tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém đi. Cũng chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ, miễn cưỡng có thể hiểu được một chút thượng quan Ngọc Lâm cảm thụ. Đây là hoàng tộc sỉ nhục, quý tộc sỉ nhục, là bẩm sinh huyết thống lên sỉ nhục. Những thứ này bên cạnh xem náo nhiệt là không có bản thân trải nghiệm, khi bọn hắn cũng bị tiểu tử kia chơi đến chết đi sống lại, nhận hết trêu đùa làm nhục về sau, đại khái liền sẽ rõ ràng cảm giác này, giống như nhất quốc chi quân. Trước mắt bao người, bị một giới khất cái phun một ngụm nước miếng cảm thụ. Cái này, là bọn họ cả đời tẩy không đi xấu hổ, cho dù giết trước mặt người này, cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, nhất thời lóe qua đạo đạo hàn mang, chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm nói, tuy nhiên lần này tình báo giả là thượng quan Ngọc Lâm tiểu tử này không biết thời thế, tự ý tự làm chủ gây nên, nhưng bên trong hẳn là cũng có cổ tiên sinh công lao đi. Ha ha ha, đâu có, ta chỉ là nhiều đe dọa hắn một chút, dọa đến hắn muốn mau sớm trừ rơi ta, liền tự tiện làm ra cái này gây trở ngại sự tình.
Bất quá đây hết thảy, cũng là tại ta sở liệu bên trong, là ta cũng muốn. Mi đầu không khỏi vẩy một cái, Trác Phàm không khỏi nhất thời nhạt cười ra tiếng, sâu xa nói, cho nên thừa tướng đại nhân nói là ta chi công, cũng không tệ. Qua, bỗng dưng, nghe đến cái này giải thích rõ, hầm động bên trong thượng quan Ngọc Lâm gào khóc càng thêm vang dội. Rất rõ ràng, cái kia yếu ớt tâm linh, lại bị Trác Phàm hung hăng nhất kích. Hắn vốn là muốn tính kế giết Trác Phàm, nhưng không nghĩ tới lại bị người ta tính kế tới bàn tay tâm, không giết thành, ngược lại còn giúp người ta đạt đến chính mình mục đích. Cái này khiến hắn cái này chủ nghĩa lợi kỷ người, làm sao có thể chịu được đến xuống dưới. Hợp lấy bổn công tử lo lắng hãi hùng, đánh bạc mặt mũi lương tâm không muốn, bận rộn nửa ngày, đều đang vì hắn người làm thuê a. Tự tôn a, ta tự tôn a, đều mẹ hắn vỡ thành mảnh thủy tinh. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng kêu rên không ngừng, trong mắt lệ nóng không ngừng, dĩ nhiên đã gào không ra, tại ríu rít nước mắt khóc lấy. Nhìn lấy tiểu tử kia như thế bộ dáng ủy khuất, mọi người tuy nhiên trong lòng thầm hận, nhưng cũng là giận không tranh, buồn bã bất hạnh. Không chỉ là thượng quan gia cả đám chờ nghĩ như vậy, liền thượng quan Phi Vân đối như thế cháu ngoại mật thám, cũng là như vậy cho rằng. Tiểu tử này, thật mẹ hắn không phải một cái làm đại sự người. Thì cái này còn muốn leo lên Đông Châu chi chủ ngai vàng, ta nhổ vào, hừ. Cổ tiên sinh thật sự là tính được một tay tốt mưu đồ a, kinh vĩ cả đời chưa bao giờ phục hơn người, nhưng lần này, không thể không nói âm thanh bội phục bội phục. Đem tất cả mọi thứ đều vuốt một lần, Bách Lý kinh vĩ nhất thời minh bạch tất cả mọi thứ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng nhiều hơn một phần coi trọng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, cái này coi trọng không còn là coi trọng, mà chính là thật sâu kiêng kỵ. Có thể làm hắn Bách Lý Kinh Vĩ cắm như thế một ngã nhào nam nhân, tuyệt đối không đơn giản, mà lại tương đối nguy hiểm. Kết quả là, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, lại nhìn bốn phía, xác định không có đồng bọn tiếp ứng, mới vung tay lên, để hộ vệ đem Trác Phàm đoàn đoàn bao vây lên, lạnh lùng nói, cổ tiên sinh trí tuệ vững vàng, tất cả mọi thứ đều mưu đồ không chê vào đâu được, không một sơ hở. Ta muốn cái này con đường sau này, đại khái từ lâu trải tốt đi. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân cũng là người thông minh, nếu biết, còn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, để những người này đem tại hạ bao vây lại đâu. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, biết là một chuyện, cái kia làm lại là một chuyện khác. Vạn nhất, trên đời này, nhưng còn có cái vạn nhất đâu. Nghe được lời này, hai người không khỏi liếc nhìn nhau, tiếp lấy cùng nhau cười to lên. Chỉ bất quá Trác Phàm là vô tận chế giễu, Bách Lý Kinh Vĩ thì là từng trận cười lạnh. Không ngừng phát ra. Nhìn lấy hai người này một bộ cây kim so với cọng dâu, đối chọi gay gắt, rất nhiều kỳ phùng địch thủ gặp lương tài cảm giác, thượng quan Phi Hùng cùng cái kia ba vị trí cường cung phục, lại là nhất thời bị phơi đến một bên, bị Bách Lý Kinh Vĩ cùng Trác Phàm chờ cả đám các loại, thật sâu không nhìn. Điều này không khỏi làm bọn họ cùng nhau gương mặt co lại, chợt cảm thấy một trận không thú vị, đồng thời cùng thượng quan Ngọc Lâm một dạng cảm thụ, lòng tự trọng bị mãnh liệt thương tổn. Xin nhờ, các người có thể hay không nhìn qua một chút, dù nói thế nào mình cũng là Đông Châu thượng quan gia cao thủ, các người như thế xem nhẹ chúng ta, để cho chúng ta thật khó khăn a. Thế nhưng là giờ này khắc này, con mẹ nó ai nguyện ý chú ý cái này bốn cái không quan trọng gì lão già kia, cho dù là thượng quan Phi Vân bản thân, cũng không nhìn bọn hắn nữa liếc một chút. Dù sao, trùng thiên kiếm lại không còn trên người bọn họ. Lúc này... Tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm đều hội tụ đến trên người một người, Trác Phàm. Mỗi người trong mắt, đều tản ra cảnh giác tại nghiêm túc, cái này tối nay đem tất cả cao thủ đùa bỡn trống trong bàn tay cổ đại sư, đến tột cùng còn có cái gì kỳ sách, có thể giúp chính mình thoát thân. Tại nhiều như vậy tuyệt thế cường giả hừng hực vây quanh dưới, hắn lại cái nào đến tự tin, như thế nhàn tình nhã trí, xác định chính mình thì nhất định có thể thoát thân đâu. Bọn họ không biết, nhưng cũng chính là bởi vì không biết. Cho nên mới càng cẩn thận e dè hơn, dự phòng lấy tất cả có thể phát sinh hết thảy khả năng. Một đôi mắt đẹp, làn thu thủy lưu chuyển, thượng quan Khinh Yên chăm chú nhìn cái kia đối mặt mấy ngàn ngang ngược, lại không chút phật lòng, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị Trác Phàm, không khỏi đột nhiên mà choáng váng. Lúc này Trác Phàm, để cho nàng càng thêm lạ lẫm, nhưng loại này lạ lẫm, lại là không biết sao, để cho nàng ngăn không được tim đập nhanh hơn, hai gò má đỏ bừng một mảnh, giống như chảy ra máu. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái kia tại trong tiểu viện đối nàng làm cứu viện, đem nàng cứu trở về,
phổ thông không thể lại phổ thông thần chiếu cảnh luyện đan sư, đúng là như thế một cái bá khí lộ ra ngoài, rậm rạp vạn quân bên trong mặt không đổi sắc cái thế anh hùng. Trác Phàm loại này toàn thân cao thấp, ẩn ẩn lộ ra ngoài bá khí, cùng phụ thân hắn cái kia nho nhã đôn hậu vương giả chi khí khác biệt, lại là một loại khác chấp trưởng giang sơn cấp trên khí tức. Nhưng là không thể không nói, đối với nàng nhỏ như vậy cô nương tới nói, lại là càng bị Trác Phàm loại này kiệt ngao bá khí hấp dẫn, thật lâu khó có thể rời đi hắn thân thể. Bất quá, đối với nàng chết như vậy nhìn mình chằm chằm ánh mắt, lúc này Trác Phàm lại là cũng không có chú ý tới. Dù sao, hiện đang ngó chừng hắn nhưng là mấy ngàn đạo dạng này ánh mắt, hắn sao có thể chú ý tới bên trong một đạo đâu. Hai bên lại nhìn những người này liếc một chút, cuối cùng vẫn là chuyển hướng Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, Trác Phàm không khỏi tà cười một tiếng, thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân, ta kịch bản ngay từ đầu thì định tốt, không có vạn nhất. Thiên Xu, tiếng nói vừa tới, Trác Phàm nhất thời trong mắt ngưng tụ, thủ hạ ấn quyết bỗng dưng kết động, quát nhẹ lên tiếng. Ông, chỉ một thoáng, một đạo vô hình ba động đột nhiên từ Trác Phàm dưới chân phát lên, ngay sau đó, trên 9 tầng trời, bắt đầu thất tinh, một quang mang đại thịnh, một đạo sáng chói đến gần như chói mắt quang trụ, bỗng nhiên từ đó một khỏa ngôi sao lên một nện xuống, nhất thời liền nện đến Trác Phàm dưới chân cái kia một mẫu ba phần đất lên, nhất thời liền đem hắn vững vàng bao khỏa tại cái kia sáng ngời quang trụ bên trong. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ bọn người không khỏi quá sợ hãi. Ào ào che mí mắt, cùng nhau lui lại, không biết cái này ánh sáng trụ đến tột cùng có gì mờ ám. Đúng lúc này, không biết chỗ nào nhớ tới một đạo thanh âm già nua, vội vàng nói cái này. Đây là thượng cổ tinh thần đại trận, làm sao có thể, chắc là thất truyền mới đúng a, sao lại thế? Cái gì, người biết trận này? Thân thể nhìn không được lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ đuổi vội vàng xoay người nhìn qua, đã thấy người kia không là người khác. Đúng là mình theo đế đô mang đến 10 vị 11 phẩm trận pháp đại sư một trong, không khỏi vội vàng lên tiếng, quát hỏi, đã ngươi biết trận này, cái kia trận này đến tột cùng ra sao công dụng. Một mặt giật mình lo lắng mà nhìn xem cái kia sáng chói quang trụ, người kia tựa hồ đã nhìn đến có chút si mê, chờ nghe thấy Bách Lý Kinh Vĩ hỏi thăm, mới lại kịp phản ứng, đuổi vội cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, tinh thần đại trận chủng loại rất nhiều, đều là đã thất truyền. Lão phu này bị cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận này, rất là kinh dị. Nhưng đến tột cùng vì sao, tác dụng là cái gì, lão phu cũng không lắm giải a. Vậy ngươi rông dài cái rắm, hừ. Ngày bình thường luôn luôn chiêu hiền đãi sĩ Bách Lý Kinh Vĩ, lúc này cũng không nhịn được mắng to lên tiếng, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Trác Phàm tại trong cột sáng gặp, không khỏi nhất thời cười một tiếng, thảnh thơi nói, thừa tướng đại nhân chớ giận, hắn không biết ta biết rõ. Dù sao là một lần cuối, nói cho các ngươi cũng không sao, đây là thượng cổ tinh thần đại trận, thất tinh đá đấu trận. Công dụng a. Nói đến đây, Trác Phàm nhỏ hơi trầm ngâm, bất giác nhếch miệng cười một tiếng, trêu đùa nói chính là. Truyền tống. Cái gì, truyền tống trận. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi giật nảy cả mình, sau đó liền vội vàng vung tay lên, vội vã hô quát chúng nhân nói, nhanh ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn từ nơi này truyền tống đi. Là, hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên, thế nhưng là Trác Phàm lại là cười nhẹ dao động cái đầu, từ chối cho ý kiến, muộn, cái này tinh thần truyền tống trận, cũng là một cái chữ nhanh, một khi khai trận, thoáng qua tức thì. Cho dù các ngươi là quy nguyên cao thủ, cũng tuyệt đối đuổi không kịp cái này truyền tống tốc độ. Chỉ cần ta nhẹ nhàng lại bấm niệm pháp quyết, thì... Nói... Trác Phàm khóe miệng xẹt qua quỷ dị cười nhạo, trong tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản vững chắc thân hình, cũng biến thành dần dần bắt đầu mơ hồ, tựa hồ lập tức liền muốn biến mất đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời nheo mắt, song quyền đã là khẩn trương hung hăng nắm lại đến, trong mắt tràn đầy không cam lòng ngoan sắc. Ong ong ong, năng lượng cường đại ba động tại cái kia sáng chói chói mắt bạch quang dưới, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát tán. Trác Phàm cái kia dần dần hư huyễn trên hai gò má, nhìn về phía mọi người, riêng là Bách Lý Kinh Vĩ ánh mắt, đây là cười nhạo cùng mỉa mai. Những cái kia vương phủ hộ vệ, quy nguyên cường giả, muốn mạnh mẽ đột tiến trận thức, đem Trác Phàm cản lại, đã là không kịp. Nhìn lấy đây hết thảy, Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng cắn cắn miệng môi, thậm chí đều khai ra đỏ tươi máu tươi. Vô cùng nhục nhã, lần này. Hắn xem như bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thần bí tiểu tử, triệt để chơi thảm.
chẳng những thượng quan gia một đám cao thủ không thể đều tiêu diệt, liền trùng thiên kiếm cũng ném. Cái này khiến hắn sau khi trở về, như thế nào hướng lão tổ tông bàn giao? Càng mấu chốt là, cái kia đế quốc thừa tướng, tài năng kinh thiên động địa thẻ bài, xem như triệt để nền. Sau này còn có thể không bị lão tổ tông tiếp tục tín nhiệm, đều thành ẩn số. Trong chốc lát, chỉ là một đêm bại trận, hắn lại cảm thấy cả cuộc đời con đường làm quan, đều trong nháy mắt một vùng tăm tối giống như. Bất quá, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phổi đều nhanh nổ tung, nhưng là một bên Đan Thanh Sinh, lại là khóe miệng thăm thẳm thoáng ánh lên không hiểu ý cười, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, âm thầm gật đầu. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi tâm nguyện đạt thành, thoát đi hang hổ, chúng ta sau này còn gặp lại a, ha ha ha. Hiu. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ là trong nháy mắt, một mảnh hắc ảnh liền trong nháy mắt tại tất cả mọi người trước mặt chợt lóe lên, tiếp lấy đột nhiên xuất hiện tại thượng quan Khinh Yên trước người, một thanh liền bắt lấy nàng cái kia trắng nõn cái cổ, hung hăng nhấc lên. Một tiếng kinh hô, thượng quan Khinh Yên chỉ là đem chú ý lực đều đặt ở Trác Phàm trên thân, căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã là chợt cảm thấy cái cổ ghim lại, bỗng nhiên không thở nổi. Hai gò má trong nháy mắt nín đến đỏ bừng như máu, khó chịu gấp, từ từ ho khan, nói không ra lời. Thượng quan Phi Vân, ngươi làm gì, đường đường quy nguyên đỉnh phong cao thủ, thế mà hướng một đứa bé xuất thủ, ngươi còn muốn chút mặt mũi không muốn. Không khỏi giật mình, thượng quan Phi Hùng đột nhiên cảm giác chính mình khuê nữ ra chuyện, định thần nhìn lại, đã thấy cái kia kẻ xấu không phải người khác, đúng là nàng thân thúc thúc, chính mình thân huynh đệ, thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ. Không khỏi giận dữ lên tiếng, quát mắng liên tục, coi như ngươi không để ý tới nàng vẫn là ngươi cháu gái, cũng nên bận tâm một chút chính mình thân phận, nếu muốn đánh lời nói, lão phu phụng bồi tới cùng, mau thả Yên Nhi. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thượng quan Phi Vân không khỏi nhẹ hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi, lão gia hỏa, chính ngươi bao nhiêu phân lượng, hai chúng ta đều lòng dạ biết rõ, lão phu nhưng là không hứng thú cùng ngươi đánh. Mà lại... Bản vương dù nói thế nào cũng là cửu kiếm vương chi tôn, dứt bỏ nha đầu này là lão tử vãn bối chí thân phân thượng, cho dù nàng chỉ là thượng quan ra một cái hóa hư cảnh người tu bình thường, lão phu cũng không nên tự hạ thân phận, ra tay với nàng. Chỉ bất quá, hừ hừ, tình thế bất đắc dĩ. Xin lỗi, ngoan cháu gái. Nói, thượng quan Phi Vân đã là sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên đem thượng quan Khinh Yên thân thể, dẫn theo đặt tới Trác Phàm trước mặt, phẫn nộ quát cổ nhất phàm. Ngươi cho lão phu nghe kỹ, thức thời tranh thủ thời gian giữ trùng thiên kiếm lại, bản vương thả ngươi một con đường sống, ngươi thẳng đi thôi, không phải vậy nha đầu này tánh mạng, nhưng là khó giữ được. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm kết ấn tay hơi hơi lắc một cái, trên mặt có chút động dung. Bách Lý Kinh Vĩ thấy một lần, bất giác trước mắt nhất thời sáng lên, cảm thấy có môn, liền vội vàng phất phất tay, để những cái kia vương phủ hộ vệ dừng thân lại, miễn cho đem cái này cổ nhất phàm bức gấp. Nhất thời truyền tống đi. Giờ này khắc này, trước tiên đem hắn ổn định, cầm nha đầu này cùng hắn đàm phán, không thể nói được còn có thể cầm lại trùng thiên kiếm đâu. Dù sao, lúc trước quan sát hai người này quan hệ lúc, tựa hồ còn tương đương mật thiết đồng dạng. Mà lại theo trong tình báo phán đoán, nha đầu này khắp nơi vì cái này cổ nhất phàm suy nghĩ, thậm chí đem cha mình muốn đem hắn coi như quân cờ sử dụng sự tình cũng nói thẳng ra. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản bằng hữu quan hệ có thể giải thích, giữa hai người nếu là không có chút gì, đó mới kỳ quái đây. Tuy nói cái này cổ nhất phàm mới đầu cũng không có đánh cái gì hảo tâm, đối thượng quan gia cũng là cực điểm sử dụng, thuộc về phe thứ ba thế lực, nhưng giữa người và người tình cảm, ai nói chuẩn. Vạn nhất tiểu tử này cùng nha đầu này ở chung lâu, thật lâu ngày sinh tình đâu. Không sai. Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân cầm Thượng quan Khinh Yên làm điều kiện trao đổi tất cả cơ sở, đều là suy đoán, tiến tới là cái này 11.000. Nghĩ tới đây, Bách Lý Kinh Vĩ quay đầu thật sâu nhìn Thượng quan Phi Vân liếc một chút, âm thầm gật đầu. Xem ra cái này Phi Vân kiếm vương không chỉ là một giới võ phu, có khi can đảm cẩn trọng, thậm chí càng tại hắn đế quốc này thừa tướng phía trên, khó trách có thể ngồi lên kiếm vương ngai vàng. Như là đơn thuần võ phu. Lão tổ tông lại có thể thấy vừa mắt. Ai, vừa mới chính mình thực sự quá kích động, vậy mà đánh mất tỉnh táo, bây giờ nghĩ lại, vẫn là cái này Phi Vân kiếm vương mắt độc, có thể tại thiên ti vạn lũ manh mối bên trong, còn có thể quất ra như thế một cái chuyển bại thành thắng cơ hội, không hổ là nhất đại kiêu hùng a.
Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng âm thầm tán phục, hai mắt chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, cái trán tràn đầy mồ hôi, chờ lấy hắn trả lời. Thượng quan Phi Hùng mấy người cũng là vội vã nhìn về phía Trác Phàm, song quyền siết thành một mảnh, trong mắt lộ ra lấy hy vọng chi sắc. Bây giờ Yên Nhi tánh mạng, ngay tại ngươi một ý niệm a. Cổ Nhất Phàm, không cần biết ngươi là người nào, nhiều ngày trôi qua như vậy, Yên Nhi đối ngươi không tệ a. Ngươi cho dù là ý chí sắt đá, cũng nên có chút xúc động đi. Thượng quan Khinh Yên thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, mí mắt khẽ run, tựa hồ cũng đang chờ hắn hồi phục, trong mắt cũng là có một ít mong đợi ở bên trong. Bất quá, nàng không giống người khác, qua hy vọng nhiều Trác Phàm có thể xuất ra trùng thiên kiếm trao đổi nàng tánh mạng. Nàng chỉ hy vọng có thể nhìn đến Trác Phàm một cái thái độ, cho dù là không muốn cùng bất đắc dĩ. Chỉ cần Trác Phàm toát ra một tia cứu nàng chi tâm, nàng liền thỏa mãn. Thế nhưng là, đối mặt tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chú ánh mắt, Trác Phàm lại là nhếch miệng lên, trèo lên lúc lộ ra một bộ tràn đầy trào phúng mặt mũi, giọng mỉa mai nói, Phi Vân Kiếm Vương, đầu người oát. Người bắt thượng quan Phi Hùng nữ nhi, lại đến áp chế ta. Người có phải hay không lầm đối tượng? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài, xem ra bé con này còn không phải tiểu tử này tay cầm a. Thượng quan Phi Hùng thì là song quyền một nắm, tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng cắn răng, cái này vô tình vô nghĩa tiểu tử, thật mẹ hắn đáng chết. Thượng quan Khinh Yên cũng là khóe miệng một xẹp, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đây chính là cổ tiên sinh bộ mặt thật sự a, quả nhiên. Lãnh khốc vô tình, ai? Cổ Nhất Phàm, người nghĩ rõ ràng, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Trong mắt tinh quang lóe lên, thượng quan Phi Vân còn muốn tiếp tục thăm dò. Thế nhưng là còn không đợi hắn lại nói đi xuống, Trác Phàm đã là cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, ha ha ha. Tốt một câu người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Thế nhưng là kiếm vương nhưng là từng nghe qua, lâu ngày mới có thể sinh tình. Ta cùng nha đầu này quen biết bất quá một tháng, mà lại vốn là không có hoài hảo ý, chỉ là muốn sử dụng thượng quan gia cao thủ vì ta xuất lực thôi, mục đích không thuần, lại có thể hữu tình. Mặc dù có. Cũng bất quá là mỏng thủy chi tình, thanh đạm cực kỳ. Nói, Trác Phàm vừa nhìn về phía thượng quan Khinh Yên, cười ta nói, nhà đầu, vừa mới ta đã cảnh cáo ngươi, lưu lại không có gì tốt chỗ, để ngươi mau rời khỏi đúng hay không? Hơi hơi trầm ngâm một chút, thượng quan Khinh Yên đạm mạc gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta đã đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, là chính ngươi tìm đường chết, nhất định phải lưu lại, đừng trách ta. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm ngược lại nhìn về phía thượng quan Phi Vân chỗ đó, cười to lên, người trẻ tuổi, luôn luôn không biết nặng nhẹ, cầm tính mạng mình nói đùa, cho dù chết cũng chẳng trách người nào. Tính mạng mình, cũng nên từ chính mình đến nhận, tùy hứng là muốn trả giá đắt. Điểm này, người trẻ tuổi chắc là nhiều một chút trải nghiệm mới là. Chỉ là có người trải nghiệm nhiều một chút, có người chỉ có thể trải nghiệm một lần, giống thượng quan cô nương như vậy, cũng là như thế. Bất quá, đưa kết chính mình cháu gái ruột cảm thụ, trong đời chỉ sợ cũng chỉ có một lần đi. Phi Vân Kiếm Vương, thật tốt hưởng thụ a, ha ha ha. Mặt mũi tràn đầy châm chọc cười to lên, Trác Phàm đầy mặt thoải mái, ấn quyết trong tay đã là lần nữa kết lên, năng lượng cường đại chen chúc mà ra, thân hình hắn cũng đang từ từ trở thành nhạt. Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Phi Vân sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này Trác Phàm vậy mà như thế tuyệt tình. Không để ý chút nào thượng quan Khinh Yên tánh mạng, liền một tia lưu luyến đều không có, thì thẳng rời đi. Riêng là sau cùng, còn cười nhạo mình đau giết vãn bối chí thân, cái này muốn truyền đi, hắn thanh danh không rất nói, liền trong lòng của hắn cũng sẽ lưu lại ám ảnh, không khỏi bóp lấy thượng quan Khinh Yên tay cũng có chút buông lòng. Mắt thấy tình cảnh này, màn sáng bên trong Trác Phàm thầm lặng lẽ thở phào, trong lòng khẽ gật đầu. Cuối cùng dùng kế khích tướng, bảo trụ nha đầu này. Thế nhưng là, thượng quan Phi Vân dễ dàng lừa gạt, nhưng Bách Lý Kinh Vĩ dĩ nhiên đã xem thấu bên trong hết thảy, không khỏi hét lớn lên tiếng, Phi Vân Kiếm Vương, giết nha đầu kia. Hắn vừa mới đó là tại kích ngươi, nếu là hắn thật không quan tâm nha đầu này tánh mạng lời nói, lắm lời quá. Hắn cũng là tại kích ngươi, ngăn cản ngươi động thủ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ rốt cục cầm tới Trác Phàm tay cầm giống như... Không khỏi hung hăng nhìn chăm chú về phía cái kia màn sáng bên trong, hét lớn lên tiếng, Cổ Nhất Phàm, ngươi nếu dám đi, nha đầu này khó giữ được tính mạng,
ngươi có thể thử một chút. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Vân bóp lấy Thượng quan Khinh Yên bàn tay bất giác lần nữa gấp lên, cười to liên tục, ha ha ha. Thì ra là thế, Cổ Nhất Phàm, nguyên lai ngươi còn là muốn cứu nàng. Vậy liền dễ làm, thanh kiếm lưu lại, chúng ta cũng không làm khó ngươi, bảo vệ ngươi nhóm an toàn rời đi như thế nào. Ngô! Cái cổ ở giữa lần nữa siết chặt, Thượng quan Khinh Yên chợt cảm thấy đã không có một chút khí tức nhưng là hút vào, gần như tử cảnh. Nhưng là không biết sao, nghe đến Bách Lý Kinh Vĩ sau khi giải thích, trong nội tâm nàng lại bỗng dưng phát lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Dù sao điều này đại biểu lấy, Trác Phàm trong lòng vẫn là có nàng, còn là muốn cứu nàng, chỉ bất quá cùng người khác phương thức không giống nhau thôi. Ha ha ha, cổ tiên sinh thật là một cái nhẫn tâm người, liền cứu người đều lãnh khốc như vậy vô tình. Thế nhưng là cái này vô tình bên trong, lại có tình. Cổ tiên sinh, người đến tột cùng là cái dạng gì người đâu? Dần dần trắng xám trên hai gò má, chảy xuống hai hàng thanh lệ, nhưng là khóe miệng nàng lại hơi hơi nhếch lên, lộ ra hài lòng nhưng lại có chút tiếc nuối nụ cười. Đáng tiếc, ta không thể lại tiếp tục tìm tòi. Cảm thụ lấy người ngọc kia khí tức dần dần yếu dưới, Thượng quan Phi Hùng bọn người bất giác khẩn trương, muốn xuất thủ, nhưng là lại sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi hội hại Thượng quan Khinh Yên trực tiếp chết. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm như thế nào mới tốt. Màn sáng bên trong Trác Phàm, nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt một mảnh màu sắc trang nhã, trong tay kết động ấn quyết, đã là chuẩn bị rời đi. Hắn không giống Thượng quan Phi Hùng bọn họ như thế, bị cảm tình choáng váng đầu óc. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn ra chỗ mấu chốt. Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ cầm Thượng quan Khinh Yên làm con tin, là bởi vì trong tay hắn trùng thiên kiếm, như vậy chỉ cần hắn rời đi, Thượng quan Khinh Yên còn có người chất giá trị, tất nhiên không có việc gì. Hoàn toàn ngược lại, nếu là trực tiếp đem kiếm giao ra, bọn họ liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì cả truy sát, chính mình hòa thượng quan viên tộc nhân ngược lại tất cả đều rơi xuống hạ phong. Bách Lý Kinh Vĩ, Thượng quan Khinh Yên bé con này, một có thể đổi về trùng thiên kiếm, hai có thể kiềm chế thượng quan nhất tộc cao thủ, người bỏ được giết à, hừ hừ hừ. Cười lạnh, Trác Phàm đã xem thấu hết thảy, từ chối cho ý kiến bĩu môi, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là ngay tại lúc này, một tiếng non nớt xuyên dáng gọi to lại là nhất thời vang lên, cô cô. Thân thể nhìn không được trì trệ, Trác Phàm kết động thủ quyết tay bỗng dưng lắc một cái, nhất thời thấp giọng lên tiếng kinh hô tiểu tam tử. Hắn làm sao tới, hắn không có đi chúng ta tụ hợp địa điểm à? Ong ong ong, không gian ba động kêu khẽ âm thanh vẫn tại không ngừng chợt vang, chói mắt lãnh quang còn đang phát ra lóa mắt quang huy. Thế nhưng là tại cái kia trong cột sáng, Trác Phàm thân thể lại là nhất thời cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này một ý bên ngoài, để hắn vốn là bầy mưu tính kế toàn bộ kế hoạch, gần như mất khống chế ở mép. Mà ở trong đó bọn người người, cũng là nghe đến cái này một trẻ thơ thanh âm, bất giác cùng nhau hướng cái kia truyền đến chỗ nhìn qua, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này vương phủ trong đại viện, từ đâu tới hài tử? Cô cô, cô cô. Thế nhưng là rất nhanh, từng tiếng hài đồng nước mắt khóc từ xa tới gần, thăm thẳm truyền đến, sau đó một đạo hồng sắc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, liền một bên lau nước mắt, một bên hướng nắm lấy Thượng quan Khinh Yên Thượng quan Phi Vân nơi này chạy tới. Thỉnh thoảng còn ngã hơn mấy cái lảo đảo, dưới chân không vững bộ dáng, chỉ có cái kia giữa cổ đeo kim tỏa loạng choạng, ở dưới ánh trăng, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Nhìn chằm chằm tiểu tam tử cái kia lảo đảo chạy tới bóng người, màn sáng bên trong Trác Phàm đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, riêng là nhìn đến tiểu tam tử bộ này từ trong ra ngoài hài đồng hành động, trong lòng của hắn liền càng thêm ẩn ẩn bất an. Bởi vì hắn biết, cái này là tiểu tam tử giả bộ đi ra, mà hắn chỗ lấy làm như thế, tất nhiên có hành động. Thế nhưng là nơi này, tất cả đều là quy nguyên cảnh cao thủ, cho dù là hắn cái này kỳ lân chi tử, thượng vị thành niên, nếu là tùy tiện xuất thủ, cũng là nguy hiểm trùng điệp a. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm trong lòng nhất thời một nắm chặt, chăm chú nhìn cái kia quen thuộc mềm mại ảnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, trên trán đã là chảy ra cuồn cuộn mồ hôi lạnh. Tiểu tam tử, không nên vọng động, không nên vọng động a. Thế nhưng là, trong lòng của hắn hò hét, lại truyền không đến tiểu tam tử tâm lý, ngay tại cái kia lo lắng trong ánh mắt, tiểu tam tử cuối cùng ở chỗ này một đám cao thủ, tất cả mọi người chú ý dưới,
thẳng chạy đến Thượng quan Phi Vân bên người, đáng yêu nắm tay nhỏ, uyển như hạt mưa, ngăn không được đánh tại Thượng quan Phi Vân trên thân, tiếng khóc không ngừng, người xấu, mau thả cô ta, thả cô ta. Tiểu tam tử, đi mau. Hung hăng khẽ cắn môi, Thượng quan Khinh Yên cũng là một mặt khẩn trương, tuy nhiên cổ bị hung hăng bóp lấy, nhưng vẫn là nỗ lực nhấc lên lực khí toàn thân, nghẹn ngào lên tiếng, trong đôi mắt chớp động lên cảm động lệ quang, nhưng cũng có vô tận lo lắng, một mặt ngưng trọng khàn khàn hô hào. Bởi vì cổ tam thông giả bộ hài đồng, quyền đầu cũng như hài đồng đồng dạng lực đạo, cho nên Thượng quan Phi Vân cũng không biết rõ cái này tiểu quái vật đáng sợ, còn coi hắn là một cái bình thường hài tử giống như, hai mắt tỏa sáng, nhất thời hơi vung tay đem hắn nhấc lên, cười to lên, ha ha ha. Cổ nhất phàm, ta sớm nghe nói ngươi có một người, hẳn là tiểu tử này đi. Lần này vừa vặn, ngươi nhi tử cũng tại ta trên tay, ngươi coi như mặc kệ nha đầu này tánh mạng, cũng không thể không để ý chính mình nhi tử tánh mạng đi. Không nói gì, Trác Phàm ra mặt nhìn không được rút rút, lại là một mặt lo nghĩ nhìn về phía tiểu tam tử chỗ đó, song quyền hung hăng nắm lại. Tiểu tam tử, ngươi không nên tới. Người xấu, mau thả cô ta, người xấu. Cổ tam thông tại Thượng quan Phi Vân trong tay dẫn theo, giơ lên cao cao, nhưng như cũ đang không ngừng giãy giụa lấy, quyền đấm cước đá, lại là phanh phanh nện tại Thượng quan Phi Vân trên thân, như gãi ngứa đồng dạng, hiển thị rõ buồn cười thái độ, không khỏi càng thêm để Thượng quan Phi Vân cười to liên tục, tùy tiện thoải mái nói, cổ nhất phàm, ta đếm ba lần, ngươi như còn không chịu giao ra trùng thiên kiếm lời nói, ta nhưng là cũng không phải là giết nha đầu này, mà chính là muốn ngươi nhi tử mệnh. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thượng quan Phi Vân, người đồ vô sỉ kia, thân là quy nguyên cao thủ, thế mà hướng một cái 6-7 tuổi hài tử hạ độc thủ, người còn biết xấu hổ hay không? Hung hăng nắm lấy hắn thiết chảo, Thượng quan Khinh Yên giãy giụa lấy thở một ngụm, mắng to lên tiếng. Thế nhưng là Thượng quan Phi Vân chỉ là mặt âm trầm, cũng không để ý tới, mà chính là chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, bắt đầu đếm ngược, ba. Mí mắt ngăn không được run rẩy, Trác Phàm thở sâu, không biết nên như thế nào hành sự. 2. Thượng quan Phi Vân lần nữa một tiếng hô quát, trong mắt sát ý cũng càng ngày càng mạnh, Trác Phàm song quyền nắm chặt, lại là còn không nói lời nào, chỉ là trên ót chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn tiểu tam tử chỗ đó động tĩnh không thả. Bách Lý Kinh Vĩ ở một bên nhìn lấy, gặp Trác Phàm thẳng đến lúc này còn bất phi sở động, không khỏi lúc này suy cười một tiếng, khích tướng nói, cổ đại sư, người đúng như này ý chí sắt đá, vô tình đến đây. Lúc trước ngươi nói cùng nha đầu này quen biết ngày ngắn, cũng vô tình phân, hiện tại đổi lại ngươi nhi tử, chẳng lẽ cũng là ở chung ngày ngắn, không có có tình cảm. Hừ hừ, nghĩ không ra thiên hạ lại có ngươi loại này phụ thân, vì một kiện tử vật, tình nguyện không muốn nhi tử tánh mạng. Đảo ngược xem lệnh lang, tuổi còn nhỏ, tình thâm ý trọng, đồng dạng là cùng nha đầu này ở chung một tháng, nhưng đã tình nghĩa sâu xa. Lại nói, các ngươi là thân cha con à? Thế nào làm việc phong cách như thế hoàn toàn ngược lại a, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ cười lớn một tiếng, cực điểm trào phúng sở trường, nhưng là không thể không nói, còn thật bị hắn nói đúng. Trác Phàm cùng tiểu tam tử, xác thực không phải thân cha con. Chỉ là không phải cha con, lại thắng qua cha con. Trác Phàm bây giờ đang ở do dự, không phải là không muốn cứu, mà là muốn phải phối hợp lấy tiểu tam tử hành động, thuận lợi đem hắn cứu lại. Dù sao, lấy tiểu tam tử thực lực, hoàn toàn có trưởng khống cứu viện thời cơ khả năng. Cho nên hắn đang đợi, chờ lấy hai người phụ tử bọn hắn, không chê vào đâu được phối hợp. 1. Rốt cục, Thượng quan Phi Vân đếm ngược đến điểm cuối, nhưng là Trác Phàm chỗ đó còn không có động tĩnh, Thượng quan Phi Vân không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, quát nhẹ lên tiếng, thật là một cái vô tình vô nghĩa phụ thân, vậy mà thật ngay cả mình thân tử tánh mạng đều không để ý. Đã như vậy lời nói, vậy bản vương thì thay người bóp chết tiểu tạp chủng này. Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, nhưng ngửi một trận chấn thiên triệt địa tiếng vang đã là nhất thời phát ra. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ cự lực trực thấu tim phổi, cái kia cỗ bứt rứt đau đớn, nhất thời để hắn ngăn không được phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi đến, sau đó toàn bộ thân thể liền một bay rớt ra ngoài, trong tay nắm lấy hai cái con tin, cũng không tự chủ được đến nhất thời tuột tay mà bay. Cường đại trùng kích sóng, bỗng nhiên hướng bốn phía phát tán qua đi, chấn động đến khói lửa bay múa, xôn xao, mê vụ đầy trời. Toàn bộ mặt đất cũng nhất thời nổ bể ra đến, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, vương phủ bên trong,
phương viên 10 dặm chỗ, đột nhiên bị san thành bình địa. Hạnh mà ở trong đó tất cả mọi người là quy nguyên cao thủ, thực lực cường hãn, không phải vậy chỉ là vừa mới cái này một dư âm, liền không biết muốn lại cướp đi bao nhiêu sinh linh tánh mạng. Mà đợi đến gió nhẹ lướt qua, bụi mù tán đi, hết thảy lại rõ ràng về sau, khóe miệng ngậm lấy một đạo đạm mạc đỏ tươi Thượng Quan Phi Vân, song đồng hơi hơi lắc một cái, nhìn về phía trước, lại là nhất thời ngưng tụ, bất khả tư nghị nói, sao? Làm sao có thể, là, tiểu tử này? Còn lại mọi người thấy đi, cũng là nhịn không được trong lòng cả kinh, lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Sao lại thế, cái này tiểu bất điểm, thế mà thương tổn Phi Vân kiếm vương, cái này, làm sao có thể? Giờ này khắc này, cổ Tam Thông từng ngụm thở hổn hển, toàn thân hồng mang đại phóng, một cái non nớt quyền đầu, còn tại thật dài giang ra, nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân phương hướng, đồng dạng kinh hãi dị thường, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng quy nguyên cao thủ giao thủ, càng vẫn là ngay từ đầu thì đối lên quy nguyên cảnh đỉnh phong cửu kiếm vương, tự nhiên mão lên toàn thân nhiệt tình, toàn lực ứng phó. Nhưng dù vậy, đánh lén phía dưới, hắn cái này không gì sánh kịp kỳ lân chi lực, lại còn chỉ là vết thương nhẹ Thượng Quan Phi Vân một tia mà thôi, còn chưa trọng thương. Cái này tại tiểu tam tử nhiều lần ra trong tay, thế nhưng là gần như không tồn tại sự tình. Giờ này khắc này, hắn cũng mới rốt cuộc biết Trác Phàm lo lắng, cái này Phi Vân Thành, phủ đầy quy nguyên cường giả, quả nhiên nguy hiểm trùng điệp, lại không phải trước kia hai người bọn hắn có thể hung hăng càn quấy địa phương. Tiểu tam tử. Đột nhiên, đúng lúc này, tất cả mọi người bị vừa mới một màn kia không thể tưởng tượng sự tình kinh hãi không hiểu cơ hội, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên mà vang vọng tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó, ông một tiếng, tiểu tam tử bốn phía nhất thời một đạo không gian chấn động phát ra. Mà cách đó không xa truyền tống trận màn sáng bên trong, Trác Phàm phải đồng tử lóe qua một đạo vầng sáng màu vàng óng, lại chính là Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Mí mắt hơi hơi lắc một cái. Tiểu tam tử cũng biết địch nhân quá mạnh, không nên ham chiến, sau đó không còn như thường ngày đồng dạng phân cao thấp, một phát bắt được bên người còn kinh ngạc không hiểu Thượng Quan Khinh Yên tay, ít có lộ ra vẻ nghiêm túc, vội vã mở miệng, cô, một hồi buông lỏng thân hình, không nên phản kháng, lão cha hội cứu chúng ta đi. Không khỏi sững sờ, Thượng Quan Khinh Yên còn không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn một cái 6-7 tuổi đại tiểu hài đồng, thế mà lộ ra như thành người đồng dạng nghiêm túc thái độ. Cũng là không khỏi ngơ ngác gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thằng con hoang, dám đả thương bản vương, nạp mạng đi. Thế nhưng là ngay tại lúc này, nhưng ngửi hưu một tiếng xé gió vang lên, Thượng Quan Phi Vân đã là nổi giận lên tiếng, một đạo trùng thiên kiếm kình đột nhiên hướng hai người bên này phóng tới. Chỉ một thoáng, không gian đại chấn, thiên địa đột biến, giống như muốn đem thiên địa một phân thành hai mảnh kiếm khí lớn, nhất thời chớp mắt là tới hai người trước người. Cuồn cuộn cường hãn uy áp, trực áp đến bọn hắn một hô hấp trì trệ, không thở nổi. Một kiếm này nếu là đánh chúng, cổ Tam Thông kỳ lân thân thể, cường hãn dị thường, không biết như thế nào, nhưng Thượng Quan Khinh Yên lại là tuyệt đối khó thoát tử cảnh, nhất định là chém thành muôn mảnh kết quả. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Phi Hùng không khỏi kinh hãi, thống mạ lên tiếng, Thượng Quan Phi Vân, ngươi thật không biết xấu hổ, làm bậy quy nguyên tu giả. Thế mà đối một đứa bé con cùng hóa hư cảnh nữ tử ra như thế sát thủ, còn mặt mũi nào mặt hành tẩu ở đại lục phía trên, năm châu ở giữa. Đánh rắm, cái kia cái nào là hài tử, căn bản chính là cái không biết chỗ nào chui ra tiểu quái vật. Người gặp qua cái nào đứa bé, có thể có như vậy quái lực, một quyền đem bản vương làm bị thương thổ huyết. Tuy nói là đánh lén gây nên, nhưng cũng không phải thường nhân có thể làm được đi. Hung hăng giận nguyết hắn một cái. Thượng Quan Phi Vân chế giễu lại, Thượng Quan Phi Hùng nhất thời nghẹn lời, lại cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể một mặt lo lắng nhìn lấy hai người chỗ đó, trong lòng run rẩy một mảnh, một trái tim đều nhanh nhấc đến cổ họng nhi bên trong. Thế nhưng là bọn họ gấp, Trác Phàm bên này gấp hơn, hắn hiện tại nhất định phải sử xuất toàn lực vận chuyển Không Minh Thần Đồng, nhất định phải so Thượng Quan Phi Vân kiếm kình càng nhanh mới được, nếu không mà nói. Tiểu Tam Tử. Song Đồng khóe mắt. Trác Phàm trong lòng giống to, phải đồng tử bên trong, bởi vì vận chuyển nguyên lực quá nhanh, cường đại nhãn thuật đã là chảy ra từng tia máu tươi, nhưng là hắn lại không có chút nào thèm quan tâm, vẫn như cũ hung hăng trừng to mắt, cổ Tam Thông bên người không gian cũng tại kịch liệt rung động, lập tức liền muốn không gian chuyển đổi. Thế nhưng là cái này nhất thời,
cái kia đạo kiếm kình cũng cách bọn họ chỉ xích thiên nhai, thời khắc sinh tử, chỉ ở cái này một cái chớp mắt mà thôi. Thượng quan Phi Vân cùng Trác Phàm hai người, đến tột cùng ai nhanh hơn một bậc, quyết định tiểu tam tử cùng thượng quan Khinh Yên hai người cuối cùng vận mệnh. Hưu, xẹt qua hư không kêu khẽ âm thanh đâm vào lỗ tai đau nhức, cái kia đạo kiếm kình đã một cách vô tư đi vào bọn họ một mét bên ngoài. Mà bốn phía không gian chấn động tựa hồ cũng dần dần lắng lại, tiến vào khâu cuối cùng, lập tức cái kia không minh thần đồng đệ nhất trọng thay hình đổi vị, cũng chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn cứu cách nơi này chỗ, thoát ly cái này nguy hiểm chi cảnh. Thượng quan Phi Vân cùng Trác Phàm hai người, một cái giết người, một cái cứu người, lại cơ hồ là đồng thời hoàn thành chính mình đối bọn hắn sử xuất tuyệt học, không kém mảy may. Chỉ là cũng chính là cái này không kém mảy may, làm cho này vòng tại thời gian đọ sức lên, Trác Phàm lại là nhất thời rơi vào hạ phong. Dù sao so với cứu người đến, giết người muốn đơn giản nhiều. Tuy nói không gian này chuyển đổi cùng cái kia trùng thiên kiếm kình gần như đồng thời tại hai người trước người xuất hiện, thế nhưng kiếm kình dù sao cũng là thượng quan Phi Vân phát ra, cho dù không có hoàn toàn đụng phải hai người, thế nhưng cô ám kình nhi cũng đủ làm cho những cái kia thể chất đơn bạc người gân mạch đều tổn hại, chấn thương đáy lòng. Cổ tam thông dạng này thánh thú thân thể, nếu không phải đối diện đụng tới cái kia lực đạo, tự nhiên không quan trọng. Quan trọng cũng là thượng quan Khinh Yên nha đầu này, cùng thượng quan Phi Vân thực lực thực sự chênh lệch quá lớn, một cái quy nguyên đỉnh phong, một cái lại ngay cả dung hồn cảnh cũng chưa tới. Cái này đừng nói là chính diện đụng tới, cho dù là kiếm kia vương nhất tia khí tức lộ ra, cũng đủ làm cho nàng xương cốt đứt gãy, vứt xuống nửa cái mạng. Tâm xuống hoàn toàn minh bạch điểm này, cổ tam thông mắt thấy Trác Phàm tựa hồ đã không kịp cứu ra hai người bọn họ, không khỏi nhất thời trong mắt ngưng tụ, tay nhỏ kéo một phát. Liền bỗng dưng đem thượng quan Khinh Yên kéo đến phía sau mình, sau đó còn nhỏ thân thể, đạp chân xuống, nhất thời liền hung hăng hướng kiếm kia kình tiến lên, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Tiểu tam tử, thấy tình cảnh này, cơ hồ là đồng thời, Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên cùng nhau giống to lên tiếng, khàn cả giọng. Thế nhưng là đã không kịp, cổ tam thông trên mặt một trận nghiêm túc, đã là bỗng nhiên nghênh tiếp kiếm kia kình, hiện ra đỏ bừng xích mang một quyền, hung hăng đập lên. Tiểu gia thế nhưng là bất bại ngoan đồng cổ tam thông, cả đời chưa bao giờ bại qua, người cái này nho nhỏ một đạo kiếm khí, sao có thể làm tổn thương ta phân. Phốc, cổ tam thông tại tiếp xúc kiếm kia kình trong tích tắc, không khỏi cười to liên tục, quát mắng không ngừng, hăng hái, chỗ nào còn như cái khóc sướt mướt, miệng còn hôi sữa nhóc con, cho dù là bốn phía những cái kia vây lấy bọn hắn quy nguyên những cao thủ, giờ này khắc này, cũng cảm nhận được thiếu niên này thấy chết không sờn. Kiệt ngao bất thuần anh hùng khí khái. Nhưng là đáng tiếc, hắn đối lên là cửu kiếm vương một trong thượng quan Phi Vân, một quyền này của hắn nếu là cùng khác quy nguyên cao thủ đọ sức, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng đối với thượng quan Phi Vân lời nói, nhưng ngửi một tiếng vang trầm phát ra, cái kia đạo kiếm kình đúng là không có không đình trệ xuyên thấu cổ tam thông cánh tay, thẳng tắp hướng sau lưng thượng quan Khinh Yên bắn tới. Mà hắn cũng là nhịn không được nhất thời phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Vừa mới còn không có kêu gào hết phách lối lời nói, cũng bỗng dưng im bặt mà dừng. Nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, ngột trắng bệch đi xuống, thân hình gầy nhỏ, trong gió tung bay, thẳng tắp hướng, về, sau rơi đi. Chỉ là cũng chính vì hắn một quyền này cản trở, cái kia đạo kiếm kình nhất thời hoãn một chút, mặc dù ngay cả một giây cũng chưa tới, theo thường nhân là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, tại cái này vạn phần trong lúc nguy cấp, lại là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Kiếm kia sức lực tốc độ, rốt cục so Trác Phàm không minh thần đồng muốn chậm. Bạch, cơ hồ là trong chớp mắt lóe lên một cái, thượng quan Khinh Yên thân thể cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là trong nháy mắt đi vào Trác Phàm bên người, dung nhập cái kia lóa mắt màn sáng bên trong. Cái kia đạo kiếm kình thẳng tắp xuyên qua vùng hư không kia, bắn về phía sau lưng mọi người, nhưng ngửi một tiếng vang đột ngột phát ra, từng tiếng kêu rên liền bỗng dưng gào thét. Thả mắt nhìn đi, chỉ là trong chốc lát, trăm dặm chỗ trống, đúng là trong khoảnh khắc một vùng phế tích. Tại cái hướng kia quy nguyên những cao thủ, trắng trắng bị vạ lây, đúng là có hơn 30 người trọng thương bỏ mình. Có thể thấy được cái này thượng quan Phi Vân một kiếm chi uy, cường hãn đến mức nào. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đều là trong mắt cùng nhau co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Bất quá, bọn họ không chỉ là kinh hãi thượng quan Phi Vân thực lực. Còn kinh ngạc tại Trác Phàm thần thông, lại có biện pháp,
tại cái kia Phi Vân Kiếm Vương dưới mí mắt đem người cứu đi. Lần này năng lực, cho dù là tại chỗ quy nguyên cao thủ, cũng cảm thấy không bằng a. Mà Thượng Quan Phi Hùng đang run lên một lát sau, nhìn đến chính mình nữ nhi được cứu, cũng là nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng yên tâm lại. Chỉ là nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại là có chút phức tạp, không biết nên cảm kích hay là nên thống hận, đồng thời cũng có thật sâu tán thưởng ở bên trong. Tiểu tử này, có thể làm việc người khác không thể, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Thế nhưng là giờ này khắc này, Trác Phàm đã là không để ý tới người khác ánh mắt, bên phải đồng tử tiếp tục kim quang lấp lóe, tại đem Thượng Quan Khinh Yên cứu được phía sau người, Trác Phàm đuổi mang cố kỹ trọng thi, lần nữa nhìn chăm chú về phía trọng thương về sau, còn trên không trung ngửa ra sau trôi nổi cổ tam thông, từng trận không gian ba động, lần nữa phát ra. Thế mà, cao thủ so chiêu, đã gặp một lần chiêu số, há có thể lần nữa trúng chiêu. Phạch một cái, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xông về phía trước, một thanh liền tóm lấy cổ tam thông non mịn cái cổ, vung vung tay lên, đụng đến một tiếng, cái kia chấn động không gian liền nhất thời tiêu tán, vô ảnh vô tung, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái, Trác Phàm khí tức trì trệ, trong mắt kim quang cũng tiêu tán đi xuống, lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Dương mắt nhìn lên, đã thấy người kia không là người khác, chính là Thượng Quan Phi Vân không thể nghi ngờ, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền cũng chăm chú nắm lại đến Thượng Quan Phi Vân. Hừ, cổ nhất phàm, nghĩ không ra ngươi trừ là cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả 11 phẩm thiên tài luyện đan sư bên ngoài, trên thân kỳ môn quái thuật cũng còn thật không ít a. Cười lạnh, Thượng Quan Phi Vân đem cổ tam thông thân thể sách ngược lấy bày ở Trác Phàm trước mặt, cuồn cuộn máu tươi theo tiểu tam tử cánh tay không ngừng dưới, đầy mặt dữ tợn nói, một cái đại quái vật, một cái tiểu quái vật, phụ tử các ngươi hai người còn thật mẹ hắn để lão phu mở rộng tầm mắt. Lão tử gian trá giảo hoạt, lãnh khốc vô tình, nhi tử tuổi còn nhỏ, quái lực kinh người, vừa mới một quyền kia, thật đúng là thương tổn lão phu không nhẹ, lại để lão phu dưới cơn nóng giận, sử xuất sát chiêu. Chỉ là may mắn, người này nhi tử cũng thật tính toán có năng lực, cản một kiếm kia, thế mà còn không chết. Chỉ là tiếp đó, ngươi như lại không thức thời lời nói, lão phu thật là muốn giết chết thằng danh con này. Mí mắt không khỏi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài. Thượng Quan Khinh Yên gặp, lại là nhất thời khẩn trương, tiểu tam tử. Sau đó đuổi vội vàng xoay người, nhìn về phía Trác Phàm, vội vàng nói, cổ nhất phàm, ngươi nhanh mau cứu hắn a, một thanh kiếm chỉ là tử vật. Không có gì quan trọng, hắn nhưng là ngươi nhi tử a. Đúng vậy a, một thanh kiếm mà thôi, tử vật một cái, chỗ nào có thể so ra mà vượt chính mình nhi tử trọng yếu. Ha ha ha, nhếch miệng cười một tiếng, Thượng Quan Phi Vân theo Thượng Quan Khinh Yên lời nói, nhất thời điều cười ra tiếng, mà lại vừa cười, còn một bên sách lấy tiểu tam tử thân thể, trên không trung lắc tới lắc lui, đầy mặt vẻ trào phúng. Đỏ thẫm máu tươi, không ngừng hướng phía dưới chảy xuống. Tiểu tam tử cái kia sắc mặt tái nhợt, cũng càng phát ra biến đến trắng bệch xuống tới, thân thể cũng càng hư yếu rất nhiều. Thấy tình cảnh này, tại chỗ rất nhiều người đều có chút không đành lòng, trong lòng phát lên lòng trắc ẩn. Tuy nói cổ tam thông vừa mới quái lực xác thực kinh người, nhưng bề ngoài vẫn còn con nít a. Riêng là lúc trước đại nghĩa tiến hành, xả thân cứu người, cũng không nhịn được gây nên mọi người tán đồng. Nếu không phải hiện tại nắm lấy cổ tam thông là Thượng Quan Phi Vân lời nói, đoán chừng đã có người muốn rút đao tương trợ. Này ngươi cái ác tặc, có loại khác khi dễ trẻ em, tính là gì đàn ông? Thật sâu nhìn lấy cổ tam thông cái kia càng phát ra suy yếu khuôn mặt, Trác Phàm trong lòng do dự không chừng, thế nhưng là đúng vào lúc này, cổ tam thông lại là miễn cưỡng nhấc ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra một cái trấn an nụ cười, trả lại cho hắn nháy mắt, hướng về Thượng Quan Khinh Yên bên kia, sau đó liền yên ổn nhắm mắt lại. Dường như đã không quan tâm sinh tử giống như. Mi đầu nhỏ khẽ run run, Trác Phàm trong lòng không sai, song quyền bất giác hung hăng nắm lại đến, nhưng rất nhanh vừa bất đắc dĩ buông ra, sau đó nghiêm sắc mặt, đột ngột bắt lấy Thượng Quan Khinh Yên đầu vai, ấn quyết trong tay rốt cục kết phía dưới một bước cuối cùng. Chúng ta đi. Thượng Quan Khinh Yên vẫn không rõ, nhưng là hoa một tiếng, bốn phía tinh thần ánh sáng đã đại thịnh, ngay sau đó liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hai người cấp tốc biến mất bóng người. Sau cùng, liền cái kia đạo tia sáng chói mắt cũng không thấy. Thân thể nhìn không được chấn động,
Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, toàn đều thất kinh, cho dù là Bách Lý Kinh Vĩ bọn người, cũng vạn vạn không thể tin được. Cái này Cổ Nhất Phàm vậy mà thật lãnh khốc vô tình đến đây. Vì một thanh kiếm, ngay cả mình thân sinh nhi tử đều không muốn. Thượng quan Phi Vân càng là da mặt co lại, hai mắt chăm chú nhìn cái kia quang huy biến mất chi địa, tức giận đến toàn thân phát run, nắm lấy Cổ Tam Thông sách ngược bàn tay kia, cũng không nhịn được hung hăng gấp lên. Như Cổ Tam Thông thân thể không phải thánh thú thân thể lời nói, đoán chừng một chảo này đã đủ để đem hắn toàn bộ chân bẻ vụn. Buồn cười, thực sự buồn cười. Thượng quan Phi Vân ngửa mặt lên trời gào thét, mục đích đỏ tai đỏ, nhìn trong tay hài tử, trong mắt sát ý đã là chảy ra không ngừng đi ra, đáng chết Cổ Nhất Phàm, đã ngươi chính mình hài tử đều không muốn, vậy lão phu liền giúp ngươi kết quả tiểu súc sinh này. Nói, thượng quan Phi Vân đã là hai ngón khép lại, nguyên lực đại phóng, muốn nhất chỉ đâm chết Cổ Tam Thông. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia ngút trời nhất chỉ còn chưa đánh xuống, bá một tiếng, một đạo trời ánh mắt mang lại là nhất thời lần nữa từ trên 9 tầng trời, bắt đầu tinh thần bên trong thẳng tắp nện xuống. Chỉ bất quá lần này, cũng không phải là nện đến vương phủ, mà chính là nện đến Trác Phàm tại Phi Vân Thành đặt chân chi địa, trong nhà cổ. Chỉ một thoáng, một đạo thông thiên quang trụ chiếu sáng cả bầu trời, cũng để cho thượng quan Phi Vân cái kia ôm hận một kiếm, nhất thời lập ở không trung, không có giáng xuống. Chờ một chút. Cùng lúc đó, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là vội vàng hét lớn một tiếng khuyên can, thật sâu nhìn một chút nơi xa cột sáng kia về sau, vội vã nhìn về phía bên người những cái kia bố trận đại sư hỏi, đây là có chuyện gì? Liếc nhìn nhau, trao đổi cái ánh mắt, một vị trận sư trầm ngâm một chút, khom người bẩm báo nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân. Bên trong thiên địa có chính mình pháp tắc, trận pháp cũng giống vậy, đại thể tuân theo nhưng là hội tụ năng lượng bao lớn, uy lực liền cũng lớn đến bao nhiêu. Điểm này, vô luận trận pháp gì, cho dù truyền tống trận pháp cũng giống vậy. Người này có thể cấp tốc tại trong vương phủ bố trí xuống truyền tống trận, cho dù là tinh thần đại trận, dùng đến là thánh linh thạch, hắn là tinh thông trận pháp đại sư, cũng nhất định là không bột đố gột nên hồ, bố trí xuống cũng chỉ là tiểu hình trận pháp mà thôi. Dạng này trận pháp, truyền tống không bao xa, thế nhưng là bố đại hình truyền tống trận, tốn thời gian rất nhiều, tại Trung Châu địa vực đều có người trông giữ, không có khả năng vô thanh vô tức bố trí xuống, cho nên hắn đường chạy trốn, đại khái là vừa truyền ra vương phủ đi. 3. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã là vung tay một cái bàn tay hô đi lên, giận mắng lên tiếng, đáng chết đồ vật, không nói sớm. Đã hắn truyền không bao xa. Vậy chúng ta còn có thể đuổi được. Phi Vân Kiếm Vương, mang theo cái đứa bé kia, chúng ta truy. Lời nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ vội vàng quay đầu nhìn về phía một mực tại bên cạnh giữ im lặng Đan Thanh Sinh. Minh bạch hắn ý tứ, Đan Thanh Sinh trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, nắm lấy hắn thân thể, liền bỗng dưng hướng cái kia quang trụ nện xuống chỗ bay đi. Hắn chỉ là cái hóa hư tu giả mà thôi, nếu là không có cái quy nguyên cường giả mang theo. Đoán chừng lấy tốc độ của hắn, cho dù người ta là nhỏ hình truyền tống trận, hắn cũng đuổi không kịp. Mà thượng quan Phi Vân gặp này, cũng minh bạch hắn ý tứ, tiểu tạp chủng này còn có giá trị lợi dụng, còn có thể làm trao đổi thẻ đánh bạc đến dùng. Sau đó không nói hai lời, hắn cũng là mang theo Cổ Tam Thông suy yếu thân thể, vội vã hướng cái kia sáng chói quang trụ chỗ đang bay đi. Đến mức còn lại quy nguyên cao thủ, cũng cùng nhau theo sau, không dám có chút rơi xuống. Chỉ một thoáng, mới vừa rồi còn cao thủ như mây vương phủ trong đại viện, giờ này khắc này lại là bỗng dưng quạnh quẽ lên, chỉ có 5 người còn ở nơi này ở lại. Thượng quan gia chủ thượng quan Phi Hùng, cùng thượng quan gia ba cái kia trí cường cung phụng, còn có một cái hấp hối, nằm tại trong hố lớn khó có thể động đậy thượng quan Ngọc Lâm, chỉ thế thôi. Nhìn lấy tất cả mọi người thoáng qua liền đi bóng người, liền xem bọn hắn liếc một chút công phu đều chẳng muốn nhìn. Thượng quan Phi Hùng bọn người trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút thất lạc. Chẳng lẽ mình mấy vị này Đông Châu lão đại như thế không có có tồn tại cảm giác cùng giá trị. Người ta đều coi ta là không khí đến xem, đi ra ngoài đều không mang theo khóa cửa. Không nhìn, trần trụi không nhìn, điều này không khỏi làm cái này 4 cái lão gia hỏa, trong lòng một trận phiền muộn. Trước kia mình núp trong bóng tối, sợ bị người ta phát hiện, cẩn thận chặt chẽ. Bây giờ người ta không đem ngươi trở thành chuyện, trong lòng ngươi còn vắng vẻ, cái này thật đúng là. Phạm tiện a, chỉ là suy nghĩ một chút cũng thế, Cổ Nhất Phàm tuổi còn trẻ, lại đem hai phe cường đại như thế thế lực,
đùa bỡn trong lòng bàn tay, hữu dũng hữu mưu, làm cho người sợ hãi thán phục, thật là rực rỡ hào quang. Nếu là đất khách chỗ chi, đoán chừng bọn họ cũng sẽ đem tất cả chú ý lực, theo thượng quan gia chuyển qua tiểu tử này trên thân tới. Dù sao, tiểu tử này thật có tư cách này. Đầu tiên là tay cầm trùng thiên kiếm, liền đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người tiêu điểm tụ tập, lần tài năng, cũng là để nơi này tất cả mọi người rất là tán thưởng không thôi. Bây giờ hắn vẫn chỉ là một cái thiên tư chắc tuyệt thanh niên, vậy sau này đâu? Nguy hiểm như thế một nhân vật, há có thể không nhận người nghiêm mật chú ý. Mà bọn họ thượng quan gia tuy là một lão bài thế lực, thâm căn cố đế, to lớn tập đoàn, nhưng không thể không nói, phát triển mấy ngàn năm, đã không có loại kia phát triển sức sống. Nhưng cổ nhất phàm khác biệt, hắn thì như năm đó bất bại kiếm tôn một dạng, tuy nhiên lẻ loi một mình xông sáo thiên hạ, thế nhưng cỗ vô tận tiềm lực, lại là khiến người ta thật sâu kiêng kỵ. Có lẽ chính là bởi vì phát giác được điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân bọn họ, mới có thể đối thanh niên này như thế để bụng, theo đuổi không bỏ a, có lẽ cũng không đơn thuần là bởi vì trùng thiên kiếm. Nghĩ như vậy, Thượng quan Phi Hùng xa xa nhìn về phía cái kia quang trụ chỗ, không khỏi thở dài một tiếng, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời a. Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta Thượng quan gia quang huy, nhanh như vậy thì ảm đạm xuống, mà lại là bị một tên mao đầu tiểu tử cho so đi xuống. Không phải chúng ta ảm đạm, là hắn ánh sáng quá mạnh. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, một vị cung phụng cũng là khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, ban đêm tinh thần chỗ lấy sáng ngời, là bởi vì mây đen che chắn ánh trăng chỗ lấy sáng ngời, là bởi vì mặt trời rơi xuống dốc núi. Sau đó ánh trăng xông ra mây đen, tinh quang không còn rực rỡ. Mặt trời leo lên núi đỉnh, ánh trăng biến mất lãnh mang. Hiện tại, tiểu tử kia cũng là mặt trời, là ánh trăng, hắn ánh sáng quá chói lóa mắt, nếu là lần này có thể yên ổn thoát thân, ngày sau ánh sáng hội càng lóa mắt, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghe được lời này, mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là hơi hơi gật gật đầu. Thời đại mới muốn tới, mới cường giả cũng muốn quật khởi, chúng ta. Cuối cùng lão. Như vậy, chúng ta muốn hay không lại đuổi theo? Lão phu lo lắng yên nhi hắn. Trầm ngâm một chút, Thượng quan Phi Hùng vừa nhìn về phía cái kia quang trụ chỗ, một mặt sầu tư nói. Chậm rãi lắc đầu, một vị cung phụng đạm mạc lên tiếng, rất không cần phải, vừa mới hổ lang thành đàn, như vậy nguy hiểm tình cảnh, ngay cả chúng ta đều không thể an toàn cứu ra yên nhi tình huống dưới, tiểu tử kia lại làm được. Hiện tại, tiểu tử kia đã yên ổn đi đến hắn sớm đã cho mình bố trí tốt con đường sau này lên. Làm sao có thể còn không toàn thân trở ra? Yên nhi đi theo hắn, không có việc gì. Phản mà là chúng ta, đã sớm đã đuổi không kịp tiểu tử kia, lấy không được trùng thiên kiếm, lại theo sau cũng tốn công vô ích. Dù sao, chúng ta tuy nhiên tại tiểu tử kia che đậy sấn dưới, ánh sáng là thầm điểm, thế nhưng là tiểu tử kia cởi một cái thân thể, chúng ta ánh sáng lúc này liền sẽ hiển lộ tài năng. Đến lúc đó, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ chú ý lực đều tập trung vào trên người chúng ta về sau. Miễn không lại là một phen ác chiến. Chúng ta lại đánh không lại nhiều người như vậy, cho dù thoát thân, cũng sẽ không khỏi treo điểm màu, đây không phải không có việc gì muốn ăn đòn à, ngu ngốc mới đi làm loại chuyện này đây, ha ha ha. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Hùng suy nghĩ một chút, đạm mạc gật gật đầu, trong lòng thầm than. Tiểu tử, tuy nhiên người tiểu tử này gian tà giảo hoạt, đối với chúng ta đủ kiểu sử dụng, nhưng lão phu tự hỏi, cũng không có đối ngươi lưu giữ bao nhiêu thiện tâm. Nhưng Yên Nhi khác biệt, nàng thực tình đối phụ tử các ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể thật tốt đối xử tử tế nàng, bảo vệ nàng chu toàn, cái này lão phu thì không oán vô cầu. Nghĩ như vậy, Thượng quan Phi Hùng than nhẹ một tiếng, bình tĩnh gật đầu, sau đó nhất chỉ hố lớn bên trong Thượng quan Ngọc Lâm, hai con ngươi đột nhiên âm trầm xuống nói, như vậy ba vị cung phụng, tên tiểu xúc sinh này đâu? Phản tộc đại tội, mang về, thật tốt thẩm vấn. Trong mắt tinh mang lóe lên, một vị cung phụng gầm thét lên tiếng, Thượng quan Phi Hùng nghe, cũng là bình tĩnh gật gật đầu, sau đó một địa phi nhập hầm động, nhấc tay vồ một cái, liền đem thất kinh, mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong mắt đều là cầu xin tha thứ chi tình Thượng quan Ngọc Lâm xách lên. Sau đó bốn đại cao thủ, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chiều thành bên ngoài bay đi. Nơi này sự tình, bọn họ đã không quản được, nhưng xử lý chính mình phản đồ a, hừ hừ. Trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Bốn người khóe môi nhếch lên dữ tợn. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Ngọc Lâm sắp khóc đi ra.
hắn mẹ hắn chọc ai gây người nào, làm sao làm trong ngoài không phải người, hắn cái này thám tử cũng làm đến quá thất bại a. Hắn vì ai đều từng góp sức, nhưng ai đều không đọc hắn tốt. Trong thiên hạ, có như thế oan sự tình sao? Đậu Nga đều không mình oan a. Bất quá, hắn có lẽ quên, hắn là vì ai đều từng góp sức, nhưng cũng tất cả đều hố qua tất cả người, hắn cái này ba mặt gián điệp, xác thực rất không xứng chức. Không có một chút đạo đức nghề nghiệp, liền chủ gia đều hố, không có tránh thức hiệu chung qua bất luận cái gì một nhà. Nhưng là, cái này đều không phải là trọng điểm là. Hắn đắc tội không nên đắc tội với người, mới sẽ như thế chó mất chủ, thân bại danh liệt, chỗ nào đều không nơi đặt chân. Một phương diện khác, theo quang trụ lấp lóe, Trác Phàm cùng Thượng Quan Khinh Yên thân hình nhất thời liền xuất hiện tại cổ trạch trong hậu viện. Nhưng là còn không đợi Thượng Quan Khinh Yên thấy rõ ràng nơi này là nơi nào lúc, từng đạo tiếng xé gió lại là nhất thời vang lên, Thượng Quan Phi Vân mọi người, quy nguyên cảnh tốc độ, chớp mắt liền cấp tốc bay đến cổ trạch trên không. Riêng là Thượng Quan Phi Vân trong tay, còn đang nắm cổ tam thông thân thể, hướng về trong cột ánh sáng Trác Phàm lay động kêu gào, cổ nhất phàm, người nhi tử không muốn, lão tử đến cấp ngươi đưa nhi tử tới. Nếu là ngươi lại không giao ra trùng thiên kiếm, lão tử thì ở trước mặt ngươi làm thịt thằng danh con này. Là tiểu tam tử, chúng ta, Thượng Quan Khinh Yên giật mình, vội vàng nhìn về phía một bên Trác Phàm, kêu lên sợ hãi, nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ giếng cổ không gợn sóng. Trên mặt tràn đầy màu sắc trang nhã, trong tay bóp lấy ấn quyết nói, thiên tuyền. Bạch, lại là lóe lên một cái, Trác Phàm hai người thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, tính cả quang trụ cũng cùng một chỗ tiêu tán ở hư không ở giữa. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Phi Vân nhất thời gương mặt co lại, mắng to lên tiếng, ngoá, tên này thật ý chí sắt đá đến tình trạng như thế, liền tên oát con này mặt cũng không thấy một chút, trực tiếp lại đi. Thế nào? Hắn còn không có hồi tâm chi ý sao? Đúng lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ tại Đan Thanh Sinh chỉ huy dưới, cũng cấp tốc chạy tới, khẩn cấp hỏi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thượng Quan Phi Vân tức giận đến nổi trận lôi đình, đâu chỉ không có hồi tâm chuyển ý, căn bản nhất tia do dự đều không có. Lão Phu xem vô số người, còn chưa từng thấy lãnh khốc như vậy người vô tình, hắn nha căn bản không phải người, hừ. Mi đầu thật sâu nhíu lại. Bách Lý Kinh Vĩ cũng là trên mặt phạm lên khó. Hắn luôn luôn lấy dùng trí thắng, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi định đoạt thắng bại, nhưng bây giờ Trác Phàm căn bản không nghe hắn lời, không thấy hắn mặt, lại nhất thời như khó chơi đồng dạng, để hắn không có cách. Bạch! Đúng lúc này, lại là một đạo quang trụ rơi xuống, ngay tại cách đó không xa vị trí, Bách Lý Kinh Vĩ thấy một lần, vội vàng vung tay lên, nhất thời dẫn người nhào về phía trước. Thượng Quan Phi Vân giận hừ một tiếng, tiếp tục mang theo cổ tam thông tiến đến tìm cha. Cổ nhất phàm, người nhị tử, ngươi, bạch. Thượng Quan Phi Vân còn chưa tới đến trước, lớn tiếng hô quát, nhưng là Trác Phàm lại là lần nữa chuyển đi, làm cho hắn nhất thời không còn cách nào khác, gương mặt mãnh liệt quất. Đón lấy, rơi vào đường cùng, tiếp tục tìm tiếp theo quang trụ đuổi theo. Kết quả là, toàn bộ Phi Vân thành liền thấy một phen buồn cười một màn. Toàn bộ Phi Vân Vương phủ cả đám các loại, đêm hôm khuya khoát đuổi theo từng đạo ánh sáng trụ chạy, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, bị đùa bỡn xoay quanh. Riêng là Thượng Quan Phi Vân, trong tay ôm lấy hài tử, tìm khắp nơi Trác Phàm, giống như một cái oán phụ, tại ngàn dặm tìm phu một dạng. Còn kém trên đường lăn khỏi chỗ, tê tâm liệt phế giống to lên tiếng, người cái này không có lương tâm, ném ta xuống cùng hài tử thì mặc kệ, như phố phường điêu phụ một dạng. Không có nửa phần phong độ có thể nói. Điều này không khỏi làm Thượng Quan Phi Vân tức giận đến phổi đều nhanh nổ, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng mắng to. Hắn nãi nãi, đây con mẹ nó đến tột cùng là ai hài tử? Lão tử lên cột cho ngươi đưa nhi tử, ngươi còn không muốn. Ngươi lại muốn không tiếp, lão tử cũng mặc kệ, nhất trưởng đánh chết đến. Thượng Quan Phi Vân trong lòng oán thầm, nhưng là hắn mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng cũng không dám làm như thế, bởi vì đây là bọn họ sau cùng có thể kiềm chế cổ nhất phàm thẻ đánh bạc, sao có thể tùy tiện thì lãng phí hết. Mà Trác Phàm, cũng nhìn cho phép bọn họ không dám cầm tiểu tam tử thế nào, mới không chút do dự dứt khoát rời đi. Làm như vậy tuy nhiên nhìn như vô tình, nhưng lại hết sức sáng suốt. Hai người phụ tử bọn hắn nếu là ở chung một chỗ, tuyệt đối tất cả đều là một con đường chết. Mà bên trong một người cầm lấy trùng thiên kiếm rời đi. Một người khác khẳng định có thể còn sống sót.
Thượng quan Phi Vân bọn họ cầm Tiểu Tam Tử mệnh tới làm trao đổi trùng thiên kiếm thẻ đánh bạc, Trác Phàm sao lại không phải lấy trùng thiên kiếm đến bảo vệ Tiểu Tam Tử mệnh đâu. Giờ này khắc này, hắn không có cách nào cứu ra Tiểu Tam Tử, duy nhất có thể làm, cũng là dùng cái này kiềm chế đối phương, để Tiểu Tam Tử có thể tạm thời sống sót. Còn như thế nào cứu, Trác Phàm đang không ngừng truyền tống bên trong, ngay tại tỉ mỉ suy nghĩ lấy. Dù sao, Tiểu Tam Tử lần này xả thân cứu ra Thượng quan Khinh Yên, thật sự là cái ngoài ý muốn, cũng không tại hắn kế hoạch bên trong. Bây giờ muốn một lần nữa bố trí, thật sự là phải thật tốt ước đoán mới là. Tuy nói, trùng thiên kiếm hắn không có thèm, nhưng Tiểu Tam Tử mệnh, lại nhất định muốn bảo toàn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm tại màn sáng bên trong, sắc mặt không nói ra ngưng trọng. Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương. Theo từng đạo ánh sáng trụ lấp lóe, Trác Phàm trong tay bóp lấy ấn quyết, trong miệng nhẹ nhàng thì thào lên tiếng, đang không ngừng biến hóa vị trí. Mỗi một lần đều trong nháy mắt rời xa Thượng quan Phi Vân bọn họ mấy trăm cây số xa, càng về sau quang mang kia rơi xuống vị trí, đã là thẳng tắp bay ra Phi Vân thành bên ngoài ngàn dặm chi địa. Mà Thượng quan Phi Vân bọn họ, thì là giống như đuổi theo ánh đèn chạy tiểu trùng tử giống như, một mực bị theo sau đuôi, lại mỗi khi lập tức liền phải đuổi tới lúc, lại không thấy đối phương bóng dáng, chỉ xích thiên nhai, thoáng qua tức thì, bị rơi xuống trăm dặm chỗ trống. Mỗi lần lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lộ ra vẻ tức giận cười khổ, tiếp tục đuổi theo nơi xa quang trụ, chăm chỉ không ngừng, sinh sôi không ngừng, giống như ngu ngốc một dạng, bị trêu đùa lấy chạy tới chạy lui, lại chẳng biết lúc nào là cái đầu. Cứ như vậy, lại là cùng liên tiếp bốn đạo cột sáng về sau, Thượng quan Phi Vân rốt cục mất đi kiên nhẫn, nhịn không được đại thở một ngụm, giận mắng lên tiếng, hắn nãi nãi, tên này là tại dắt chó chơi đâu. Hừ, nếu là hắn lại như vậy chạy xuống đi, lão phu là không truy, nếu không trước làm thịt hắn tên oát con này, về sau lại tìm cái kia cổ nhất phàm tính sổ sách. Trung Châu khu vực, lão phu cũng không tin hắn có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay đi. Phi Vân kiếm vương chớ nói mê sảng, hiện tại hết thảy lấy trùng thiên kiếm hạ lạc làm đầu. Cầm không nước xoáy thiên kiếm, há có thể tùy tiện thương tổn hắn nhi tử. Nếu là hắn dưới cơn nóng giận, đem trùng thiên kiếm không biết giấu ở đâu, chúng ta thì càng không biết. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi răn dậy lên tiếng, sau đó lại đuổi vội vàng xoay người nhìn về phía cái kia đi theo đám bọn hắn một đường bay tới 10 vị bố trận đại sư, vội vàng nói các vị đại sư, các ngươi cũng là đế quốc số 1 số 2 trận pháp đại gia, hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, nhìn ra trận thức này manh mối sao. Liếc nhìn nhau, cái kia 10 vị đại sư trao đổi cái ánh mắt, đều có chút do dự, cuối cùng vẫn đi ra một tên trận pháp đại gia đến, hướng Bách Lý Kinh Vĩ khom người bẩm báo nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, chúng ta mới thấy cái này tinh thần đại trận, cũng không lắm giải, nhưng đại thể nhìn ra chút môn nói tới. Nguyên bản đồng dạng truyền tống trận, đi là địa mạch con đường, xúc địa thành thốn chi pháp, nếu là có thể tại ven đường cắt đứt hắn địa mạch, ngăn trở dòng năng lượng động, truyền tống tự nhiên có thể phá. Thế nhưng là cái này tinh thần truyền tống trận, đi là thiên lộ, tinh thần chi lực chỗ dựng thiên lộ, lại là không đường nhưng là ngăn trở, coi là so địa mạch truyền tống cao minh không biết gấp bao nhiêu lần a. Bản tướng hiện tại không quan tâm hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, cao hơn các ngươi lên gấp bao nhiêu lần. Bản tướng chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể tại cái này khoảng cách ngắn truyền tống bên trong, bắt được tiểu tử kia. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy cái này 10 vị đại sư, không còn gì để nói, nổi giận lên tiếng, nếu là lại để cho hắn như vậy truyền đến truyền đi, không có chút nào đình trệ, khi nào là cái đầu. Hắn không mệt, chúng ta một đường đuổi theo đều muốn mệt mỏi nằm xuống. Ây, không có, thừa tướng cứ yên tâm đi. Vội vã khoát khoát tay, người đại sư kia nhất chỉ bầu trời, vội vàng cẩn thận giảng giải, thiên địa năng lượng thăng bằng lưu chuyển, từ có phép tắc, không cho phép phàm nhân vượt qua. Cái này tinh thần trận tuy nhiên kỳ diệu, nhưng cũng trốn không thoát thiên địa pháp tắc ước thúc, há có thể vô cùng vô tận. Theo chúng ta vừa mới chỗ xem, người này mượn là bắt đầu thất tinh chi lực, thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương theo thứ tự mà đi, vừa vặn nghênh hợp hắn tại hạ giới chỗ bố trí trận thức. Mượn tinh lực lưu chuyển thiên mã chuyến đi, từng bước truyền tống, lấy tiểu truyền tống trận, mà đi đại truyền tống trận chi lực. Nếu là ở người hạ đẳng không có đoán sai lời nói, hắn chạm tiếp theo, hẳn là truyền tống điểm cuối điểm, tinh thần kiệt lực chỗ, giao quang.
mà này ngôi sao cùng đi qua vừa mới mấy chỗ điểm truyền tống phân tích về sau, chỗ đối ứng hạ giới vị trí, thì ở chỗ đó. Nói, vị đại sư kia xa xa nhất chỉ phía trước một chỗ khô thấp bụi cỏ ở giữa, mấy trăm dặm chỗ trống, trên mặt lộ ra tự đắc nụ cười. Hắc hắc hắc, nhìn đến a, chuyên nghiệp cũng là chuyên nghiệp, coi như mới vừa vặn nhìn thấy trận pháp này không lâu, cũng một chút thì nhìn ra manh mối. Cái này, chính là chúng ta 11 phẩm trận sư thực lực. 3. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục ý dâm đi xuống, nhưng ngửi một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai đã là vang lên lần nữa, nhất thời đem hắn quất cái đầu óc choáng váng, gương mặt cao sưng, chuyển vài vòng mới lại vừa dừng lại. Chờ dương mắt thấy lại đi lúc, lại chỉ thấy Bách Lý Kinh Vĩ cái kia tràn đầy phẫn nộ ánh mắt, chính hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Không khỏi đầu bỗng dưng co rụt lại, mấy vị này đại sư đều một mặt rất là kỳ lạ, thậm chí còn có chút ủy khuất. Bọn họ lại thế nào, làm gì thừa tướng đại nhân lại động giận dữ như vậy lừa? Bọn họ, không có làm gì sai sự tình a. Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Bách Lý Kinh Vĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to lên tiếng, các người mấy cái này lão bạch si, trọng yếu như vậy sự tình vừa mới vì sao không nói sớm một chút. Cùng bản tướng giải thích một đống lớn vô dụng, hiện tại mới nói tiểu tử kia hội ra hiện ra tại đó. Hừ, không phân rõ nặng nhẹ đồ vật. Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi, tại hắn rơi xuống trước đó, sớm tới đó ngăn lại hắn. Tốt, bình tĩnh gật đầu một cái, thượng quan Phi Vân thủ chảo cổ tam thông, cũng là theo thật sát Bách Lý Kinh Vĩ tốc độ, hướng chỗ đó bay đi, mà bên kia, quang trụ còn chưa rơi xuống, bọn họ muốn so trác phàm trước một bước, sớm ở nơi đó mai phục. Trăm dặm thừa tướng, người mang đến mấy cái này bố trận đại sư, não tử đều thiếu gân a, đều tú đậu. Ai? Không có cách, bọn họ bình sinh một mực tại nghiên cứu trận pháp bố trí, không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu tình thế biến thành, đơn thuần cực kỳ. Tuy nhiên đây là bản tướng coi trọng nhất bọn họ một chút, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ a. Mặc kệ là luyện đan sư vẫn là bố trận sư, muốn đăng phong tạo cực, tất yếu dốc lòng nghiên cứu, khó tránh khỏi liền sẽ ngăn cách. Mang một ít văn nhân bảo thủ, cũng có thể lý giải. Cái này nói cũng thế. Phàm là thành tựu cực cao đan sư cùng trận sư, xác thực so với thường nhân đơn thuần rất nhiều. Đạm mạc gật đầu, thượng quan Phi Vân biểu thị tán đồng, nhưng là rất nhanh lại trố mắt nhìn, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, chỉ là tiểu tử kia thế nhưng là một ngoại lệ a, rõ ràng cao như vậy luyện đan thuật, lại là so hồ ly còn giàu hoạt. Thật không biết hắn bình thường đều đem tinh lực tiêu vào lục đục với nhau lên, còn thế nào để cao luyện đan thuật. Mí mắt hơi hơi lắc một cái. Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, cũng là thật sâu gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nói đúng vậy a, hắn thật đúng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, khiến người ta không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng để cho người cảm thấy rất là nguy hiểm a. Trong mắt tinh mang lóe lên, thượng quan Phi Vân thật sâu liếc hắn một cái, cũng là tán đồng gật đầu. Chỉ có một mực mang theo Bách Lý Kinh Vĩ bay thật nhanh Đan Thanh Sinh, nhìn đến hai người sắc mặt, mặt ngoài giếng cổ không gợn sóng. Trong lòng lại là bất đắc dĩ thở dài. Không bị người đố kỵ là tầm thường, nhưng ánh sáng quá chói lóa mắt, cũng rất nguy hiểm đâu, tiểu gia hỏa. Siêu siêu siêu. Từng đạo lưu quang xẹt qua, chỉ là mấy hơi thở, Bách Lý Kinh Vĩ mọi người đã là đi vào cái kia mảnh bụi cỏ phụ cận, mà cùng lúc đó, phạch một cái, trên 9 tầng trời, giao quang tinh thần, sau cùng một đạo quang mang đột ngột đến rơi xuống, chính như những cái kia bố trận đại sư nói. Hoàn toàn rơi xuống cái này trong bụi cỏ. Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên hai người thân hình, cũng dần dần xuất hiện tại ánh sáng bên trong. Ha ha ha, quả nhiên để đám kia lão già kia cho đoán đúng, tiểu tử này chính là rơi tại cái này địa phương. Cười to một tiếng, Thượng quan Phi Vân nắm lấy cổ tam thông thẳng tắp hướng nơi này vào tới, chớp mắt là tới, trên mặt đều là vẻ trêu tức, lần này, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Cổ đại sư, lão phu cho ngươi đưa nhi tử đến. Ha ha ha. Không khỏi sợ hãi cả kinh, thượng quan Khinh Yên nhìn đến một mặt vẻ dữ tợn, hướng bọn họ nơi này nhào tới thượng quan Phi Vân, không khỏi hoảng hốt lên tiếng, lần này bọn họ làm sao lại nhanh như vậy, chúng ta vừa xuống đất, bọn họ thì đuổi theo. Xem ra bọn họ nhìn ra trận này vận hành quy luật, chỉ là cũng khó trách, dù sao bọn họ còn có 10 tên bố trận đại sư theo. Trong mắt hơi động một chút, Trác Phàm nhìn chằm chằm. Giống như đàn sói chụp mồi giống như hướng hắn vào tới mọi người, trên mặt lại là giếng cổ không gợn sóng, không chút phật lòng, ấn quyết trong tay lần nữa kết động, nhưng là,
đã không có gì chứng dùng, giao quang. Đá đấu. Ông. Một đạo vô hình ba động mãnh liệt phát ra, cái kia quang trụ lên ánh sáng chợt bạo liệt giống như chợt buông ra đến, chói mắt vệt trắng phô thiên cái địa vẩy hướng bốn phía, chỉ là giây lát công phu, cũng đã đem đen nhánh đêm chiếu như ban ngày. Mà lại cái kia cổ mãnh liệt khí thế, cũng là nhất thời hướng bốn phía khuếch tán ra, đang muốn hướng bọn họ phóng đi thượng quan phi vân bọn người, một liền bị khí thế kia làm cho khí tức trì trệ, dừng thân, cái kia hào quang óng ánh, cũng lắc đến bọn hắn hoàn toàn không mở mắt được. Hai tay tại phía trước hung hăng cản trở, chỉ lưu lại một đạo khe hẹp, nhìn về phía trước trong cột sáng, khóe môi nhếch lên tà tiếu trác phàm, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi hướng cái kia 10 tên đại sư hét lớn lên tiếng, chuyện này là sao nữa? Làm sao lần này trận pháp lực lượng lớn như vậy, liền quy nguyên cao thủ đều không thể tới gần. Thừa tướng đại nhân, chúng ta tạm thời không biết, hãy cho chúng ta thật tốt quan sát một trận lại nói. Em gái ngươi, mấy cái kia đại sư đồng dạng che mí mắt, đàng hoàng hồi bẩm, Bách Lý Kinh Vĩ lại là gương mặt hung hăng co lại, mắng to lên tiếng. Mấy lão già này, thời điểm then chốt thì cho ta như xe bị tuột xích a. Trác Phàm nhìn thấy. Lại là nhịn không được cười lớn một tiếng, chế nhạo lên, ha ha ha. Thừa tướng đại nhân, bọn họ đã không biết, ta thì cho bọn hắn để tỉnh một câu đi. Trận này tên là thất tinh đá đấu, thất tinh làm phụ, đấu mới là quan trọng, hiểu chưa? Bạch, khóe môi nhếch lên tùy tiện giạt rào mỉm cười, Trác Phàm hai người một cái lắc mình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tính cả cái kia quang trụ cũng cùng một chỗ trở lại trên trời, chỉ là cái kia bình thản nhưng lại dị thường nghiêm túc thanh âm. Lại nhất thời truyền vào mọi người tại đây trong tai, lớn nhất mấy ngày gần đây, khuyển tử làm phiền thừa tướng đại nhân chiếu cố. Nếu như các ngươi còn muốn hồi trùng thiên kiếm lời nói, thì xin nhờ các vị đem khuyển tử dưỡng trắng trắng mập mập, đến lúc đó tại hạ tự sẽ tiếp hồi, ha ha ha. Hiu. Lời nói xong, trên 9 tầng trời, 7 viên dạng dỡ phát sáng tinh thần ở giữa, chẳng biết lúc nào, cho nên ngay cả lên từng cái đạm mạc bạch tuyến, phát ra yếu ớt ánh sáng. Đem 7 ngôi sao chăm chú liền lên. Sau đó, bắt đầu thất tinh sau cùng giao quang tinh, bỗng dưng lóe qua một đạo hào quang óng ánh, liền siêu một chút, bắn ra một đạo sáng ngời xạ tuyến, như thời gian qua nhanh giống như, xẹt qua trời cao, dường như đem trọn cái bầu trời đêm chém thành hai khúc một dạng. Mà cái kia xạ tuyến điểm cuối, lại là cùng thất tinh đối diện, xa xôi sao bắc cực chỗ. Ngay sau đó, oanh một tiếng, tại cái kia sao bắc cực thần chiếu chói lọi chi địa. Cùng lúc trước những cái kia đồng dạng quang trụ, đột nhiên nện tại mặt đất, như thiên trụ buông xuống đồng dạng. Đáng tiếc, bọn họ đã đuổi không kịp, bởi vì, chỗ đó thực sự quá xa, cho dù là lấy bọn họ quy nguyên cảnh cao thủ tốc độ, cũng phải bay lên cái 3 ngày 3 đêm không thể. Trác Phàm hai người, tại tất cả mọi người dưới mí mắt, triệt để đào thoát. Ngơ ngác nhìn cái kia sáng loáng một đầu quang trụ, chiếu sáng rạng rỡ, tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được ngây người. Cả một cái ban đêm, nghiêng toàn bộ vương phủ chi lực, đông truy tây chặn, bận rộn một đêm, bị người ta làm dắt chó đồng dạng trêu đùa một đêm, lại là liền người ta một cọng lông đều không mò lấy, mà lại người này vẫn chỉ là cái thần chiếu cảnh tu giả. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Cái này không chỉ là phi vân vương phủ sỉ nhục, còn là hắn Bách Lý Kinh Vĩ, kiếm tinh đế quốc, cửu kiếm vương sỉ nhục. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ liền bất đắc dĩ xoa cái trán. Thở dài không chỉ. Lần này, hắn cái này đế quốc đệ nhất cố vấn, thật đúng là bị nắm mũi dẫn đi một lần a. Ha ha ha, chúng ta biết, chúng ta biết. Cái kia xa xôi quang huy dần dần biến mất, tất cả mọi người nhìn lấy cái hướng kia, khuôn mặt khẽ nhúc nhích, đều là có chút thất lạc. Phi vân vương phủ, mấy trăm quy nguyên cao thủ, bao quát quy nguyên đỉnh phong cảnh mạnh nhất hai vị kiếm vương cùng đế quốc đệ nhất cố vấn, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ ở bên trong. Chí dũng song tuyệt, song vách tường liên hợp, vậy mà vẫn như cũ không cản được một cái tự ý nhập vương phủ tặc tử hành tung. Điều này không khỏi làm nơi này tất cả mọi người đều có chút phiền muộn, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng biến thành tương đương trở nên nặng nề. Nhưng là ngay tại lúc này, cười to một tiếng lại là 10 phần không hợp thời vang lên. Ra mặt co lại, nơi này tất cả mọi người đều có loại muốn giết người xúc động, tuy nhiên đạo này trong tiếng cười không có gì hàm nghĩa. Nhưng là nghe đến bọn họ trong tai, lại là như thế châm chọc cùng chế giễu. Kết quả là, tất cả mọi người hung tợn nhìn về phía tiếng cười kia truyền đến chỗ, lại chỉ thấy người kia không là người khác, chính là lúc trước cái kia 10 tên trận sư một trong.
dường như hoàn toàn không có chú ý tới mọi người cái kia giống như ăn người ánh mắt. Người đại sư kia lúc này một mặt hưng phấn, dường như phát hiện tân đại lục giống như, rất là vui vẻ đi vào Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, khom người cúi đầu, kích động nói, trăm dặm thừa tướng, chúng ta minh bạch a, cái này tinh thần đại trận ảo diệu. Mi đầu lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cứ như vậy kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói gì, lại gặp mỗi người bọn họ đều nở nụ cười, không kìm được vui mừng, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, thì ra cái này thất tinh đá đấu trận thức, không chỉ là khoảng cách ngắn truyền tống trận, vẫn là một cái tụ lực trận a. Hắn vừa mới truyền tống, hết thảy truyền lần 7, theo trời trụ cột đến giao quang lần 6, một lần cuối cùng đem phía trước tích góp tất cả lực lượng toàn bộ phát ra, mặc dù là tiểu truyền tống trận, lại là đưa đến đại truyền tống trận tác dụng. Sử dụng sao Bắc Cực cùng Bắc Đầu thất tinh lẫn nhau liền quan hệ, trực tiếp hoàn thành một lần đại dịch chuyển không gian. Đây cũng chính là vì cái gì hắn trước khi đi, nói trận này trọng điểm không tại thất tinh, mà tại tranh đấu, cái này đấu cũng là sao Bắc Cực. Đá đấu, cũng là đem sao Bắc Đầu tinh lực, một hơi chuyển rời đến sao Bắc Cực chi ý a. Hoàn toàn không nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, vị đại sư kia càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, dường như làm ra cái gì nghiên cứu mới thành quả giống như, liền thân thể đều ngăn không được mà run lên lên, nhắc tới tinh thần đại trận thật sự là kỳ diệu a. Lão Phu vừa mới cũng nói, không bột đố gột nên hồ, không có năng lượng, hắn tuyệt đối truyền không bao xa. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà đem thất tinh lực lượng tích xúc tới một chỗ, cho nên mới sẽ tại sau cùng, bộc phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng ba động. Chỉ là năng lượng quá lớn, đối với nhỏ như vậy trận thức trận cơ, khẳng định không thể thừa nhận, cho nên trận này chung quy là duy nhất một lần. Không tin ngài nhìn, trận này nên nhất định xấu. Nói. Vị đại sư kia thẳng đi vào cái kia bụi cỏ phụ cận, một trận tìm kiếm, sau cùng bỗng nhiên giơ lên mấy khối thánh linh thạch toái phiến, lớn tiếng hô quát nói, quả là thế, cùng chúng ta sở liệu một dạng, trận này bởi vì vừa mới năng lượng quá lớn, đã hoàn toàn tổn hại, ha ha ha. Giống, còn lại cái kia 9 vị bố trận đại sư, nhìn đến kết quả này, cũng là nhìn không được hét to lên tiếng, hưng phấn không thôi, bởi vì bọn hắn vừa mới suy đoán, đã là tìm được chứng minh. Quả nhiên là đúng. Bất quá trăm dặm kinh vĩ nhìn lấy bọn hắn, đã là không tâm tình mắng nữa, than nhẹ một tiếng, tịch mịch xoay người sang chỗ khác, một thân một mình hướng vương phủ phương hướng bay đi. Đan Thanh Sinh nhìn thấy, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là mấy vị kia đại sư gặp này, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao? Thừa tướng đại nhân đối với chúng ta phát hiện không cao hứng sao? Vừa mới hắn nhưng là rất nóng lòng muốn biết a. Muộn. Quá muộn, thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, tựa hồ đã nhìn ra bọn họ tâm tư, thượng quan Phi Vân bất giác dở khóc dở cười, sâu xa nói, hiện tại người đều chạy, các ngươi nói cái này có làm được cái gì? Hừ hừ, đây chính là trận pháp đại sư A, đại sư A. Một tiếng than dài, thượng quan Phi Vân cũng theo rời đi, còn lại hộ vệ cũng lập tức theo sát ở bên. Thậm chí có người, trước lúc rời đi, còn khinh thường nhẹ liếc bọn họ liếc một chút. Trong lòng thầm chửi một câu, con mọt sách, liền nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại 10 người này, tại nguyên chỗ cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rất là kỳ lạ. Muộn à, mặc dù là trễ giờ, nhưng cũng không quá muộn đi. Coi như lần này không có thể bắt ở người kia, nhưng nhìn thấy như thế một cái thất truyền đã lâu tinh thần đại trận, cũng không lỗ à, các người nhà biết bên trong giá trị sao. Hừ hừ, người ngoài nghề, biết cái gì? Khinh thường bĩu môi. Nhìn lấy những người kia phương hướng rời đi, người đại sư kia không khỏi xem thường lên tiếng, sau đó nhìn về phía hắn người nói, bọn họ trở về, chúng ta ven đường đi nghiên cứu một chút người kia bố trí xuống trận thức, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tổn hại, đây chính là tinh thần trận A. Những cái kia người thô kệch không biết bên trong giá trị, chúng ta nhưng là cùng bọn hắn không giống nhau. Không thể nói được, chúng ta như vậy có thể khai phá càng nhiều trận thức đâu. Đúng đấy, chính là. Nói đúng, nói đúng. Đều là trận sư, những người này ngược lại là có tiếng nói chung, lập tức tiện tay bắt đầu nghiên cứu trác phàm lưu lại di tích, giống như chuyên gia khảo cổ đồng dạng, cẩn thận mà hưng phấn, mỗi khắp ngõ ngách đều cẩn thận dò xét, sợ tổn hại một chút giống như. Đây cũng là đại sư cùng chính khách khác nhau, đại sư chú ý là bản thân trong lĩnh vực, mỗi một lần mới đột phá cùng phát hiện, mà chính khách chỉ quan tâm trước mặt lợi ích. Có thể nói, hai cái này quần thể
là không liên quan nhau, cũng là lẫn nhau không hiểu. Chính khách cười chúng đại sư bảo thủ, đại sư lại kinh thường chính khách sành đời. Nếu là chính khách đầu nhập chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn không có cách nào tĩnh tâm, căn bản sẽ không ra thành quả, mà đại sư như làm chính khách, cái kia cả đời này thì hủy, trong lòng tạp niệm quá nhiều, chỗ nào còn có thể lại toàn thân tâm làm nghiên cứu. Hắn cũng liền dừng bước tại này. Bách Lý Kinh Vĩ chiêu hiền đại sĩ, chỗ chú ý, chỉ là mấy người này mới mang đến cho hắn lợi ích thôi, cái nào có thể hiểu được bọn họ đối với bản thân lĩnh vực truy cầu cùng chấp nhất. Song phương vốn chính là khác biệt thế giới hai loại người, tự nhiên phong cách hành sự đều lẫn nhau không quen nhìn. Bất quá, Bách Lý Kinh Vĩ hiểu rõ một chút là, chỉ có chấp nhất cùng bảo thủ, mới có thể ra đại sư. Cho nên hắn không quen nhìn là không quen nhìn, khó ở chung là khó ở chung, nhưng lại cực kỳ tán đồng cùng thưởng thức điểm này. Bởi vì hắn biết, có dạng này phẩm chất đại sư, mới có thể mang đến cho hắn phong phú lợi ích. Cho nên hắn vừa mới giận thì giận, lại chưa từng có đối bọn hắn từng có sát ý cùng bất mãn. Nhìn từ điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ thật sự là cái hợp cách cấp trên. Lần nữa trở lại Vương Phủ Đại Viện, Lang Huyền Thủy các chỗ đó, nhìn lấy cái kia một chỗ vụn băng, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, không nói ra xuống dốc. Qua nhiều năm như vậy cùng người đọ sức, lần đầu. Bị bại thảm như vậy, mảy may thành quả thắng lợi đều không có đạt được một chút. Cổ Nhất Phàm, ngươi thật là một kỳ tài, nhưng là bản tướng ghét nhất cái kia một loại. Mí mắt hơi hơi nhẹ rung một chút, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, lớn lên hô ra tiếng, ai để ngươi cùng bản tướng tương tính như thế tương xung đâu. Đã sinh du, sao còn sinh lược, đều là mưu lược người, gặp phải lực lượng ngang nhau, tự nhiên muốn tranh giành cái thắng bại sinh tử. Cái này, đại khái cũng là văn nhân đem nhẹ a. Ha ha ha. Siêu. Một đạo tiếng xé gió vang, Thượng quan Phi Vân cũng đột nhiên xuất hiện ở đây, trong tay dẫn theo cái kia hấp hối cổ tam thông, lạnh lùng nói, trăm dặm thừa tướng, tên oát con này muốn xử trí như thế nào? Trước giữ lấy, chờ câu cái kia Cổ Nhất Phàm mắc câu, cùng nhau giết chết. Ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Nghi đầu lắc một cái, Thượng quan Phi Vân không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, khó được a. Luôn luôn ái tài như mệnh trăm dặm thừa tướng, đối mặt như thế đại tài, thế mà như thế sát ý lẫm liệt, không có chút nào thương tiếc cảm giác, xem ra là bị tức đến không nhẹ a, ha ha ha. Cho dù không có chuyện hôm nay, ta như biết rõ hắn là như vậy kỳ tài, cũng nhất định không thể lưu, cho dù hắn chịu làm việc cho ta, cũng giống vậy.